Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 61, Phong Nhũ Xương. Khi thấy bộ dạng Hạ Thiên giống như không muốn chữa bệnh cho Tam Thúc thì Liễu Vân Mạn cũng không biết làm gì hơn, nàng biết rõ chuyện này không nên trách Hạ Thiên, ai bảo Tam Thúc nói hắn là kẻ lừa đảo. Nhưng Liễu Vân Mạn cũng không thật sự lo lắng, vì Hạ Thiên chỉ nói không muốn chữa bệnh cho Tam Thúc, cũng chưa nói không chữa cho những anh chị em họ của nàng. Nàng tin, dù Tam Thúc không muốn trả thù lao thì Hạ Thiên vẫn tình nguyện chữa trị cho những người anh em họ của nàng, mà chỉ cần bọn họ được chữa trị tốt thì nhiệm vụ của nàng coi như hoàn thành. Hạ Thiên, tôi sẽ thuyết phục Tam Thúc. Liễu Vân Mạn nói, tất nhiên nàng cũng không hy vọng Tam Thúc sẽ chết, nhưng nếu chú nàng không quan tâm đến mạng sống của mình thì cũng khó thể trách người ngoài. Đến tối Liễu Vân Mạn còn phải trực ban, hơn nữa nàng còn phải đưa em gái đến bệnh viện kiểm tra tình huống, vì vậy mà lập tức đề nghị đến bệnh viện, cũng tiện đường đưa Hạ Thiên về cửa hàng hoa. Nếu Liễu Vân Mạn đã muốn đến bệnh viện thì Hạ Thiên tất nhiên sẽ không muốn ở lại đây, sau đó ba người ngồi xe Liễu Vân Mạn rời khỏi khu dân cư danh điển. Này, thứ kia của anh có thể dùng tốt sao? Cô gái gầu như cây sậy ngồi trong xe do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được phải nói. Cái gì? Hạ Thiên không biết tiểu anh đang hỏi về vấn đề gì. Anh nói về thuốc nâng ngực phong nhũ xương gì đó. Cô gái gầu như cây sậy thở phì phò. Thật sự có thể làm cho em thành độ B à? Tất nhiên, đây là thuốc dùng cây đu đủ nước ngàn năm luyện chế ra. Hạ Thiên tuyệt đối có lòng tin với chính mình. Làm gì có cây đu đủ nước ngàn năm, vừa nghe đã biết đang lừa người. Cô gái gầu như cây sậy chợt bĩu môi. Thứ kia có thể tồn tại ngàn năm được sao? Em thì hiểu cái quái gì, cây đu đủ nước ngàn năm kết trái đu đủ, nước của trái đu đủ đó gọi là nước đu đủ ngàn năm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Thiên dùng ánh mắt xem thường nhìn tiểu anh, nhà đầu này quá ngốc. Cuối cùng Hạ Thiên còn bổ sung thêm một câu. Hơn nữa bảo tồn một cây đu đủ nước ngàn năm cũng không phải vấn đề quá khó, chẳng qua không ai bảo tồn mà thôi. Anh rõ ràng nói sai quan điểm. Tiểu anh không phục. Anh không tranh chấp với em, rốt cuộc em có mua phong nhũ xương không? Hạ Thiên thật ra cũng hy vọng mình có tiền, tuy không tiền vẫn có thể tán gái nhưng có tiền tán gái vẫn tốt hơn. Em mua. Tiểu anh khẽ cắn môi, cuối cùng nàng hạ quyết tâm. Bao nhiêu? 100.000. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó lại chêm thêm một câu. Rẻ như bèo. Cái gì? Tiểu anh thét lên kinh hoàng. Anh nói bao nhiêu? 100.000, lỗ tai của em có vấn đề sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Vừa rồi anh chữa bệnh đã giúp em làm thông kinh mạch, lỗ tai của em chắc không có vấn đề mà ánh mắt hình như lại bị ảnh hưởng thì phải. Anh mới có vấn đề. Tiểu anh cực kỳ tức tối. Một lọ phong nhũ xương mà anh bán 100.000, như vậy anh còn nói là rẻ sao? Này, anh nể mặt chị Vân Mạn mới bán em giá 100.000, nếu là người khác thì anh đã bán giá 1 triệu. Dù sao anh cũng chỉ có một lọ, em có mua không? Hạ Thiên có chút không vui, nếu chẳng phải trên người chỉ còn 100 đồng thì hắn nhất định phải bán giá 1 triệu. 100 vạn sao? Tiểu anh trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Sao anh không đi ăn cướp? Cướp sao? Hạ Thiên nhìn tiểu anh. Em ngốc thế, những chuyện vô sỉ như vậy sao anh có thể đi làm cho được? Cướp ngân hàng cùng lắm chỉ được vài chục triệu, bọ, anh chữa bệnh cho người ta cũng được vài chục triệu. Cần gì phải đi cướp? Tiểu anh lập tức không thể phản bác, người này nói không sai, hắn vừa mở miệng muốn chữa bệnh cho Tam Thúc đã muốn lấy vài chục triệu, đúng là chữa bệnh còn nhiều tiền hơn cả đi cướp. Này, Hạ Thiên, phong nhũ xương của cậu có thể dùng được sao? Liễu Vân Mạn đang lái xe chợt mở miệng nói. Tất nhiên là có thể dùng, nhưng chị Vân Mạn, thứ này chị dùng không hợp, thật ra người phụ nữ có bộ ngực phù hợp với riêng mình. Bây giờ ngực chị đã rất ngon, nếu lớn quá thì sẽ khó coi. Hạ Thiên vội vàng nói. Sắc lang. Tiểu anh thầm nói một câu. Liễu Vân Mạn cũng bị lời nói của Hạ Thiên làm cho đỏ mặt, nàng vội vàng giải thích. Không phải tôi dùng, nếu tiểu anh muốn thì tôi sẽ mua tặng nó. Chị Vân Mạn, chị thật sự muốn mua sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Thế nào, cậu không bán sao? Liễu Vân Mạn thấy bộ dạng của Hạ Thiên thì vội hỏi. Đúng vậy, sao tôi có thể bán cho chị được? Hạ Thiên gật đầu. Chị là vợ tôi, những thứ gì của tôi thì tất nhiên cũng chỉ tặng chị mà thôi. Hạ Thiên có chút buồn bực, thứ của mình khó thể đem bán kiếm lời, xem ra muốn tìm được tiền cũng rất khó.
Chị tôi là vợ anh lúc nào? Tiểu Anh phì phò nói một câu, nhưng sau đó nàng thấy chị mình không phản bác thì không khỏi kinh hoàng. Chị, chẳng lẽ trước đó chị cảm tạ anh ấy là muốn lấy thân báo đáp sao? Tiểu hài tử đừng nói đến những chuyện này. Liễu Vân Mạn tức giận nói. Cái gì mà tiểu hài tử, em đã 20, thậm chí còn lớn tuổi hơn tên sắc lang này. Tiểu Anh dùng giọng không phục nói. Được rồi, tóm lại việc này không liên quan gì đến em. Liễu Vân Mạn nói xong thì nhìn Hạ Thiên. Phong nhũ xương của cậu có đây không? Có. Hạ Thiên lấy ra từ trong túi quần một chiếc bình nhỏ, hắn đưa nó cho Liễu Vân Mạn. Chị Vân Mạn, tặng cho chị, nhưng chị cũng đừng nên dùng cho mình. Biết rồi. Liễu Vân Mạn dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn Hạ Thiên. Cậu không thích, tất nhiên tôi sẽ không cần. Chết rồi, sắc lang này thật sự là anh rể của mình. Tiểu Anh thầm thì nói, khi thấy chị muốn lấy phong nhũ xương mà tên sắc lang kia không đòi thù lao, rõ ràng chị đã đồng ý với lời nói của hắn trước đó, dù chị không thừa nhận thì hành động như vậy cũng coi là chấp nhận. Cầm lấy đi, sau này nên ăn mặc bình thường lại, nếu không sẽ chẳng tìm được người yêu đâu. Liễu Vân Mạn đưa chai thuốc cho em gái. Biết rồi, chị à. Tiểu Anh dùng giọng không còn chút sức lực nói một câu. Tiểu Anh suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Này, anh rể sắc lang, thứ này dùng thế nào? Trực tiếp bôi lên chỗ đó, lần đầu tiên đừng bôi quá nhiều, bôi liên tục trong vòng một tháng là được. Hạ Thiên khá thỏa mãn với cách xưng hô của Tiểu Anh, hắn còn kiên nhẫn dặn dò vài câu. Mỗi ngày bôi một lần, bôi trước khi đi ngủ, khi bôi nên chịu khó xoa bóp, nếu thấy cảm giác nóng nóng là hữu hiệu. Biết rồi, cảm ơn anh rể sắc lang. Tiểu Anh nhìn chai thuốc mà trong lòng có chút chờ mong, anh rể này dù là sắc lang nhưng lại là thần y, thuốc của thần y thì chắc chắn sẽ có hiệu quả. Tất nhiên nàng cũng không muốn bỏ ra 100 ngàn để mua thuốc, nhưng bây giờ nếu không cần tiền cũng có hàng, như vậy phải đoạt cho bằng được. Hạ Thiên nghĩ lại, thuốc cũng đã được đưa ra ngoài, cũng có người tình nguyện cho hắn chữa bệnh, nhưng tiền thì không kiếm được. Tuy không tiền có thể tìm được vợ, nhưng không tiền sao có thể nuôi vợ. Nuôi vợ phải cần nhiều tiền. Nhưng vợ còn chưa đến tay mà hắn đã vứt đi một lọ phong nhũ xương giá trị hơn triệu bạc. Khi Hạ Thiên quay trở lại cửa hàng hoa thì lập tức phát hiện có người đến thăm. Hạ Thiên cảm thấy trên đời có nhiều chuyện rất kỳ quái, khi hắn toàn tâm toàn ý muốn biến Tôn Hinh Hinh thành vợ thì luôn không có cơ hội, nhưng ngày đó vô tình đi ngủ muộn, sáng sớm thức dậy đã thấy Tôn Hinh Hinh ngủ cùng giường. Mà bây giờ hắn muốn tìm chút tiền từ trên người Tiểu Anh nhưng không thành công. Đến khi hắn cảm thấy mất đi cơ hội kiếm tiền và quay lại cửa hàng hoa thì có người chủ động đưa tiền đến. Người đưa tiền đến chính là Hoàng Hải Đào, nửa giờ trước Hoàng Hải Đào ăn mặc bình thường đến cửa hàng hoa Hinh Hinh, nói là đến thăm hỏi Hạ Thiên. Lão rất khách khí với Tôn Hinh Hinh, khách khí đến mức làm Tôn Hinh Hinh cảm thấy khó thể thích ứng. Tôn Hinh Hinh vốn định điện thoại cho Hạ Thiên nhưng Hoàng Hải Đào lại ngăn cản, lão nói không muốn làm ảnh hưởng đến Hạ Thiên, lão ở cửa hàng chờ là được. Nếu Hoàng Hải Đào đã nói như vậy thì Tôn Hinh Hinh cũng không gọi điện, nàng cũng không ngốc, chỉ cần nhìn bộ dạng là biết có 8 phần Hoàng Hải Đào có chuyện muốn cầu Hạ Thiên. Hạ Thiên sinh, cậu đã về rồi à? Khi nhìn thấy Hạ Thiên thì Hoàng Hải Đào lập tức đứng lên chào đón, bộ dạng rất cung kính, khác biệt một trời một vực với bộ dạng nổi trận lôi đình trong phòng thẩm vấn. Là ông sao? Ông tìm tôi có chuyện gì? Hạ Thiên cũng không có cảm tình với Hoàng Hải Đào. Hạ Thiên sinh. Lần này tôi đến để xin lỗi, ngày hôm qua thái độ của tôi là không đúng, kính xin Hạ Tiên sinh bỏ qua cho, lúc đó tôi bất đắc dĩ. Hoàng Hải Đào dùng giọng cung kính giải thích. Nếu xin lỗi là xong thì xin ra cảnh sát làm gì? Hạ Thiên khoát tay. Tôi là người thù dai, nhưng ông yên tâm, tôi không so đo với ông, bình thường tôi cũng chẳng quan tâm đến những nhân vật nhỏ nhoi. Hoàng Hải Đào cảm thấy rất bức bối, chỉ sợ nếu không tự cưỡng ép sẽ bị phá hỏng. Lão đường đường là cục trưởng cục công an mà bị người ta coi là nhân vật nhỏ nhoi, nhưng lúc này lại không dám phản bác, ngay cả cao nhân hiên còn không làm gì được đối phương, lão thì tính là gì? Hạ tiên sinh, thật ra lần này còn có chuyện cầu tiên sinh hỗ trợ, chính là con trai. Hoàng Hải Đào cảm thấy rất ngột ngạt, nhưng vì con thì có ngột ngạt cũng chẳng sao. Trước đó lão không tin Hạ Thiên, nhưng bây giờ lão đã tin. Cao Danh Dương bị người này làm gì đó mà hôn mê. Trong bệnh viện có rất nhiều giáo sư nhưng đều ăn hại, không làm được gì, đối phương đến chỉ châm vài cái thì Cao Danh Dương đã tỉnh. Đây là sự việc mà chính viện trưởng Hà Minh của bệnh viện phụ nhất nói ra, lão không thể không tin. À,
ông muốn tôi chữa bệnh cho con trai sao? Hạ Thiên lập tức hiểu ra, sau đó hắn ý thức được Hoàng Hải Đào đến đưa tiền cho mình, lúc này hắn rốt cuộc cũng có thể kiếm tiền. Vâng, vâng, Hạ Tiên Sinh quả nhiên nhìn rõ mọi chuyện. Hoàng Hải Đào liên tục gật đầu, sau đó lão dùng ánh mắt mong chờ nhìn Hạ Thiên. Xin hỏi Hạ Tiên Sinh có thể ra ta giúp đỡ hay không? Không có gì. Hạ Thiên đáp ứng cực kỳ sảng khoái. Nhưng ông phải trả thù lao. Cảm ơn Hạ Thần Y. Hoàng Hải Đào chợt vui mừng, cách xưng hô cũng thay đổi. Chỉ cần Hạ Thần Y tình nguyện ra tay giúp đỡ, tất nhiên sẽ phải trả thù lao. Hoàng Hải Đào dừng lại một lúc rồi lại hỏi. Xin hỏi Hạ Thần Y phí điều trị là bao nhiêu? À, không nhiều lắm, 1 triệu. Hạ Thiên dùng giọng hời hợt nói. 1 triệu sao? Hoàng Hải Đào chợt ngây người, tuy lão đã sớm biết Hạ Thiên sẽ lấy giá cao nhưng như vậy không phải cũng quá mắc sao? Chương 62, ngày may mắn. Khi thấy Hoàng Hải Đào không nói lời nào thì Hạ Thiên chêm thêm một câu. Ông không biết mình đang chiếm được món hời sao? Thật ra tôi cũng cảm thấy như vậy, tôi đang suy nghĩ xem sau này có nên tăng giá lên 10 triệu hay không? Hoàng Hải Đào thiếu chút nữa thì bị chết nghẹn vì những lời của Hạ Thiên, ngay sau đó cũng lập tức trở nên căng thẳng. Dù 1 triệu tuy nhiều nhưng lão vẫn có thể chấp nhận được, nhưng nếu là 10 triệu thì bó tay, tuy lão rất muốn chữa bệnh cho con nhưng cũng không muốn táng ra bại sản. Hạ Thần Y, chậm nhất là ngày mai tôi sẽ giao cậu 1 triệu, bây giờ cậu có thể giúp tôi chữa bệnh cho Tiểu An được không? Hoàng Hải Đào vội vàng nói, lão cũng không muốn đợi đến lúc Hạ Thiên đòi giá 10 triệu. Được rồi. Tôi cũng muốn nhanh chóng chữa bệnh cho anh ta, để đỡ phiền hà cho cảnh sát tỷ tỷ. Hạ Thiên thuận miệng nói, trước đó hắn muốn chữa bệnh cho Hoàng An Bình nhưng Hoàng Hải Đào lại không tin. Nếu lúc đó Hoàng Hải Đào thật sự để cho hắn chữa bệnh thì sẽ không phải bỏ tiền, nhưng bây giờ lão phải đến cầu cạnh chữa bệnh, hơn nữa hắn lại rất bực bội với lão, vì thế mà bắt buộc phải thu tiền. Bệnh tâm thần thường rất nguy hiểm, hơn nữa những kẻ bị bệnh biết cách dùng súng còn nguy hiểm hơn. Vì vậy Hạ Thiên dù rất bực bội với Hoàng Hải Đào thì cũng phải chữa bệnh cho con trai lão, không thể để Hoàng An Bình hại người, đặc biệt là không thể để đối phương làm hại Lãnh Băng Băng. Đa tạ thần y, đa tạ thần y, bây giờ chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay. Hoàng Hải Đào có vẻ khó thể chờ đợi được nữa, lão không thể không nóng vội, sau khi Hoàng An Bình gây chuyện ở đồn cảnh sát thì tâm tình vẫn ở vào trạng thái không ổn định, mà tình huống càng trở nên nghiêm trọng. Hôm nay Hoàng Hải Đào phải vất vả lắm mới đưa được con trai đến bệnh viện, đáng lý ra phải làm kiểm tra nhưng Hoàng An Bình rất quấy phá, vì vậy bất đắc dĩ phải cho bác sĩ sử dụng thuốc an thần. Quan hệ giữa Hoàng Hải Đào và Hà Minh là rất tốt, khi lão nói chuyện với Hà Minh về bệnh tình của con, vô tình nhắc đến vấn đề Hạ Thiên nói có thể chữa trị cho Hoàng An Bình. Hà Minh cũng biết Hạ Thiên, nói rằng ngày hôm qua đã gặp mặt, cũng nói Hoàng Hải Đào nên lập tức tìm gặp đối phương, nói rằng người này có thể cứu được Hoàng An Bình. Vì vậy mà lúc này Hoàng Hải Đào mới vội vàng đến cửa hàng Hoa Hinh Hinh. Cũng vì nguyên nhân như vậy mà khi Hạ Thiên tiến vào phòng bệnh của Hoàng An Bình thì gặp mặt Hà Minh, mà Hà Minh đã bía tin, biết Hạ Thiên đến chữa bệnh cho Hoàng An Bình, lão muốn đến tận mắt chứng kiến đối phương ra tay. Đáng tiếc là quá trình chữa bệnh làm Hà Minh rất thất vọng, Hạ Thiên chỉ cần 1 châm, toàn bộ quá trình chỉ là 3 phút rồi nói đã xong. Hà Minh thật sự không thấy quá trình có gì đặc biệt. Hà Minh không biết sự đặc biệt của băng hỏa linh khí trong người Hạ Thiên, tất nhiên lão cũng không ngờ đối phương dùng nghịch thiên bát châm. Tuy kỹ xảo nhìn có vẻ thông thường nhưng có sự trợ giúp của băng hỏa linh khí sẽ làm hiệu quả khác biệt rất lớn. Thật ra bệnh tình của Hoàng An Bình cũng không tính là phức tạp, nhưng trong đầu hắn có tụ máu, dùng tay mà lấy ra thì rất khó khăn. Nhưng Hạ Thiên có thể lợi dụng băng hỏa linh khí để bao bọc máu ứ đọng, lấy ra rất đơn giản. Vì vậy đối với hắn thì quá trình trị liệu này là rất đơn giản. Nhớ phải trả tiền thù lao cho tôi đấy. Hạ Thiên cũng lười quan tâm đến vấn đề Hoàng Hải Đào sẽ nghĩ thế nào, sau khi làm xong thì chuẩn bị bỏ đi. Hạ Thần Y, xin chờ chút. Người gọi Hạ Thiên dừng lại không phải là Hoàng Hải Đào mà chính là Hà Minh. Chuyện gì? Hạ Thiên cũng không có ấn tượng gì tốt với Hà Minh. Hạ Thần Y, tôi muốn hỏi một chút, máu bầm trong đầu của Hoàng An Bình đã tan rồi sao? Hà Minh nhịn không được phải hỏi. Sao ông không tự mình kiểm tra? Hạ Thiên có chút mất hứng, người này dám nghi ngờ y thuật của mình sao? Hạ Thiên nói xong cũng không để ý đến Hà Minh mà xoay người đi khỏi phòng bệnh. Hạ Thần Y, xin chờ chút. Hoàng Hải Đào vội vàng chạy đến nói. Thế nào? Hạ Thiên nhíu mày.
ông nghĩ rằng tôi phải bó tay trước căn bệnh của con ông sao? Hạ Thần Y hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn hỏi số tài khoản của cậu, như vậy tôi mới chuyển tiền được. Hoàng Hải Đào vội vàng nói, trong lòng lão tất nhiên có hoài nghi nhưng không dám nói ra. Tài khoản ngân hàng sao? Hạ Thiên cảm thấy có chút khó khăn, hắn nào biết đây là thứ gì? Hắn còn không có chứng minh nhân dân, lấy đâu ra tài khoản ngân hàng? Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Ông mang tiền mặt đến cho tôi không có tài khoản ngân hàng. Tiền mặt sao? Hoàng Hải Đào chợt ngẩn ngơ. 1 triệu tiền mặt. Đúng vậy, mang tiền mặt đến, ngày mai đưa đến cửa hàng Hoa Hinh Hinh. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tôi đi trước đây, con của ông nửa giờ sau sẽ tỉnh, nhớ nói cho anh ta biết, đừng tranh chấp cảnh sát tỉ tỉ với tôi, nếu không tôi sẽ cho anh ta đẹp mặt. Hạ Thiên nhanh chóng rời đi, trong lòng đã có chủ ý, ngày mai phải đi tìm cảnh sát tỉ tỉ để nàng hỗ trợ làm một cái giấy chứng minh. Lúc này Liễu Vân Mạn ở bệnh viện cũng đang gọi điện cho bà lão Ninh Tố Nga. Bà nội, bệnh tình của Tiểu Anh đã khá tốt, con vừa mới xem xong báo cáo kiểm tra. Liễu Vân Mạn ở trong điện thoại dùng giọng vui vẻ nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ninh Tố Nga cũng rất vui sướng, đến bây giờ bà mới coi như yên tâm. Tuy ngay từ đầu bà đã tin vào y thuật của Hạ Thiên, nhưng y thuật cao cũng không có nghĩa là chữa hết căn bệnh quái quỷ này, đặc biệt là không thể chữa hết chứng bệnh cho Liễu Vân Mạn. Điều này làm cho Ninh Tố Nga có chút lo lắng, nhưng đến bây giờ bà đã hoàn toàn không còn gì để sầu lo. Bà nội, ngày mai bà đưa Tiểu Trí đến phòng cháu đã nói với Hạ Thiên, ngày mai cậu ta sẽ chữa bệnh cho Tiểu Trí. Liễu Vân Mạn nói đến đây thì đổi chủ đề. Đúng rồi, bà nội, sự việc liên quan đến Tam Thúc có chút phiền phức. Thế nào? Ninh Tố Nga chợt kinh hoàng. Có phải Hạ Thần Y không chịu chữa bệnh cho Tam Thúc của cháu không? Đúng là không tình nguyện. Liễu Vân Mạn nói. Nghịch tử, bà biết ngay nó sẽ làm hỏng việc. Ninh Tố Nga dùng giọng tức giận nói. Tiểu Mạn, nếu Hạ Thiên thật sự không xem bệnh cho Tam Thúc của cháu thì cũng không sao, nhưng những đứa em cháu không đắc tội với cậu ấy, cháu nên nói rõ để cậu ấy chữa bệnh cho những đứa trẻ này. Bà nội, Hạ Thiên không tình nguyện nhưng cũng đồng ý chữa bệnh cho Tam Thúc nếu đáp ứng một điều kiện, cháu chỉ sợ Tam Thúc không đáp ứng điều kiện này mà thôi. Liễu Vân Mạn giải thích. Điều kiện gì? Ninh Tố Nga hỏi. Cậu ấy đòi tiền. Liễu Vân Mạn trả lời. Bao nhiêu tiền? Ninh Tố Nga vội vàng nói. Cậu ấy muốn 1/2 gia sản của Tam Thúc. Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng nói ra đầy đủ. 1/2 gia sản. Ninh Tố Nga có chút kinh ngạc. Hạ Thiên không giống như người tham tài, sao lại đưa ra điều kiện như vậy? Tam Thúc của cháu cũng có 50 triệu, 1/2 chính là 25 triệu. Cậu ấy nói đó là quy củ của sư phụ khi cứu người. Liễu Vân Mạn nhớ lại lời nói của Hạ Thiên. Cứu sống là 1 triệu, cứu chết thua 1/2, lúc đó cậu ấy nói như vậy, vì Tam Thúc sắp chết nên cậu ấy muốn thua 1/2. Cứu sống 1 triệu, cứu chết thua 1/2. Ninh Tố Nga thì thào nói, giọng nói lập tức biến đổi. Chẳng lẽ Hạ Thiên là đồ đệ của hắn sao? Bà nội, bà nói đến ai vậy? Liễu Vân Mạn có chút kỳ quái. Bà biết sư phụ của Hạ Thiên sao? Là một người, nhưng giống như đã mất tích 20 năm trước. Nhưng người này đâu biết nghịch thiên bát châm. Ninh Tố Nga lầm bầm. Hừ, Tiểu Mạn, chuyện của Tam Thúc thì cháu cũng đừng quan tâm, bà sẽ nói rõ điều kiện của Hạ Thiên cho nó biết, muốn chết hay sống thì phải xem chính nó có chịu bỏ tiền hay không. Được rồi, bà nội, dù Tam Thúc có đồng ý hay không thì cháu sẽ cố gắng để Hạ Thiên đồng ý cứu bọn nhỏ Hàm Hàm. Liễu Vân Mạn nói. Tiểu Mạn, vất vả cho cháu rồi. Ninh Tố Nga thở dài, giọng điệu có chút cảm khái. Nếu bọn chúng hiểu chuyện như cháu thì sẽ tốt biết bao. Bà nội, đây là chuyện cháu cần làm. Liễu Vân Mạn khẽ nói. Chị điện thoại nhanh lên, gọi xong còn chở em về trường. Một giọng nói bất mãn vang lên ở sau lưng Liễu Vân Mạn, đó là Tiểu Anh. Bà nội, Tiểu Anh cần phải về trường, cháu cúp máy trước. Liễu Vân Mạn trừng mắt nhìn em gái, sau đó cũng cúp điện thoại. Còn mấy giờ nữa mới đến tối, đúng là hơi lâu. Tiểu Anh ở phía sau thầm nói một câu. Liễu Vân Mạn nhìn em gái mà có chút dở khóc dở cười, em gái bảo bối này bây giờ đã nghĩ đến lúc ngủ, có lẽ đang rất muốn sử dụng thuốc phong nhũ xương mà Hạ Thiên đã đưa. Liễu Vân Mạn lái xe đưa em gái về trường, điều này làm cho Hạ Thiên phải leo cây. Hạ Thiên chữa hết bệnh cho Hoàng An Bình, hắn định đi sang chỗ Liễu Vân Mạn dạo một vòng,
nhưng hắn đến và biết Liễu Vân Mạn đã ra ngoài, vì vậy đành bất dĩ quay về cửa hàng hoa. Lúc này ở cửa hàng hoa cũng có người chờ hắn, mà người này cũng làm hắn bất ngờ, đó chính là người đẹp mà hắn biết đầu tiên sau khi xuống núi, là Diệp Mộng Oánh. Diệp Mộng Oánh mặc một bộ đồng phục công sở, bộ dạng trưởng thành và cực kỳ mê người, nhưng lúc này trên gương mặt xinh đẹp lại có vài phần tiêu tụy, trong mắt có nhiều sầu lo. Mỹ nữ tỷ tỷ, sao chị lại đến đây? Hạ Thiên rất hưng phấn, chẳng lẽ mỹ nữ tỷ tỷ quyết định báo ơn cứu mạng của hắn, muốn lấy thân báo đáp sao? Hạ Thiên, cậu đã từng nói mình là thần y, có phải vậy không? Diệp Mộng Oánh vội vàng hỏi. Đúng vậy. Hạ Thiên có chút buồn bực. Mỹ nữ tỷ tỷ, chẳng lẽ chị muốn mời tôi chữa bệnh sao? Đúng, tôi muốn mời cậu chữa bệnh, tôi muốn cậu đến xem bệnh cho ông nội. Diệp Mộng Oánh nhanh chóng nói. Hạ Thiên không khỏi gãi đầu, hôm nay chẳng lẽ là ngày may mắn. Đầu tiên là Hoàng Hải Đào đến đưa tiền, bây giờ Diệp Mộng Oánh lại đến yêu cầu mình chữa bệnh, hình như cũng đưa tiền đến thì phải. Hạ Thiên, có vấn đề gì sao? Khi thấy Hạ Thiên không nói lời nào thì Diệp Mộng Oánh có chút lo lắng. Chỉ cần cậu chữa trị tốt cho ông nội tôi, khi đó tôi sẽ đáp ứng tất cả điều kiện của cậu. Điều kiện gì cũng đồng ý. Hạ Thiên nhìn gương mặt xinh đẹp của Diệp Mộng Oánh, nhìn qua hai ngọn núi muốn phá vỡ trời xanh, cặp mông mượt mà. Hắn vô thức nuốt nước miếng, chẳng lẽ lúc này mình lại kiếm thêm được một người vợ mới. Diệp Mộng Oánh lập tức cảm nhận được ánh mắt sáng rực của Hạ Thiên nhìn mình chằm chằm, gương mặt có hơi đỏ, sau đó nàng lại cắn môi dùng giọng kiên định nói. Hạ Thiên, tôi nói sẽ giữ lời, chỉ cần cậu có thể chữa tốt cho ông nội, tôi có thể trả cậu thù lao gì cậu muốn. Chương 63, phòng 3 phòng bệnh. Mỹ nữ tỷ tỷ, trước tiên chúng ta đến xem tình huống ông nội của chị cái đã. Hạ Thiên lập tức đồng ý, chuyện tốt đến cửa, sao không đồng ý cho được. Tiểu sắc lang. Tôn Hình Hình thầm nói một câu. Chúng ta mau đi thôi. Diệp Mộng Oánh rất nôn nóng, nàng kéo tay Hạ Thiên chạy ra ngoài. Trước cửa hàng hoa Hình Hình dừng lại một chiếc Audi màu đen, chính là chiếc xe mà trước đó Hạ Thiên xuống núi đã đi nhờ. Diệp Mộng Oánh kéo Hạ Thiên lên xe, ngay sau đó khởi động và chạy đi như bay. 10 phút sau, Diệp Mộng Oánh đã đưa Hạ Thiên tiến vào bệnh viện Thánh Tâm. Sau khi dừng xe nàng lại vội vàng kéo Hạ Thiên chạy vào bên trong, chỉ đi vài bước thì đụng mặt Diệp Thiếu Hùng. Em gái, em thật sự tìm Hạ Thiên đến sao? Trên mặt Diệp Thiếu Hùng lộ ra nụ cười quỷ quái. Đại ca, trước tiên em phải đưa Hạ Thiên đến xem tình hình của ông nội, có chuyện gì để chút nữa nói sau. Diệp Mộng Oánh nói rất nhanh, bước tiến lại nhanh hơn, giống như chạy vào cửa. Diệp Thiếu Hùng cũng vội vàng theo sau, hắn đi sóng vai với Hạ Thiên. Khi cậu ra tay với Cao Danh Dương thì đúng lúc tôi nhận được nhiệm vụ, nếu khi đó cậu điện thoại cho tôi thì sợ rằng tôi cũng không thể nhận được. Diệp Thiếu Hùng khẽ nói. Tôi cũng không gọi điện. Hạ Thiên cũng nói thật. Không phải tôi đã nói có chuyện thì nên gọi điện sao? Diệp Thiếu Hùng vốn có ý xin lỗi. Nhưng khi nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì cũng có chút buồn bực. Tôi tự mình giải quyết thì nhanh hơn. Hạ Thiên vẫn rất thành thật, hắn lại nói một câu thật lòng. Diệp Thiếu Hùng lại càng buồn bực, người ta rõ ràng xem thường hắn. Cậu cũng có bản lĩnh, bây giờ Cao Danh Dương đang rất căm hận cậu, nhưng hắn cũng thật sự không dám ra tay. Diệp Thiếu Hùng thở dài, trước đó hắn cho rằng Hạ Thiên rất có bản lĩnh nhưng vẫn không ngờ có thể thu phục được Cao Danh Dương. Thật ra tôi muốn giết chết hắn. Hạ Thiên dùng giọng đáng tiếc nói. Giữ lại hắn chỉ tổ thêm tai họa. Diệp Thiếu Hùng không khỏi lắc đầu, tiểu tử này rõ ràng rất tôn sùng bạo lực, nhưng hắn cũng không nói thêm lời nào, vì lúc này bọn họ đã tiến đến bên ngoài phòng bệnh. Khi đi vào phòng bệnh thì Hạ Thiên phát hiện bên trong có rất nhiều người, cả trai lẫn gái là mười mấy người, bọn họ đang vây quanh giường bệnh làm cho căn phòng chật như nêm, vì vậy hắn cũng không thể nhìn thấy rõ ràng người bệnh đang nằm trên giường. Hạ Thiên, mau xem tình huống của ông nội tôi. Diệp Mộng Oánh gạt người kéo Hạ Thiên đến bên giường, mà khoảnh khắc này cuối cùng hắn cũng nhìn thấy người bệnh. Đây là một ông lão tóc bạc trắng, mắt hõm sâu, thân thể khô gầy, rõ ràng là da bọc xương. Ông lão lẳng lặng nằm trên giường bệnh, cặp mặt mở lớn nhìn khắp chung quanh nhưng đã không còn bất kỳ phản ứng nào, đã sớm mất đi thần trí. Mộng Oánh, cháu đang làm gì vậy? Bây giờ là lúc nào mà còn tìm người đến? Một người đàn ông khoảng 50 tuổi dùng giọng bất mãn quát lên. Nhị thúc, đây là Hạ Thiên, là thần y mà cháu tìm đến. Diệp Mộng Oánh cũng không ngẩng đầu lên.
Nếu bác sĩ bệnh viện Thánh Tâm đã không chữa được bệnh tình của ông, như vậy cháu cũng chỉ biết ra ngoài tìm người khác mà thôi. Thằng danh con này là thần y sao? Người đàn ông kia có chút tức giận. Mộng Oánh, cháu trở nên hồ đồ như vậy từ khi nào? Ông mới là thằng danh con. Hạ Thiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn người đàn ông, hắn là đàn ông, chân chính, mà thần tiên tỷ tỷ đã thừa nhận, không phải thằng danh con. Nhóc con, mày nói chuyện như vậy sao? Người đàn ông trở nên tức giận. Mày biết ông là ai không? Biết làm gì? Hạ Thiên bĩu môi. Đừng quấy rối, nếu không tôi đập cho chết tươi bây giờ. Đánh tôi. Người đàn ông giận quá hóa cười. Diệp Chí Nghĩa, ta quả thật chưa từng hưởng tư vị bị người khác đánh, ta cũng không tin. Nhị thúc, cháu khuyên chú không nên nói ra những lời như vậy. Diệp Thiếu Hùng cắt ngang lời Diệp Chí Nghĩa. Nếu không cháu tin chú sẽ bị người ta đánh lần đầu tiên trong đời. Diệp Thiếu Hùng, có đứa cháu nói chuyện với cha chú như vậy sao? Diệp Chí Nghĩa tức giận quát lên. Nhị thúc, cháu chỉ hy vọng chú cẩn thận nhớ đến cái tên Hạ Thiên, sau đó chú sẽ biết cậu ta là ai. Diệp Thiếu Hùng thản nhiên nói. Chẳng phải nó tên là Hạ Thiên sao? Chú! Diệp Chí Nghĩa cười lạnh một tiếng nhưng vẻ mặt lại đột nhiên biến đổi. Cháu nói gì? Nó là Hạ Thiên? Là Hạ Thiên kia sao? Nhị thúc nhớ là tốt. Diệp Thiếu Hùng cười nhạt một tiếng. Hạ Thiên đang đến chữa bệnh cho ông, tạm thời nhị thúc đừng nên quấy rầy. Diệp Chí Nghĩa nhìn Hạ Thiên, hắn muốn nói lại thôi, trong mắt có vài phần hoài nghi. Những người còn lại cũng không nói gì, bộ dạng giống như ở bên cạnh xem kịch hay, rốt cuộc trong lòng đang nghĩ gì thì chỉ bọn họ mới biết được. Bầu không khí chợt yên tĩnh trở lại, Hạ Thiên cũng cầm lấy bàn tay khô gầy của ông lão. Hắn bắt đầu bắt mạch. Hạ Thiên vốn rất vui sướng, hắn cảm thấy hôm nay là ngày may mắn của mình. Đầu tiên là Hoàng Hải Đào đến đưa tiền, sau đó là mỹ nữ tỷ tỷ đến yêu cầu chữa bệnh, nhưng khi bắt mạch cho ông lão thì hắn không thể vui nổi. Hạ Thiên, tình huống thế nào, cậu có thể chữa được cho ông nội không? Diệp Mộng Oánh khi nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Thiên có chút kỳ quái thì trong lòng sinh ra cảm giác không ổn, vì vậy vội vàng mở miệng hỏi thăm. Hạ Thiên cúi đầu ủ rũ. Hắn lắc đầu với vẻ mặt không vui. Không thể. Hạ Thiên không thể chữa trị cho ông lão, như vậy mỹ nữ tỷ tỷ sẽ không dùng thân báo đáp, điều này tất nhiên làm hắn cảm thấy không vui sướng gì. Nhưng sự thật là vậy, hắn cũng không biết làm gì hơn, hắn quả thật không thể chữa dứt bệnh cho ông lão. Diệp Mộng Oánh nghe Hạ Thiên nói như vậy thì hy vọng cuối cùng cũng biến mất, nàng dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn ông nội, hai giọt lệ chợt bùng ra từ trong hốc mắt. Còn tưởng là thần y. Rốt cuộc thì cũng không làm gì được sao. Bên cạnh vang lên một tiếng hừ khẽ, mở miệng là một người phụ nữ trung niên, bộ dạng khá phúc hậu nhưng nhìn qua thân thể thì có lẽ là 200 cân. Hừ, bác sĩ ở bệnh viện Thánh Tâm chúng tôi là đệ nhất, bọn họ không có biện pháp thì người khác làm gì được sao. Bên cạnh có người phụ họa, đây cũng là một người phụ nữ hơn 30, có vài phần tư sắc. Nhị thẩm, tam thẩm, mọi người cứ như vậy mà nhìn ông sao. Diệp Mộng Oánh đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng dùng ánh mắt tức giận nhìn hai người phụ nữ. Mộng Oánh, cháu nói vậy là sao? Cũng đừng ngậm máu phun người. Người phụ nữ phúc hậu dùng giọng không vui nói. Đúng vậy, Mộng Oánh này, chúng tôi là cô dì của cháu, chẳng lẽ cháu không biết lớn nhỏ sao? Người phụ nữ kia cũng phụ họa. Trong lòng hai người đang nghĩ gì thì tất cả đều hiểu rõ. Diệp Mộng Oánh cười lạnh một tiếng. Không phải các người đang mong sao ông nội chết sớm, như vậy các người có thể được ôm gia sản riêng sao? Mộng Oánh, không được nói lung tung. Một tiếng quát khẽ vang lên, tiếng quát phát ra từ trong miệng một người đàn ông trung niên. Diệp Mộng Oánh hừ một tiếng, nàng không nói thêm điều gì. Người đàn ông trung niên này chính là cha nàng, là Diệp Chí Trung, dù nàng và cha không quan hệ quá tốt nhưng dù sao ông cũng là cha, nàng cũng không dám khắc khẩu. Hơn nữa lúc này Diệp Mộng Oánh cũng không có tâm tình cãi nhau, sau khi phát tiết những bất mãn trong lòng thì nàng lại nhìn về phía Hạ Thiên dùng giọng không cam lòng nói. Hạ Thiên, thật sự không còn biện pháp nào sao? Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi cũng rất muốn chữa lành bệnh cho ông cụ, nhưng khắp toàn thân ông đều có bệnh, mà nói một cách nghiêm khắc thì đó không phải là bệnh, đó chính là tuổi già, kinh mạch và gân cốt biến chất rất nghiêm trọng. Nếu muốn chữa tốt thì phải mong sao ông cụ phản lão hoàn đồng. Hạ Thiên dùng giọng buồn bực nói. Tôi không thể nào chữa tốt cho ông cụ, chỉ có thể làm ông cụ sống thêm được nửa năm mà thôi. Diệp Mộng Oánh nghe Hạ Thiên nói không thể chữa tốt thì tâm tình đã sớm trầm xuống đáy cốc,
nhưng sau đó lại nghe thấy câu nói cuối cùng của Hạ Thiên, khoảnh khắc này nàng chợt sinh ra cảm giác như đang nghe lầm. Hạ Thiên, cậu nói gì, cậu có thể làm cho ông nội sống được nửa năm sao? Diệp Mộng Oánh run rẩy nói. Đúng vậy, tuy không thể chữa tốt nhưng có thể kéo dài cuộc sống thêm nửa năm. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tốt, tốt quá. Diệp Mộng Oánh chợt sinh ra cảm giác đi từ địa ngục lên thiên đàng. Hạ Thiên, nhanh, mau trị bệnh cho ông nội, cậu phải nhanh chóng làm cho ông tỉnh lại. À, được. Khi thấy bộ dạng vui sướng của Diệp Mộng Oánh thì tâm tình của Hạ Thiên cũng tốt hơn một chút, hắn lấy ra một cây ngân châm, chuẩn bị điều trị. Chờ chút. Một tiếng quát khẽ vang lên, người mở miệng là Diệp Chí Nghĩa. Có chuyện gì? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Hạ Thiên. Diệp Chí Nghĩa không để ý đến Hạ Thiên, hắn chỉ quét mắt nhìn mọi người, ngay sau đó chậm rãi nói. Đại ca, tam đệ, các người thật sự muốn cho một thằng oát con không có lai lịch rõ ràng chữa bệnh cho ông nhà sao? Nhị thúc, chú nói vậy là có ý gì? Diệp Mộng Oánh cực kỳ tức giận. Bây giờ là lúc chữa bệnh cho ông, có thể làm ông sống thêm được nửa năm, sao chú lại ngăn cản? Mộng Oánh, nhị thúc cũng chẳng phải không muốn chữa bệnh cho ông nội, nhưng người này không có lai lịch rõ ràng, hắn nói ông cụ có thể sống thêm được nửa năm, ai biết là thật hay giả. Người phụ nữ phúc hậu nói, bây giờ ông cụ còn sống, nếu người này chữa trị mà ông lập tức mất đi, như vậy ai là người chịu trách nhiệm? Cháu mời Hạ Thiên đến, nếu xảy ra chuyện thì cháu chịu trách nhiệm. Diệp Mộng Oánh tức giận nói, Mộng Oánh, cho dù cháu phụ trách thì cũng không thể tùy tiện tìm người ngoài chữa bệnh cho ông. Diệp Chí Nghĩa hừ một tiếng nói. Cháu nói Hạ Thiên là bác sĩ, như vậy cũng được, cháu có thể nói cậu ta lấy giấy phép hành nghề ra cho mọi người xem không? Nhị thúc, chú sợ ông nội được chữa lành bệnh sao? Một âm thanh trào phúng vang lên, người nói là Diệp Thiếu Hùng. Chú biết chuyện của Hạ Thiên, biết rõ bản lĩnh của cậu ấy. Bây giờ nghe nói cậu ấy có thể giúp cho ông cụ sống thêm được nửa năm, vì vậy chú sợ hãi, có phải không? Thiếu Hùng, chú không biết cháu đang nói gì, tên này là Hạ Thiên, đây là lần đầu tiên chú được biết hắn, nếu có giấy chứng nhận hành nghề thì tất nhiên chú sẽ cho phép hắn chữa bệnh cho ông cụ. Diệp Chí Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Nếu không có thì mời đi ra khỏi đây. Hạ Thiên là bác sĩ cháu mời đến, các người không có tư cách đuổi đi. Diệp Mộng Oánh tức giận nói. Mộng Oánh, đừng quên chú là nhị thúc của cháu. Diệp Chí Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Nhà này không đến lượt cháu đảm đương. Này, sao lắm lời vậy? Hạ Thiên cuối cùng cũng không nhịn được, hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn Diệp Chí Nghĩa. Ông có biết mình ồn ào lắm không? Chương 64, tôi vừa đánh bố anh. Đây là chuyện của nhà chúng tôi, còn chưa đến lượt người ngoài như cậu chen lời vào. Diệp Chí Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Lão quả thật đã từng nghe qua chuyện của Hạ Thiên và Cao Gia, cũng có chút cố kỵ Hạ Thiên. Nhưng bây giờ Hạ Thiên nói có thể làm cho ông cụ sống thêm nửa năm, biết được điều này thì lão lập tức ném những điều kiêng kỵ sang một bên. Tôi không có hứng thú quản đến chuyện của ông. Hạ Thiên cầm châm đâm xuống người ông cụ. Mỹ nữ tỷ tỷ mời tôi đến đây chữa bệnh, tôi trị xong sẽ đi ngay, đừng quấy rầy tôi là được. Cậu dừng lại cho tôi. Diệp Chí Nghĩa lập tức trở nên sốt ruột. Lão muốn phóng lên ngăn cản Hạ Thiên thi châm. Hạ Thiên dùng tay phải thi châm, hắn cũng không quay đầu lại, tay trái không làm gì được vung ra phía sau rất tùy ý, đúng lúc vỗ vào ngực Diệp Chí Nghĩa đang phóng đến. Diệp Chí Nghĩa chợt cảm thấy một luồng lực lượng khủng bố phóng đến đẩy cả người ra phía sau vài bước, ngay sau đó đám người vây quanh giường bệnh cũng bị đẩy ra, lúc này cũng không còn chen chúc như vừa rồi. Cậu dám đánh người sao? Diệp Chí Nghĩa tức giận, lão dùng giọng nghiêm nghị quát lớn. Bảo vệ đâu? Dù Diệp Chí Nghĩa có lớn tiếng thế nào thì Hạ Thiên cũng mặc kệ, hắn nâng châm lên và đâm xuống, chỉ sau vài phút thì hầu như đâm xuống đủ các huyệt lớn của ông cụ. Diệp tiên sinh, có chuyện gì? Bảo vệ đến rất nhanh. Không có gì. Diệp Thiếu Hùng ngăn ở trước cửa. Quay về cho tôi. Ai nói không có gì? Diệp Chí Nghĩa tức giận nói. Các anh vào đây, bắt thằng khốn giả làm thần y này đưa đến cục công an. Đám bảo vệ lập tức cảm thấy buồn bực nhưng không ai dám nói gì, mỗi người có một việc riêng nhưng hai người này không thể đắc tội. Để xem tên nào dám quấy rầy Hạ Thiên chữa bệnh cho ông. Diệp Thiếu Hùng sẵn giọng quét mắt nhìn mọi người. Diệp Thiếu Hùng, cậu còn coi tôi là nhị thúc sao? Diệp Chí Nghĩa cực kỳ tức giận. Bốp, một cái tát vang dội,
tất cả mọi người chợt choáng váng. Tất cả đám người Diệp gia nhìn vết bàn tay đỏ tươi trên mặt Diệp Chí Nghĩa mà cảm thấy cực kỳ khó tin, Diệp Chí Nghĩa cũng vuốt gò má nóng bỏng, khoảnh khắc này lão cũng không kịp phản ứng. Diệp Thiếu Hùng, mày dám đánh cả chú sao? Diệp Chí Nghĩa cuối cùng cũng kịp phản ứng, lão gào lên với Diệp Thiếu Hùng. Buồn cười, đúng là buồn cười, đã vài chục năm rồi chưa ai dám đánh Diệp Chí Nghĩa lão. Ngu như heo, tôi đánh ông đấy. Hạ Thiên lười biếng nói. Ngay cả người nào đánh cũng không biết, đúng là ngu ngốc. Mày! Diệp Chí Nghĩa quay đầu dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Mỹ nữ tỷ tỷ, sau một phút nữa ông cụ sẽ tỉnh lại, tôi đi trước đây. Hạ Thiên không quan tâm đến Diệp Chí Nghĩa, hắn bắt chuyện với Diệp Mộng Oánh rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Đứng lại! Diệp Chí Nghĩa gầm lên. Mày đánh người mà muốn đi sao? Tao nói cho mày biết, không dễ như vậy đâu. Kệ xác ông! Hạ Thiên tiếp tục đi về phía trước, hắn cũng không quay đầu lại. Thế nào, nhị thúc muốn tiến lên đánh hắn sao? Diệp Thiếu Hùng dùng giọng mỉa mai nói. Diệp Thiếu Hùng, cậu! Diệp Chí Nghĩa cảm thấy tức ngực, thiếu chút nữa đã ngất xỉu, đã vài chục năm hắn chưa từng chịu nhục như thế này. Em gái, em ở đây chăm sóc ông nội, anh đưa Hạ Thiên quay về. Diệp Thiếu Hùng không quan tâm đến Diệp Chí Nghĩa. Có chuyện gì cứ điện thoại cho anh. Vâng. Đại ca. Diệp Mộng Oánh gật đầu, cặp mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào ông cụ trên giường bệnh, vẻ mặt cũng dần trở nên hân hoan. Lúc này nàng thấy ánh mắt mờ đục của ông đã sáng lên khá nhiều, làn da khô héo cũng có thêm chút sức sống, vẻ mặt hồng hào. Tuy nàng không phải là bác sĩ nhưng cũng có thể cảm giác được ông nội đang tốt lên, nàng tin Hạ Thiên không gạt mình, ông nội sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Vẻ mặt ông cụ ngày càng tốt mà vẻ mặt đám người Diệp Chí Nghĩa lại càng khó coi. Vì bọn họ bắt đầu ý thức được sự việc không muốn nhìn đang dần phát sinh. Hạ Thiên đi khỏi bệnh viện không nhanh không chậm, trong lòng có chút buồn bực, hắn không kéo mỹ nữ tỷ tỷ về làm vợ mình, điều này đúng là thất bại. Hạ Thiên sao? Một người đàn ông ăn mặc toàn hàng hiệu chợt xuất hiện chắn đường Hạ Thiên. Tôi đã từng thấy anh. Hạ Thiên nhìn đối phương. Anh cũng đi cùng Cao Danh Dương. Cậu hiểu lầm rồi, tôi có tới lui với Cao Danh Dương cũng không tính là quá thân thiết. Người này chợt cười cười, hắn duỗi tay phải mang đủ các loại nhẫn nói. Chính thức giới thiệu với cậu, tôi là Diệp Thiếu Kiệt, là con trai của Diệp Chí Nghĩa. À, tôi vừa đánh bố anh. Hạ Thiên không muốn bắt tay với Diệp Thiếu Kiệt, tuy người này không phải là tình địch nhưng hắn không có chút hảo cảm nào. Trong mắt Diệp Thiếu Kiệt bùng lên cái nhìn tức tối, nhưng ngay sau đó lại khôi phục như thường, hắn rút tay về rồi cười nhạt một tiếng. Nghe nói cậu đến chữa bệnh cho ông nội. Dù là thế nào thì tôi cũng phải cảm ơn cậu. Diệp Thiếu Kiệt, cậu thật sự cảm tạ cậu ta sao? Một tiếng cười lạnh vang lên, Diệp Thiếu Hùng đã đi ra. Đại ca, dù là ai đến chữa bệnh cho ông thì em cũng phải cảm ơn. Diệp Thiếu Kiệt mỉm cười. Chẳng lẽ đại ca không cảm tạ Hạ Thiên sao? Tất nhiên tôi phải cảm tạ cậu ấy. Diệp Thiếu Hùng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Kiệt. Nếu không phải Hạ Thiên ra tay thì em gái đã sớm bị bọn cầm thú gây hại. Vẻ mặt Diệp Thiếu Kiệt vẫn không biến đổi, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Đại ca nói đúng, chúng ta nên cảm tạ Hạ Thiên. Phải không? Diệp Thiếu Hùng nở nụ cười lạnh lùng. Anh sẽ nói cho em một tin tức tốt, ông nội chắc đã tỉnh lại rồi. Vẻ mặt Diệp Thiếu Kiệt chợt biến đổi, ngay sau đó hắn lại cười ha hả. Thật vậy sao? Đúng là tin tức tốt, đại ca. Em không nói chuyện với anh nữa, em vào xem ông thế nào. Hạ Thiên, sau này có rảnh thì cùng dùng bữa cơm nhé. Diệp Thiếu Kiệt bắt chuyện với Hạ Thiên, sau đó hắn đi về phía bệnh viện. Diệp Thiếu Hùng nhìn bóng lưng Diệp Thiếu Kiệt bằng ánh mắt lạnh lùng, mãi đến khi đối phương biến mất trong tầm mắt thì hắn mới xoay người nói. Hạ Thiên, trước tiên tôi đưa cậu về. Tốt, cảm ơn Diệp đại ca. Hạ Thiên rõ ràng là cậu còn chưa được. Nếu hắn tiếp tục tự mình quay về thì sợ rằng sẽ lạc đường. Đưa cậu về cửa hàng hoa hay về nhà? Diệp Thiếu Hùng lên xe rồi hỏi Hạ Thiên. Đợi tôi điện thoại cái đã. Hạ Thiên lấy điện thoại ra gọi vào số Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, chị đang ở đâu vậy? Tôi đang ở cửa hàng hoa, nhưng ngay sau đó sẽ quay về. Tôn Hinh Hinh nói. À, vậy thì tôi cũng về nhà. Hạ Thiên lập tức quyết định. Cập dùng cơm chưa? Tôn Hinh Hinh hỏi. Chưa. Hạ Thiên nói. Được rồi, vậy thì tôi sẽ làm cơm chờ cậu về.
Tôn Hinh Hinh dùng giọng dịu dàng nói. Sau đó hai người hàn huyên vài câu rồi cúp máy. Diệp đại ca, anh đưa tôi về nhà, nhà tôi. Hạ Thiên còn chưa nói xong thì Diệp Thiếu Hùng đã đón lời. Học phủ Danh Uyển, tôi biết. Diệp Thiếu Hùng dừng lại một chút rồi dùng giọng đùa giỡn nói. Nghe tôi nói này Hạ Thiên, cậu ở cùng nhà với Tôn Hinh Hinh, cậu không sợ Kiều Tiểu Kiều sẽ ghen sao? Tiểu Kiều không thích đồ chua, vì vậy nàng sẽ không để tôi phải ăn giấm. Hạ Thiên dùng giọng nghiêm túc nói. Diệp Thiếu Hùng bị lời nói của Hạ Thiên làm cho nghẹn lời, hắn lắc đầu rồi thay đổi chủ đề. Hạ Thiên, cậu còn nhớ Mãnh Hổ không? Mãnh Hổ sao? Hạ Thiên suy nghĩ. Có phải tên khốn muốn sàm sỡ với mỹ nữ tỷ tỷ bị tôi biến thành thái giám không? Đúng vậy, chính là hắn. Diệp Thiếu Hùng khẽ gật đầu. Tôi đã tìm được hắn, cũng hỏi được vài chuyện trong miệng hắn. Diệp Thiếu Hùng vốn định đợi Hạ Thiên hỏi lại vài câu, nhưng hắn đợi một lúc lâu mà đối phương căn bản không có ý mở miệng, vì vậy đành phải nói. Hạ Thiên, Mãnh Hổ chỉ cầm tiền của người khác hành động, người muốn đối phó với em gái tôi cũng không phải là hắn, mà sau này kẻ đứng sau lưng sợ rằng sẽ còn tiếp tục ra tay với em gái tôi. Thật vậy sao? Hạ Thiên có chút hứng thú. Thằng nào dám có ý với mỹ nữ tỷ tỷ vậy? Tôi xử nó. Diệp Thiếu Hùng rất hài lòng vì câu nói của Hạ Thiên, hắn cười nhạt một tiếng nói. Hạ Thiên, có lời này của cậu tôi cũng yên tâm, tuy tôi đã phái người bảo vệ em gái nhưng địch trong tối ta ngoài sáng, vì đảm bảo tính cẩn thận, tôi chỉ hy vọng khi em gái sinh chuyện thì cậu có thể lập tức đi cứu giúp. Diệp đại ca, anh cứ yên tâm, có em ở đây thì mỹ nữ tỷ tỷ sẽ không thể xảy ra chuyện gì được. Hạ Thiên dùng giọng tin tưởng 10 phần nói. Diệp Thiếu Hùng cũng không nói thêm điều gì, với quan hệ giữa hắn và Hạ Thiên bây giờ thì cũng không nói quá sâu, nhưng hắn cũng tin tưởng lời nói bảo đảm của Hạ Thiên. Có lời nói của Hạ Thiên thì vấn đề an toàn của em gái đã được đảm bảo, đối với hắn thì như vậy là quá đủ. Đến 9 giờ tối thì Hạ Thiên nhìn màn hình máy tính mà cảm thấy rất khó hiểu. Mấy giờ trước Hạ Thiên luôn cho rằng hôm nay là ngày may mắn của mình. Nhưng hắn dần phát hiện ngày hôm nay cực kỳ khó hiểu. Đầu tiên là mỹ nữ tỷ tỷ sắp vào tay chợt bị hớ, mà bây giờ hắn đang chat lại đột nhiên bị người ta cướp vợ. Mà đáng ghét chính là hắn không có biện pháp gì với tên đang cướp vợ mình. Hơn một giờ trước đó Hạ Thiên về nhà, lúc này Tôn Hinh Hinh cũng làm xong bữa tối. Sau khi cơm nước xong thì hắn xem TV, cảm thấy rất nhàm chán mới chạy vào phòng Tôn Hinh Hinh lên mạng chơi đùa. Lúc đầu hắn cũng không biết gì, chỉ biết tự chat với Tôn Hinh Hinh. Nhưng sau đó chợt có người chủ động liên lạc với hắn, sau đó là một tin tức. Mày là chồng của Kiều Tiểu Kiều sao? Hạ Thiên trả lời. Đúng vậy. Sau đó bên kia đưa đến một tin tức, mà thứ này chọc giận Hạ Thiên. Trùng hợp quá, tao cũng là chồng của Kiều Tiểu Kiều. Mà lúc này Hạ Thiên mới phát hiện ra tên nick QQ của đối phương cũng là chồng của Kiều Tiểu Kiều. Mày nói gì vậy? Hạ Thiên rất tức giận. Mày dám cướp vợ tao? Đánh chết bà mày bây giờ. Đến đây mà đánh, con gà, đến đây mà đánh ông. Người kia rất đắc ý, cuối cùng còn mắng một câu. Gà vờ lờ. Hạ Thiên cực kỳ tức tối, hắn tranh thủ thời gian kéo Tôn Hinh Hinh đến, hắn muốn biết phải làm sao để phát hiện đối phương đang ở đâu. Nhưng Tôn Hinh Hinh nói cho hắn biết, vấn đề này là không thể biết được. Nhưng cũng có biện pháp hack máy tính của hắn. Tôn Hinh Hinh cung cấp cho Hạ Thiên một phương pháp báo thù. Chương 65, Mỹ nhân tóc vàng. Hách thế nào? Hạ Thiên hỏi, sau đó Tôn Hinh Hinh lập tức nghĩ đến vấn đề, Hạ Thiên là, gà máy tính, là một loại gà có cấp bậc, nếu để hắn đi hách người ta thì rõ ràng khó hơn cả chúng xổ số. Tôn Hinh Hinh đang muốn nói là Hạ Thiên không thể nào hách được, đúng lúc này màn hình máy tính của nàng chợt đen ngòm, sau đó bên trên còn lóe lên hai dòng chữ, đến đánh tao đi, tao đang ở phòng 1208 khách sạn Khải Duyệt. À. Đây chính là hack. Tôn Hinh Hinh nhìn màn hình của mình, nàng cảm thấy dở khóc dở cười, đối phương là ai, sao có thể làm màn hình của mình đen ngòm nhanh như vậy. Mà Hạ Thiên cũng đứng lên chạy khỏi phòng ngủ của Tôn Hinh Hinh. Hạ Thiên, cậu đi đâu vậy? Tôn Hinh Hinh vội hỏi. Tôi đi đánh nó. Khi những lời này vang lên thì Tôn Hinh Hinh nghe thấy tiếng đóng cửa, cứ như vậy mà Hạ Thiên phóng khỏi nhà. Tôn Hinh Hinh chợt cảm thấy đau đầu, chẳng lẽ đây mới gọi là PK? Hạ Thiên không biết khách sạn Khải Duyên nằm ở nơi nào, vì vậy hắn chỉ có thể ngồi xe taxi. Lúc này trên người hắn chỉ có 100 đồng, nhưng cũng không sao, mai hắn sẽ có 1 triệu.
Hạ Thiên mất 30 đồng để đi đến khách sạn Khải Duyên, khách sạn này người ra kẻ vào khá đông, cũng không ai tiến lên ngăn cản Hạ Thiên. Hắn đi vào thang máy lên lầu 12 rất thuận lợi, sau đó hắn tìm được phòng 1208. Vì Hạ Thiên rất tức giận nên căn bản không cần gõ cửa, hắn trực tiếp đá văng cửa, sau đó phóng ngay vào. Một người đẹp tóc vàng đúng lúc từ phòng tắm đi ra, trên người nàng là một chiếc khăn tắm, đầu ướt sũng, rõ ràng mới tắm xong. Hạ Thiên nhìn người đẹp tóc vàng với nửa thân đang để trần mà sững sờ, sao lại là phụ nữ? Hắn muốn đánh một thằng đàn ông. Hạ Thiên chợt sững sờ mà người đẹp tóc vàng cũng đã ra tay, nàng đột nhiên phóng về phía Hạ Thiên, một tay cầm khăn tắm, tay còn lại được siết chặt thành nắm đấm. Nàng hung hăng phóng về phía Hạ Thiên, mục tiêu là cuống họng, rõ ràng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Khi nguy hiểm đến gần thì Hạ Thiên chợt phản ứng, hắn lách người né sang một bên, sau đó tiến thẳng vào bên trong. Vì lúc này hắn thấy bên trong còn có một gian phòng, hắn nghĩ rằng tên đàn ông mình cần tìm đang ở bên trong, hắn đến đây để đánh tên khốn đàn ông, không đánh người đẹp. Một âm thanh vang lên phía sau, Hạ Thiên xoay người, đúng lúc hắn nhìn thấy một chân thon dài trắng tinh của người đẹp đá về phía mình. Người đẹp tóc vàng này đá rất thẳng, đá đến đầu Hạ Thiên, rõ ràng công phu chân cẳng rất tuyệt. Hạ Thiên thấy vậy mà mắt không chớp, hắn không tự giác nghĩ đến hai chữ, bạch hổ sao, sao? Sao, cái này các bác tự hiểu. Khi bàn chân đến gần thì Hạ Thiên cũng không trốn, hắn khẽ vươn tay chụp lấy chân người đẹp. Lần này hắn nhìn thấy rõ ràng, đúng vậy, đúng là bạch hổ. Gương mặt người đẹp tóc vàng chợt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy xấu hổ và tức tối, nàng biết mình đá lên đã lộ, hàng, hơn nữa cũng không phải lộ hàng, mập mờ. Không thể không nói thời gian gần đây những người có thiên phú khá nhiều, người đẹp tóc vàng này thiên phú không tệ, nàng đá còn cao hơn đầu Hạ Thiên. Điều này làm cho hàng hóa bên dưới nở rộ như hoa. Đặc biệt là tình huống lúc này nàng mới tắm xong, vẫn còn chưa mặc nội y, vì thế mà nàng trực tiếp bày ra nửa phần thân thể của mình trước mặt Hạ Thiên, đặc biệt là khu vực sân bóng không cỏ bên dưới, tất cả đều được Hạ Thiên thấy rất rõ ràng. Lưu manh, người đẹp tóc vàng mắng một câu, nàng muốn rút chân về nhưng không thành công. Đúng lúc tức giận thì chân còn lại cũng phóng lên, nàng chợt phi thân, chân còn lại phóng về phía cổ Hạ Thiên. Đáng tiếc là nàng đánh giá thấp thực lực của Hạ Thiên, dù nàng đã xem đối phương là đối thủ mạnh nhất sau khi xuống núi, nhưng điều này rõ ràng còn chưa đủ uy hiếp đối phương. Lúc này một chiếc đùi đẹp của nàng lại bị Hạ Thiên khống chế. Lúc này thân thể người đẹp trên không trung không tự chủ được phải ngã xuống đất, vì để tránh cho người đập xuống nền đất mà nàng phải dùng tay chống xuống. Đúng lúc bối rối, nàng không cẩn thận mà buông lỏng khăn tắm, vì vậy mà khăn tắm chảy ra. Khoảnh khắc khi nàng chạm đất thì khăn tắm đã rời khỏi thân thể, cứ như vậy mà toàn thân, cuồng trời, của nàng hiện ra toàn bộ trước mặt Hạ Thiên. Hai vú lớn và ngạo nghễ, bụng dưới bằng phẳng không có chút thịt thừa, eo nhỏ nhắn, da thịt trắng muốt. Đặc biệt là bây giờ nàng dùng hai tay chống người, bụng ưỡn lên, những đường cong trên cơ thể lộ ra, bộ ngực cũng ưỡn hẳn lên, điều làm cực kỳ kích thích thị giác của Hạ Thiên. Khi thấy người đẹp đã khó thể chống đỡ được nữa. Hạ Thiên lập tức cúi về phía trước nắm lấy eo nàng, sau đó hắn lại đứng thẳng người. Cứ như vậy mà người đẹp tóc vàng không mảnh vải che thân được hắn ôm chặt vào trong lòng. Hạ Thiên trực tiếp cảm nhận được sự mềm mại của bộ ngực, hùng vĩ, cảm giác co giãn từ cặp mông, khủng bố, hắn cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, tất nhiên bàn tay đang phủ lên mông phải xoa bóp vài lượt. Chị tóc vàng, chị tên gì? Khoảnh khắc này Hạ Thiên giống như đã quên mục đích mình đến đây. Chị có chồng chưa? Nếu chưa thì làm vợ em đi. Tốt. Người đẹp tóc vàng chợt nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên, giọng nói cũng cực kỳ dịu dàng. Chồng à, em buông chị ra trước được không? Được. Hạ Thiên quả thật buông người đẹp tóc vàng ra. Đúng lúc này người đẹp tóc vàng chợt phóng lên giường, nàng dùng tốc độ nhanh nhất để bọc lên người một bộ áo ngủ, ngay sau đó bàn tay từ trong áo ngủ vươn ra, trên tay là một cây súng lục nhỏ màu trắng. Đùng, đùng. Tiếng súng vang lên. Người đẹp tóc vàng không cảnh cáo mà trực tiếp nổ súng. Chị tóc vàng, chị định mưu sát chồng mình sao? Hạ Thiên hóa thành một bóng hình nhàn nhạt tránh khỏi viên đạn và dùng giọng bất mãn nói. Đùng, đùng, đùng. Trả lời Hạ Thiên vẫn là tiếng súng. Chị tóc vàng, nếu chị còn tiếp tục nổ súng thì tôi sẽ đánh người. Hạ Thiên thật sự mất hứng, hôm nay chẳng lẽ là ngày xui xẻo sao? Người đẹp tóc vàng vẫn không trả lời, trong lòng nàng cực kỳ căng thẳng. Đây là sát thủ tổ chức nào phái đến, sao lại biến thái như vậy? Bốp! Một tàn ảnh lóe lên,
Người đẹp tóc vàng định bóp cò, nhưng chỉ sau một giây nàng đã thấy cổ tay tê dần, một lực lượng kỳ dị nói không nên lời ép nàng phải buông súng. Đét! Một âm thanh giòn tan vang lên, dưới mông truyền đến cảm giác đau, tên lưu manh này đám, đét, mông nàng sao? Chị tóc vàng, chị đã đồng ý làm vợ tôi, như vậy cũng không được đổi ý, càng không được nổ súng giết tôi, biết không? Hạ Thiên cầm súng trên tay, hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn người đẹp tóc vàng. Bây giờ tôi hỏi chị, sau này còn đánh tôi nữa không? Tài nghệ không bằng người, tôi không còn gì để nói. Người đẹp tóc vàng khẽ cắn môi. Muốn róc thịt lột da thế nào thì cứ tự nhiên. Đét, đét. Hạ Thiên lại vỗ hai lần lên mông người đẹp tóc vàng. Chị nói không đánh tôi thì tôi sẽ không đánh mông chị, nếu không tôi sẽ đánh tiếp. Cậu biến thái sao? Người đẹp tóc vàng cảm thấy bờ mông đau nhức, vì vậy mà nhịn không được phải mắng lớn. Muốn giết thì cứ giết, muốn gian dâm thì tự nhiên, cậu là một đàn ông, không muốn sướng sao? À, chị tóc vàng, tuy chị là vợ tôi nhưng cũng không được nói lung tung. Tôi không phải kẻ biến thái, đại sư phụ có nói, vợ không nghe lời thì phải đánh đòn, chị rõ ràng rút súng bắn chồng, như vậy không nên đánh đòn sao? Hạ Thiên lại vỗ một cái lên mông người đẹp tóc vàng. Tôi chỉ đánh cho chị biết nghe lời thôi, giết làm gì? Nếu giết chị thì tôi ít đi một người vợ, nếu gian dâm, chị là vợ tôi cần gì phải gian dâm? Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Người đẹp tóc vàng cảm thấy kỳ lạ, tên đáng chết này hình như không phải là sát thủ, nếu đối phương thật sự là sát thủ thì sao có thể nói ra những lời quái quỷ thế này? Tôi là Hạ Thiên, Hạ trong xuân hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên nói, chị tóc vàng. Có phải chị đã đồng ý không dùng súng bắn tôi nữa không? Bộ dạng của tôi có thể dùng súng bắn cậu được sao? Người đẹp tóc vàng chợt trở nên khổ sở, đúng là gặp quỷ, sao nàng lại gặp phải một người thế này? À, nếu vậy thì tôi sẽ không đánh chị. Hạ Thiên thuận tay trả súng cho người đẹp tóc vàng. Đúng rồi, chị tóc vàng, chị còn chưa cho tôi biết tên. Tôi là Mộc Hàm. Người đẹp tóc vàng nhận súng, nàng có chút chần chừ, cuối cùng cũng nói tên. Tuy trong lòng vẫn còn xúc động muốn nổ súng nhưng lần này nàng quyết định phải biết rõ sự việc rồi nói sau. Cậu đến đây làm gì? À, có một tên khốn nói đanh ở đây và thách tôi đến đánh, bây giờ tôi đã đến. Hạ Thiên gãi gãi đầu, vừa rồi động tĩnh là quá lớn nhưng không có người nào đi ra, chẳng lẽ trong đây chỉ có một mình người đẹp tóc vàng? Tên đàn ông kia đâu rồi? Có người nói cậu đến đây đánh người sao? Mộc Hàm chợt cảm thấy kinh hoàng. Chẳng lẽ hành tung của nàng bị người ta phát hiện ra, mà Hạ Thiên này chính là tay chân của người khác? Đúng vậy, tên kia dám cướp vợ tôi, hắn nói mình là chồng của Kiều Tiểu Kiều, còn nói rõ đến đây mà đánh, vì vậy bây giờ tôi mới đến. Hạ Thiên vội vàng nói. Á! Một tiếng thét từ trong phòng truyền ra, ngay sau đó một thiếu nữ chợt xuất hiện ở cửa ra vào, nàng chỉ vào Hạ Thiên. Anh chính là chồng của Kiều Tiểu Kiều sao? Sao em biết? Hạ Thiên nhìn cô gái mà có chút buồn bực, người này rất xinh đẹp nhưng vẫn còn nhỏ tuổi, nói chung là 15-16 tuổi, cách ăn mặc rối loạn, tóc xõa tung, áo sơ mi lòe loẹt, quần jean rách dưới, dù nhìn thế nào cũng thấy rất quỷ dị. Em chính là người dùng nick, chồng của Kiều Tiểu Kiều, em hack đen màn hình máy tính của anh, cũng nói anh đến đây đánh người, em sao biết anh đến thật? Cô gái nói với vẻ mặt cầu xin. Yêu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Mộc Hàm hỏi. Sau vài phút nghe Yêu kể lại toàn bộ sự việc thì Mộc Hàm lại đảo mắt nhìn gian phòng bề bộn, đây là có chuyện gì? Các người, hai người là một cặp dở hơi. Mộc Hàm nhìn Hạ Thiên và Yêu mà sinh ra xúc động muốn đánh người, nhưng nàng không nỡ đánh Yêu, mà cũng đánh không lại Hạ Thiên. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Mộc Hàm biết rõ tám phần là cảnh sát đến. Nơi đây sinh ra động tĩnh lớn, khách sạn không thể không biết, sở dĩ bảo vệ khách sạn còn chưa xuất hiện vì sợ tiếng súng. Bọn họ không cẩn thận sẽ toi mạng, vì vậy mới trực tiếp báo cảnh sát. Chương 66, Tân Nương bỏ trốn. Cậu ra ngoài đối phó tình huống, chúng tôi không muốn bị cảnh sát nhìn thấy. Mộc Hàm nói với Hạ Thiên. Chỉ cần cậu trì hoãn thời gian vài phút, tôi đi vào bên trong gọi điện thoại, bọn họ sẽ bỏ đi ngay. Được rồi. Bây giờ Hạ Thiên cũng choáng váng đầu óc, chị Hinh nói không sai, cũng không thể biết người đối diện là ai. Trước đó hắn tưởng rằng đối phương là đàn ông nhưng bây giờ lại là phụ nữ, nếu là phụ nữ thì sao cướp vợ của hắn được, hắn cũng không cần phải đánh nàng. Hạ Thiên đi ra cửa,
hắn nhìn thấy một đám cảnh sát vào tới. Cảnh sát tỷ tỷ, chị đến tìm tôi sao? Hạ Thiên phất tay với một cảnh sát chạy đến đầu tiên, hắn dùng giọng nhiệt tình nói. Bây giờ chị đã đồng ý làm vợ tôi chưa? Một đám cảnh sát vốn rất căng thẳng, vì bọn họ nghe nói có người nổ súng ở đây, nhưng khi nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì chẳng thể nào căng thẳng được nữa. Đám người đưa mắt nhìn nhau, người này sao lại ở đây? Vài phút trước Mộc Hàm thiếu chút nữa đã tan vỡ, mà bây giờ thì Lãnh Băng Băng lại thiếu chút nữa đã tan vỡ. Lưu manh chết tiệt này bây giờ lại hiện ra trước mặt nàng, hơn nữa lại nói ra một câu như vậy. Bây giờ nàng chợt sinh ra cảm xúc muốn đi học may, sau khi học được trò may vá thì sẽ lập tức may mồn tên khốn này lại. Sao cậu lại ở đây? Lãnh Băng Băng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Bên trong vừa phát ra tiếng súng, có chuyện gì xảy ra? Không có gì, tôi và vợ đánh nhau một chặp, bây giờ đã không có chuyện gì. Hạ Thiên dùng giọng hời hợt nói. Cậu và vợ đánh nhau sao lại có tiếng súng nổ? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Vợ tôi nổ súng bắn tôi. Hạ Thiên dùng giọng vô tội nói. Nhưng ngay sau đó đã bị tôi đét mông, bây giờ nàng đã thành thật. Đúng rồi, cảnh sát tỷ tỷ, sau này chị cũng đừng nổ súng bắn tôi, nếu không tôi sẽ đét mông. Cậu! Lãnh Băng Băng cực kỳ tức giận, sau lưng nàng là Lý Bình, hắn lén dựng ngón cái với Hạ Thiên, bộ dạng cực kỳ khâm phục. Cậu mở cửa ra, tôi vào xem. Khoảnh khắc này Lãnh Băng Băng chợt có cảm xúc muốn nổ súng. Cảnh sát tỷ tỷ, chị không được vào. Hạ Thiên ngăn ở cửa. Vợ tôi nói các người phải chờ một chút, một lát sau mọi người sẽ nhận được điện thoại và rút đi. Cậu có mở cửa không? Lãnh Băng Băng thật sự tức giận, nàng cầm lấy súng giống như muốn xông lên. Hạ Thiên giang hai tay, hắn cười hì hì nhìn Lãnh Băng Băng. Ai nhìn qua cũng hiểu, nếu Lãnh Băng Băng tiến lên thì sẽ rơi vào lòng hắn. Lãnh Băng Băng lập tức do dự. Nàng tin tên sắc lang kia có thể làm ra bất kỳ chuyện gì, tất nhiên bây giờ nàng cũng không muốn mình bị đối phương sàm sỡ trước mặt mọi người. Đội trưởng, Hạ Thiên nói chúng ta đợi vài phút, nếu không mọi người cứ đợi một chút. Lý Bình khẽ khuyên, bọn họ cũng biết năng lực của Hạ Thiên, tất nhiên sẽ không nghĩ rằng có gì ảnh hưởng đến hắn. Được, tôi đợi 3 phút. Lãnh Băng Băng cắn môi nói. Lãnh Băng Băng nói xong thì điện thoại chợt rung lên, đúng là có điện thoại. Lãnh Băng Băng cúp điện thoại mà dùng ánh mắt khác thường nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng vung tay. Thu Quân! Cảnh sát tỷ tỷ, mai tôi đến tìm chị nhé. Hạ Thiên nhìn bóng lưng của Lãnh Băng Băng mà nói một câu, ngay sau đó hắn xoay người đi vào phòng, sau đó hắn lập tức ngây người, còn người ở bên trong sao? Người đẹp tóc vàng Mộc Hàm và cô gái yêu yêu đã biến mất không còn tăm tích, rõ ràng vừa rồi hắn nói chuyện với Lãnh Băng Băng ở bên ngoài và Mộc Hàm ở bên trong đã mang theo yêu yêu, chuồn mất. Không được, mình phải hỏi số điện thoại của chị tóc vàng, hỏi chỗ ở, nếu không sau này tìm không gặp thì rất phiền. Hạ Thiên lầm bầm một câu, hắn cũng không thể để vợ bỏ trốn, như vậy quá mất mặt. Một chiếc Audi Q7 chạy ra khỏi bãi đậu xe khách sạn Khải Duyệt, người lái xe là Mộc Hàm, yêu yêu thì ngồi bên ghế lái phụ, nàng dùng ánh mắt đáng thương nhìn Mộc Hàm. Chị Hàm, em sai rồi, chị đừng giận nữa. Yêu yêu nói với vẻ mặt đau khổ. Em chỉ đang buồn chán và tìm chút tư liệu về Kiều Tiểu Kiều, sau đó em nhìn thấy cái tên, chồng của Kiều Tiểu Kiều, sau đó muốn đùa giỡn một chút. Em sao biết được đối phương sẽ chạy sang đánh người, hơn nữa em lại càng không biết tên kia biến thái như vậy, ngay cả chị Hàm cũng không phải là đối thủ của hắn. Đáng lý ra yêu yêu cũng không tin có người như Hạ Thiên, chỉ vì nói dóc vài câu trên QQ mà chạy đến muốn PK. Hơn nữa nàng còn cho rằng dù là ai đến thì cũng bị chị Tiểu Hàm đánh cho tơi tả. Nàng không ngờ gặp phải một tên cực phẩm trong cực phẩm, không những giỏi đánh đấm còn đánh ngã chị Hàm. Em còn nói nữa sao? Chị cũng biết em là chuyên gia gây rối. Mộc Hàm trừng mắt nhìn yêu yêu, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra mà nàng cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức tối khó thể nhịn. Tên sắc lang chết tiệt, hắn đã thấy tất cả bộ vị trên người mình, hơn nữa còn xoa bóp vài chỗ, càng quá đáng chính là đối phương còn đánh vào mông nàng. Loại cảm giác đau đớn và có chút tê dại khác thường. Đây là thứ Mộc Hàm chưa từng được cảm nhận. Tuy nàng đã trải qua những huấn luyện đặc biệt nhưng những chuyện khó xử như vừa rồi cũng chưa từng xảy ra trên người nàng. Chị Hàm, sau này em sẽ không gây rối nữa. Yêu yêu dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Mộc Hàm, ngay sau đó nàng lại trợn mắt giống như gặp quỷ. Chị Hàm, chị nhìn kìa. Nhìn cái gì? Mộc Hàm có chút bực bội. Nhìn bên trái. Yêu yêu dùng tay chỉ.
Mộc Hàm nhìn ra cửa thì chợt choáng váng, ngoài cửa có người đang chạy song với xe của nàng, hơn nữa còn liên tục phất tay, đây là kẻ vừa rồi đã chiếm tiện nghi của nàng, là Hạ Thiên. Két! Mộc Hàm đột nhiên thắng xe, xe dừng lại, nàng hạ kiếm xuống nhìn Hạ Thiên rồi tức giận quát. Cậu làm gì vậy? Vợ à, vợ chưa đưa số điện thoại, cũng không nói địa chỉ, sau này sao có thể gặp lại? Hạ Thiên cười hì hì nhìn nàng. Tôi không phải là vợ anh. Mộc Hàm tức giận nói. Vừa rồi chị đã đồng ý, bây giờ chị muốn đổi ý thì tôi sẽ đánh mông. Hạ Thiên có chút mất hứng. Cậu! Mộc Hàm có chút tức giận nhưng ngay sau đó ánh mắt lại xoay chuyển, giọng nói trở nên dịu dàng. Chồng à, điện thoại của chị vừa mất, nếu không thì cho chị số điện thoại của cậu, hai ngày nữa chị sẽ gọi cho cậu. Cũng được. Hạ Thiên đọc số điện thoại của mình cho Mộc Hàm, khi hắn thấy nàng ghi lại TH mới yên tâm. Chồng à, chị còn có chuyện gấp, hôm nay không thể làm gì được, mấy ngày nữa chị sẽ tìm cậu, được không? Mộc Hàm nũng nịu nói. Uy lực lời nói nũng nịu của Mộc Hàm là rất lớn, ít nhất thì Hạ Thiên cũng không chống lại được, vì vậy hắn lập tức đồng ý. Vài phút sau Mộc Hàm chạy đi như điên và không thấy Hạ Thiên đuổi theo, vì vậy mà nàng không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng cũng thoát khỏi tên lưu manh chết tiệt. Mộc Hàm dùng giọng căm hận nói, trong lòng cũng cảm thấy rất khó hiểu, vì sao mình giống như một tân nương bỏ chạy thế này. Hi hi, chị Hàm, chị gọi người ta là chồng rất tự nhiên, như vậy không bằng gả cho hắn luôn đi. Yêu Yêu cười hì hì nói. Em còn dám nói sao? Mộc Hàm trừng mắt nhìn Yêu Yêu. Đây đều là rắc rối em gây ra. Yêu Yêu thè lưỡi. Chị Hàm, chị không thấy hắn ta lợi hại à? Vừa rồi chị chạy xe cũng không tính là nhanh nhưng không bằng người ta chạy bộ. Hơn nữa chúng ta lén chạy qua cửa sổ, sao hắn ta có thể tìm ra được? Quan tâm đến chuyện này làm gì, chỉ cần sau này hắn không tiếp tục tìm ra chúng ta là được. Mộc Hàm tức giận nói, tuy trong miệng nói vậy nhưng trong lòng rất nghi hoặc, thực lực tên kia không phải quá biến thái sao? Mộc Hàm tiện tay cầm lấy trang giấy, nàng nhớ kỹ số điện thoại của Hạ Thiên, sau khi nhìn thoáng qua thì ném qua cửa sổ. Tất nhiên nàng sẽ không thật sự điện thoại cho Hạ Thiên, nhưng bây giờ nàng rất bực, số điện thoại của đối phương giống như khắc vào trong đầu, giống như khó thể quên được. Khi Hạ Thiên về nhà thì đã là 11 giờ, lúc này Tôn Hinh Hinh còn đang đợi. Cậu thật sự đến khách sạn Khải Duyệt sao? Tôn Hinh Hinh không nhịn được phải hỏi. Đúng vậy. Hạ Thiên gật đầu nói. Vậy cậu có đánh tên kia không? Tôn Hinh Hinh có chút dở khóc dở cười. À, không đánh. Hạ Thiên lắc đầu. Sao lại không? Tôn Hinh Hinh cảm thấy rất kỳ quái, Hạ Thiên không đánh người sao? Người kia là nữ, vì vậy không đánh. Hạ Thiên giải thích một câu. Tiểu sắc lang. Tôn Hinh Hinh lập tức mất hứng, nàng trợn mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng đi vào phòng ngủ và đóng cửa. Kết quả là tối hôm nay Hạ Thiên vẫn mình đơn gối chiếc. Sáng ngày hôm sau, Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh cũng không đến cửa hàng hoa. Hắn và nàng ngồi xe buýt đến trường Đại học Thể dục Thể thao Giang Hải. Hạ Thiên cũng không quên đánh cược giữa mình và Trần Chí Cương. Sau khi đến trường đại học thì Tôn Hinh Hinh dùng điện thoại Hạ Thiên gọi cho Trần Chí Cương, vài phút sau Hạ Thiên đã thấy Thư Tịnh từ trong trường đại học đi ra. Hạ Thiên, Tôn Hinh Hinh, các người đến rồi sao? Thư Tịnh vẫn mặc đồng phục bóng rổ nam, khi còn cách một khoảng xa đã chào hỏi hai người. Trần Chí Cương đâu? Hạ Thiên hỏi. Anh ta ở sân bóng rổ, đang cùng huấn luyện với đội, tạm thời không ra được, vì vậy mới để tôi ra đưa mọi người vào. Thư Tịnh giải thích. Đi vào thôi. Tôn Hinh Hinh mở miệng nói. Đi theo tôi. Thư Tịnh đi trước dẫn đường, sau vài phút thì cả ba đến sân bóng rổ. Hạ Thiên đến sân bóng thì nhìn thấy Trần Chí Cương, tên kia đang ném rổ, mỗi lần ném đều rất chuẩn. Lúc này bên cạnh hắn là mười mấy tên nam sinh mặc trang phục bóng rổ. Cũng không phải đang tiến hành huấn luyện, mọi người đang nhìn Trần Chí Cương ném rổ, mà ngoài sân cũng có 10 người đang xem. Hinh Hinh. Khi nhìn thấy Tôn Hinh Hinh thì Trần Chí Cương cũng không ném rổ, hắn vội vàng tiến lên chào đón. Đám đồng đội của Trần Chí Cương cũng phóng đến, đám người này rõ ràng quá thừa hormone, khi thấy một người đẹp như Tôn Hinh Hinh thì tất nhiên phải bu lại. À, giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái tôi, là Tôn Hinh Hinh. Trần Chí Cương nói với giọng điệu khoe khoang. Anh có bệnh không? Hạ Thiên rất muốn tiến lên cho Trần Chí Cương một bạt tai. Chị Hinh là vợ tôi, không phải là bạn gái anh. Hạ Thiên, tôi cũng không tranh với cậu, sau khi xong trận đấu,
xem cậu còn gì để nói. Trần Chí Cương không tức giận, bộ dạng hắn tràn đầy tự tin. Đừng nói nhảm, bây giờ làm luôn. Hạ Thiên bĩu môi, hắn đi ra sân rồi tiện tay cầm lấy bóng, cũng chẳng thèm nhìn mà tiện tay ném ra. Chương 67, thần ném bóng. Bốp! Bóng rổ nện lên bảng rồi nặng nề bắn ra. Ha ha ha! Bốn phía vang lên những tiếng cười chế nhạo. Trần Chí Cương, đây là tên khốn đến thì ném bóng sao? Anh cũng quá hiền từ rồi đấy, đây không phải là ức hiếp người khác à? Đúng vậy, chỉ cần nhìn tư thế là biết người này căn bản không biết ném rổ. Cái gì mà căn bản không biết, theo tôi thì hắn chưa từng chơi bóng rổ bao giờ. Này, tiểu tử, trước kia đã từng chơi bóng rổ chưa? Một tên cao gầy tong teo tiến đến hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên không quan tâm đến người này, hắn nhặt bóng lên, sau đó lại ném về vòng rổ. Bốp! Lúc này bóng đập vào vòng rổ nhưng không thể đi vào mà lập tức bắn ra. Hạ Thiên, trước đây cậu chưa từng chơi bóng rổ à? Tôn Hình Hình cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Chưa từng. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vậy sao cậu còn đánh cuộc với Trần Chí Cương? Tôn Hình Hình cảm thấy tức tối. Cậu cứ như vậy mà thua cuộc sao? Trần Chí Cương, Hạ Thiên giống như chưa từng chơi bóng rổ, sao các anh không đổi lại? Thư Tịnh ở bên cạnh cũng không nhịn được phải chen lời, một người sắp vào một đội bóng chuyên nghiệp và một người chưa từng chơi bóng, đây đúng là không công bằng. Tôi sẽ không thua. Hạ Thiên tin tưởng 10 phần. Thư Tịnh, người ta đã có lòng tin, cô lo lắng làm gì? Trần Chí Cương có chút không vui, sao người này lại đưa cùi chỏ ra ngoài? Tôn Hình Hình dùng ánh mắt lo lắng nhìn Hạ Thiên. Cậu hoàn toàn chưa từng chơi bóng rổ, sao cậu có thể thắng được? Chị Hình, chị cứ yên tâm, tôi sẽ không dâng chị cho kẻ khác. Hạ Thiên an ủi Tôn Hình Hình, hắn lại tiếp tục ném bóng. Rột! Lần này bóng rơi vào rổ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sao kẻ này hên như vậy? Trần Chí Cương cũng ngẩn người, nhưng ngay sau đó hắn lập tức không cho là đúng, đây chẳng qua chỉ là chó ngáp phải ruồi, không phải năng lực thật sự. Hạ Thiên, bây giờ bắt đầu được chưa? Trần Chí Cương cảm thấy không thể chờ được. Được. Hạ Thiên ra vẻ không thèm quan tâm. Rất tốt, quy tắc rất đơn giản, đứng ở đường ném bóng, mỗi người có 10 lượt ném bóng, người nào ném vào rổ nhiều nhất sẽ thắng. Trần Chí Cương nhanh chóng nói. Nơi đây có rất nhiều người chứng kiến, thua cũng đừng đổi ý. Đường ném bóng ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Mọi người lại cười vang, vẻ mặt Tôn Hình Hình có hơi tái, nàng không biết đường ném bóng ở đâu nhưng Hạ Thiên cũng không biết sao. Còn chưa nói đến vấn đề hắn không biết đường ném bóng, nhưng như vậy mà muốn ném thi với người ta sao? Ném rổ chơi thì được, đừng dùng nàng làm tiền cược đấy chứ. Hạ Thiên, đây là đường ném bóng. Thư Tịnh lại rất tốt, nàng chỉ đường ném bóng cho Hạ Thiên. Gần như vậy sao? Hạ Thiên bĩu môi. Tôi đứng đây ném được không? Thư Tịnh cũng không nói gì, Hạ Thiên đang đứng giữa sân, tất nhiên đứng đó sẽ khó ném vào rổ hơn rất nhiều. Chỗ này ném bóng sẽ khó hơn, tôi nghĩ rằng Trần Chí Cương sẽ đồng ý. Thư Tịnh trả lời, nàng cũng nhìn về phía Trần Chí Cương. Cậu muốn đứng ném rổ ở đâu cũng được, dù sao cũng ném không vào. Trần Chí Cương cười lạnh một tiếng. Bây giờ tôi có thể ném được chưa? Hạ Thiên dò hỏi, nhưng hắn không hỏi Trần Chí Cương mà hỏi Thư Tịnh. Có thể. Thư Tịnh gật đầu. Mà lúc này đám đồng đội của Trần Chí Cương bên kia bắt đầu ồn ào. Các cậu nói xem hắn có thể ném vào được mấy lần, tôi đoán chỉ có một. Một sao, cậu đánh giá cao vậy, tôi nghĩ là không thể vào. Tôi cảm thấy hắn có thể ném vào được một cái, lần đầu tiên tôi chơi bóng rổ cũng ném vào một lần, khi đó tôi mới 5 tuổi. Tôi cho rằng tiểu tử kia có vận may, có thể ném được 2 cái. Tôi cho rằng cậu ấy có thể ném vào 10 cái. Một giọng nói từ bên ngoài sân vang lên. Này, Khương Phong, cậu tới rồi à? Không phải chứ, Khương Phong, cậu nói tiểu tử kia có thể ném vào 10 cái sao? Người xuất hiện chính là Khương Phong đã quen với Hạ Thiên vào ngày hôm qua, trước đó hắn cũng không có mặt ở sân bóng rổ, bây giờ mới chạy đến. Khương Phong không nói gì, hắn chỉ dùng mắt nhìn theo quỹ tích ném bóng của Hạ Thiên, lúc này là Hạ Thiên ném lần đầu tiên. Rột, bóng vào trong lưới. Một, Thư Tịnh bắt đầu đếm, mà những người khác thì rất sững sờ, chỉ có Khương Phong là giống như biết trước. Rột. Lại một quả. Hai. Giọng đếm của Thư Tịnh có chút hưng phấn. Tôn Hình Hình vốn đang vừa lo lắng vừa tức giận,
nhưng lúc này cũng kịp phản ứng, nàng vỗ tay rất vui. Hạ Thiên, cố lên. Hạ Thiên quay đầu nhìn Tôn Hinh Hinh rồi cười hì hì, sau đó hắn ném ngược bóng trở lại. Á! Tôn Hinh Hinh hét lên kinh hoàng, trong lòng cảm thấy cực kỳ hối hận, nàng không nên nói chuyện, như vậy sẽ tốt, tiểu tử kia sẽ không ném loạn. Rột! Lại một lần bóng lọt rổ. Vẻ mặt Trần Chí Cương đã có chút khó coi, mà những người xung cũng không dám gào lên. Hai lần vào rổ thì có thể nói là may mắn, nhưng ba lần vào rổ cũng không phải chỉ nói may mắn là được. Ba cái. Thư Tịnh cũng có chút kích động, Hạ Thiên chẳng lẽ là cao thủ thâm tàng bất lộ sao? Rột, rột, rột. Bốn, năm, sáu. Thư Tịnh khó thể ức chế sự hưng phấn trong lòng. Vẻ mặt Trần Chí Cương đã có chút trắng bệch, mà bốn phía cũng trở nên cực kỳ yên tĩnh, mọi người nhìn Hạ Thiên như một quái vật. Rột, 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 rột. Mười cái, tất cả đều hoàn thành. Thư Tịnh lớn tiếng kêu lên. Đứng ở vị trí này mà liên tục ném vào rổ 10 lần, tuy không phải hoàn toàn không làm được, nhưng dù là cầu thủ chuyên nghiệp cũng không ung dung tiêu sái như vậy được, hơn nữa 10 lần ném thì bóng đều bay thẳng vào rổ. Hạ Thiên, cậu thật lợi hại. Tôn Hinh Hinh cũng từ trạng thái lo lắng tiến đến hưng phấn và cuối cùng là vui mừng như điên. Khi Hạ Thiên ném quả bóng thứ 10 vào rổ thì nàng cuối cùng cũng khó thể ức chế sự vui sướng, vì thế mà trực tiếp nhào vào lòng Hạ Thiên, cho hắn một nụ hôn trước mắt tất cả mọi người. Trần Chí Cương nhìn Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên ôm nhau với vẻ mặt tái nhợt, trong mắt có sự ghen ghét, cũng khó tin, điều này sao có thể. Người này sao ném rổ còn lợi hại hơn cả hắn, chẳng lẽ đối phương là cao thủ bóng rổ mà cố ý giả vờ sao? Lúc này không chỉ có Trần Chí Cương hoài nghi như vậy, mà tất cả đám người ở đây đều nghi ngờ, không ai tin một người căn bản không biết chơi bóng mà có thể nắm 10 trái vào rổ cả 10. Hạ Thiên vuốt ve gò má của Tôn Hinh Hinh, hắn cười hì hì nói. Chị Hinh, tôi quăng thêm 10 cái vào rổ, chị tiếp tục hôn tôi nhé. Không được. Tôn Hinh Hinh đỏ mặt, nàng trợn mắt nhìn Hạ Thiên rồi rời khỏi ngực hắn. Người này tiến lên một tấc lại đòi tiến thêm một tấc, nàng không thể nuông chiều hắn quá mức được. Này, anh có ném bóng không vậy? Hạ Thiên nhìn Trần Chí Cương. Tôi đã ném xong 10 lần, nếu anh không ném thì nhận thua, sau này không được phép làm phiền vợ tôi nữa. Hạ Thiên nói như vậy làm mọi người nhìn về phía Trần Chí Cương, ai cũng chờ phản ứng của hắn. Thư Tịnh lắc đầu, nàng thầm thở dài, bây giờ cũng có chút cảm giác đồng tình với Trần Chí Cương. Tuy Trần Chí Cương còn chưa ném rổ nhưng rõ ràng đã thua, bình thường hắn có thể ném 10 lần vào rổ, nhưng bây giờ hắn gặp phải áp lực lớn nên hầu như là không thể. Mà dù hắn có ném vào rổ 10 lần cũng kém Hạ Thiên vì đứng gần rổ hơn. Quan trọng là Trần Chí Cương ném rổ vì Tôn Hinh Hinh. Nhưng chỉ cần nhìn thái độ của Tôn Hinh Hinh với Hạ Thiên vào lúc vừa rồi, dù là kẻ ngu cũng biết nàng thích Hạ Thiên. Thật ra cũng không cần đánh cuộc, Trần Chí Cương đã thua về mọi mặt. Vẻ mặt Trần Chí Cương rất tái, hắn nghĩ rằng mình sẽ để lộ ra uy phong, sau đó thuận lợi ôm người đẹp về chuồng. Nhưng bây giờ tình cảnh đã ngược lại, không phải là hắn mà Hạ Thiên ôm lấy người đẹp. Hắn cảm thấy má mình nóng bỏng giống như có ai tát vào mặt vài cái trước mặt mọi người. Hơn nữa ánh mắt đồng đội nhìn vào cũng làm hắn rất khó chịu, giống như mọi người đang chế nhạo hắn. Trần Chí Cương biết rõ mình đã thua Hạ Thiên, nhưng hắn không cam lòng thua rồi để mất Tôn Hinh Hinh. Vì hắn cho rằng Tôn Hinh Hinh là của mình, một người đẹp như vậy phải là hắn hưởng thụ, không thể để người khác cướp đi. Hạ Thiên, trận này tôi thua. Trần Chí Cương cắn răng, hắn nói ra từng chữ. Cậu có dám tiếp tục so trận thứ hai không? Anh nhận thua là tốt. Sau này đừng đến làm phiền vợ tôi, nếu không tôi sẽ đánh anh mà không phải là ném rổ. Hạ Thiên nói rất thoải mái, sau đó hắn kéo tay Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, chúng ta đi thôi. Cậu không dám làm lại một trận sao? Trần Chí Cương quá lớn. Anh có bệnh à, tôi đã thắng, cần gì phải so với trả sánh nữa. Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Trần Chí Cương. Nếu không có gì tốt thì tôi không làm. Hạ Thiên. Cậu không dám tiếp nhận khiêu chiến của tôi, cậu là kẻ nhu nhược. Trần Chí Cương cười lạnh nói. Một kẻ nhu nhược thì không xứng với Tôn Hinh Hinh. Chí Cương, mọi việc đã xong rồi. Tôn Hinh Hinh cũng không còn do dự, cuối cùng nàng cũng mở miệng. Chuyện 6 năm trước anh không nên để trong lòng, bây giờ Hạ Thiên là bạn trai của tôi, anh đừng đến làm phiền Hạ Thiên, chúng ta sau này chỉ là bạn bè bình thường. Như vậy sao được? Hạ Thiên có chút mất hứng. Người này sau này không được gặp chị, tất nhiên cũng không phải là bạn bè bình thường,
anh dám đánh cuộc với tôi, bây giờ thua thì phải thừa nhận hậu quả. Hạ Thiên, thôi bỏ đi. Tôn Hình Hình khẽ nói, dù thế nào thì ấn tượng của nàng về Trần Chí Cương cũng không tệ, nhìn đối phương thua thê thảm cũng có chút đồng tình. Hạ Thiên không nói thêm lời nào, trong lòng vẫn đang thầm nghĩ đối phương còn ở quá gần Tôn Hình Hình, cần phải đánh cho một trận mới được. Hình Hình, tiểu tử kia mạnh hơn anh chỗ nào? Trần Chí Cương giống lớn rất thất thố. Chỗ nào tôi cũng mạnh hơn anh. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Trần Chí Cương. Anh đừng giống lên với vợ tôi mà anh có thể giống sao? Chính tôi còn chưa nỡ nữa là. Hạ Thiên, nếu không, cậu cũng nên cho Trần Chí Cương một cơ hội, so đấu với anh ấy một trận nữa nhé. Thư Tịnh cũng không cam lòng vì Trần Chí Cương, nàng mở miệng khuyên bảo. Tôi đề nghị thế này, đây là một trận đấu đơn thuần, không cần phải đặt cược, được không? Không được. Người phản đối lại là Trần Chí Cương. Nếu cậu ta thua thì phải rời khỏi Tôn Hình Hình. Ngày 3C thôi nha các bợn, cô chúng cho vào file ảnh như tinh ngự thì toi mạng, 222.2.22. Chương 68, người phụ nữ phóng đãng. Anh bị bệnh cũng không nhẹ. Hạ Thiên tức giận nói. Tôi thua thì phải rời khỏi vợ mình, vậy tôi thắng thì được gì? Anh có thể đưa đến cho tôi một người vợ nữa sao? Không riêng gì Hạ Thiên cảm thấy Trần Chí Cương bệnh nặng, ngay cả đám người Thư Tịnh cũng cảm thấy Trần Chí Cương đang cố gắng gây sự. Đàn ông có thể đánh cuộc có thể thua nhưng không thể mất phong độ, nếu không thì nhân phẩm có vấn đề. Cậu đẹp trai, cậu cứ đấu với hắn, nếu cậu thắng thì tôi sẽ làm vợ cậu, thế nào? Cách đó không xa chợt vang lên một âm thanh cực kỳ quyến rũ. Mọi người cùng nhau nhìn lại, không biết từ nơi nào ở bên cạnh sân bóng rổ đã có một đoàn người, mười mấy người đàn ông đều mặc trang phục bóng rổ nhưng màu sắc và kiểu dáng lại khác biệt so với Trần Chí Cương bên này. Mà đi cùng đoàn người còn có một người phụ nữ, nàng mặc váy công sở, trong địa phương này mà mặc như thế thì có chút không phù hợp. Không nên gọi tôi là cậu đẹp trai, tôi không còn nhỏ, vì vậy cứ bảo anh đẹp trai là được. Hạ Thiên dùng ánh mắt không vui nhìn người phụ nữ, người này cũng không tệ, dáng người rất tốt, trước sau lồi lõm, toàn thân bùng ra khí tức phong tình của người phụ nữ trưởng thành. Người phụ nữ nở nụ cười quyến rũ nói. Tốt, anh đẹp trai, lời đề nghị của tôi thế nào? Cậu hãy đấu lại một trận với Trần Chí Cương, nếu cậu thắng thì tôi có thể làm vợ cậu một đêm. Lời này vừa nói ra thì vài chục ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, trong mắt đám đàn ông bên này thì có chút ít ghen ghét và hâm mộ, mà ánh mắt đám đàn ông đi với người phụ nữ thì có chút địch ý. Tôn Hình Hình dùng ánh mắt căng thẳng nhìn Hạ Thiên, nàng biết rõ sở thích của Hạ Thiên, nhìn thấy người đẹp là muốn lấy về làm vợ. Bây giờ có người đẹp chủ động đưa đến tận giường, tiểu sắc lang này có hơn phân nửa là đồng ý. Không. Hạ Thiên từ chối rất dứt khoát, ngược lại vượt ra ngoài dự đoán của Tôn Hình Hình. Sao vậy? Người phụ nữ kia chợt ngẩn người, sau đó lại nở nụ cười cực kỳ quyến rũ. Anh đẹp trai, có phải cảm thấy một đêm ngủ với vợ còn chưa đủ? Thật ra vấn đề này cũng có thể thương lượng, dù là vài tối thì tôi cũng không có ý kiến. Không biết xấu hổ. Tôn Hình Hình thầm mắng một câu. Tôi không thích cô. Hạ Thiên dứt khoát nói. Người phụ nữ chợt ngẩn ngơ. Thế nào, anh đẹp trai thấy tôi không đẹp sao? Chị khá đẹp. Hạ Thiên lại lắc đầu. Nhưng tôi không thích những người phụ nữ không sạch sẽ. Cậu nói vậy là có ý gì? Nụ cười trên mặt người phụ nữ chợt biến mất. Cậu nói tôi không sạch sẽ sao? Thật ra chẳng phải không sạch sẽ, tôi cảm thấy chị rất bẩn. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Tiểu tử, mày nói gì vậy? Tiểu tử. Có phải không muốn sống nữa không? Mẹ kiếp, tiểu tử, có phải muốn đánh nhau không? Đám đàn ông sau lưng người phụ nữ lập tức mở miệng mắng Hạ Thiên, đám người này liên tục xoa chân xoa tay giống như chỉ cần người phụ nữ mở miệng là cả đám sẽ tiến lên đánh Hạ Thiên như xương. À, biết rồi, thì ra vị tiểu đệ này của chúng ta là đồng nam, muốn tìm gái trinh. Người phụ nữ chợt nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai. Nhưng tiểu đệ này... Tôi thấy cậu muốn tìm phải đến nhà trẻ, ha ha ha. Này, tôi cảnh cáo cô, đừng gọi tôi là tiểu đệ, còn nữa, tôi cũng không phải là xử nam. Hạ Thiên có chút khó chịu. Cô không phải là xử nữ cũng không phải người khác không phải là xử nữ, cô ấy chính là xử nữ. Hạ Thiên chỉ tay về phía Thư Tịnh, ngay sau đó lập tức thu hút sự chú ý của vài chục người, người đẹp kia còn là xử nữ sao? Thư Tịnh thấy Hạ Thiên chỉ vào mình, đầu tiên nàng ngẩn ngơ. Sau đó hai má chợt đỏ ửng, người này.
Sao biết được? Chị Hinh cũng là xử nữ. Hạ Thiên Bồi thêm một câu. Nhưng tôi đang cố gắng biến chị ấy trở thành không phải là xử nữ, cũng sắp thành công. Hạ Thiên, cậu. Tôn Hinh Hinh xấu hổ đỏ mặt, nàng dậm chân. Cậu là tiểu sắc lang, những lời như vậy mà có thể nói sao? Vợ mình vẫn còn là xử nữ, thì ra cậu cũng không quá tốt, không làm ăn gì được thì cứ nói thẳng, sao lại chê chị đây không phải là xử nữ? Người phụ nữ kia càng cười càng lợi hại. Chồng của cô mới không ra gì. Hạ Thiên tức giận nói. Nếu không phải chồng chị bất lực thì sao phải chạy khắp nơi tìm đàn ông như vậy? Tôi nói cô bẩn cũng không phải vì không phải là xử nữ, mà cô chẳng còn gì, tối hôm trước cùng lăn lộn với ba người đàn ông, sáng hôm nay lại cuồng hoan với một người khác, sợ rằng người ta còn sạch sẽ hơn cô. Cậu! Vẻ mặt người phụ nữ chợt biến đổi, nàng thở hổn hển nói. Khốn nạn, cậu đừng mở mồm nói bậy. Tôi làm gì phải nói bậy? Hạ Thiên bĩu môi, sau đó hắn chỉ tay ra sau lưng người phụ nữ. Anh, còn anh nữa, tối qua các anh có cùng lên giường với cô ta không? Còn anh nữa, sáng sớm đã ngủ chung với người phụ nữ này, tôi nói không sai chứ? Bốn người đàn ông bị Hạ Thiên chỉ thẳng mặt còn chưa nói câu nào thì đám đàn ông khác đã mở miệng nói. Dư Diễm, không phải chị đã nói chỉ có một mình tôi sao? Dư Diễm, không phải chị đã nói không theo đám kia à? Dư Diễm, cô gạt tôi. Dư Diễm, cô ngày càng khốn nạn, ngày càng nát. Đám đàn ông liên tục chỉ trích người phụ nữ, mà vẻ mặt người phụ nữ thì lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng nàng không nhịn được nữa phải giống lên. Câm mồm hết cho bà. Người phụ nữ chỉ tay vào đám đàn ông. Các người là đám khốn kiếp, bình thường ăn của bà, uống của bà, chơi bà, bây giờ lại quay mặt lại mắng, các người là đàn ông sao? Đám đàn ông này bị Dư Diễm mắng thì cũng yên tĩnh trở lại, những người khác thì đưa mắt nhìn nhau. Dư Diễm này đúng là, trâu bò, rõ ràng đã ngủ với tất cả một đội bóng. Tiểu tử thối, tôi nhớ mặt cậu. Dư Diễm trợn mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng vung tay. Chúng ép đi, trận đấu chiều nay hủy bỏ. Dư Diễm nói xong thì tách khỏi nhóm đàn ông, nàng nổi giận đùng đùng bỏ đi, mà đám đàn ông kia có chút chần chừ, ngay sau đó lại chạy theo. Bọn họ cứ như vậy mà bỏ đi sao? Chiều nay chúng ta đấu với ai đây? Những cầu thủ bên này cảm thấy rất khó hiểu. Bọn họ không đi còn ở lại làm gì? Xảy ra sự việc như vậy còn tâm tình để chơi bóng sao? Một người chợt tiếp lời. Nói không chừng bọn họ về lại chơi, hai bóng một cột, bóng của Dư Diễm cũng khá tốt. Một người nào đó nói với giọng điệu râm rãng. Này, không phải anh nói cô nàng đó khá tốt sao? Trước đó tôi còn cảm thấy khó hiểu, cũng có ý với người này, không ngờ, sân bóng của cô ta đã bị một đội bóng giành chỗ. Này, tôi cũng không biết tiểu tử kia là quái thai gì, sao những việc như vậy mà hắn cũng biết được. Một người chợt nói, sau đó tất cả mọi người chợt nhìn về phía Hạ Thiên. Đúng vậy, tiểu tử kia sao biết những chuyện bí ẩn như vậy? Khương Phong trước nay không mở miệng bây giờ cũng đi về phía Hạ Thiên cười cười. Cậu đúng là quá mạnh. Bọn họ vừa đến thì đã bị cậu đánh bại. Hạ Thiên, sao cậu biết người phụ nữ kia cùng đám đàn ông? Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng không nhịn được, nàng không khỏi nhớ đến tình cảnh lần trước Trương Ngọc Phân bị hắn phát hiện đã gian díu với người khác. Đúng vậy, Hạ Thiên, sao cậu biết được những vấn đề kia? Gương mặt Thư Tịnh vẫn còn đỏ hồng, nhưng lúc này chút ít thẹn thùng cũng bị lòng hiếu kỳ chèn ép. Chẳng qua lỗ mũi của tôi hơi thính mà thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Điều này có liên quan gì đến mũi? Thư Tịnh vẫn không hiểu, không riêng gì nàng, những người khác đều không hiểu, vì vậy lúc này bọn họ đều nhìn về phía Hạ Thiên, đều chờ câu trả lời. Thật ra rất đơn giản, trên người mỗi người đều có đặc điểm, hơn nữa mùi vị lại không giống nhau, người thường cũng khó thể ngửi thấy mùi vị này nhưng tôi thì có thể. Chỉ cần phụ nữ ngủ cùng với đàn ông thì sẽ lẫn vào mùi vị của đối phương, vì vậy tôi biết được trước đó bọn họ có quan hệ với nhau. Hạ Thiên hời hợt nói. Mọi người đều không nói gì, người này là chó săn chuyển thế sao? Lỗ mũi của cậu thật sự lợi hại như vậy sao? Thư Tịnh cũng không tin. Ngũ giác của tôi đều rất linh mẫn. Hạ Thiên gật đầu rất chuyên chú. Thật ra người phụ nữ kia đến bây giờ vẫn còn mắng tôi, mà tôi vẫn còn nghe thấy được. Nói như thật. Trần Chí Cương ở bên cạnh chợt hừ lạnh, bây giờ hắn thấy Hạ Thiên đã là tiêu điểm, trong lòng tất nhiên càng thêm ghen ghét. Tất nhiên tôi không phải là anh. Hạ Thiên lắc đầu. Cái gì mà tôi chẳng lợi hại.
Mọi người không nói gì, người này đúng là không hiểu hai chữ, khiêm tốn. Cậu đã nói lợi hại hơn người, sao không dám so tài lần nữa? Trần Chí Cương cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ cậu sợ thua sao? Tôi không phải sợ thua, chẳng qua có thắng cũng không có gì tốt, vì vậy tôi không muốn đấu làm gì cho mệt. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn Trần Chí Cương, người này sao khó chịu như vậy? Thua thì nhận thua, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sau lần này sẽ đến lần khác, chẳng phải cứ liên tục khiêu chiến sao? Nếu cậu thắng thì tôi có thể cho tiền. Trần Chí Cương căn giận nói. Tôi cho cậu 10.000, được chưa? Anh muốn ăn đòn sao? Hạ Thiên thật sự mất hứng. Tôi thua thì mất vợ, thắng được 10.000, anh cho rằng vợ tôi chỉ đáng giá 1.000 thôi sao? Vậy thì cậu muốn bao nhiêu? Trần Chí Cương tức giận nói. Vợ của tôi không ai có thể mua nổi, vì vậy đừng nói đến tiền ở đây. Hạ Thiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến tên tâm thần này. Cậu không đấu thì đừng hòng bỏ đi. Trần Chí Cương giống lên rất hổn hển. Hạ Thiên buông Tôn Hinh Hinh ra, hắn đi về phía Trần Chí Cương, lúc này hắn quả thật muốn ra tay. Hạ Thiên, đừng đánh anh ấy. Tôn Hinh Hinh vội vàng hô lớn, nhìn bộ dạng của Hạ Thiên thì biết ngay sắp đánh người. Cậu muốn đánh nhau sao? Đến đây. Trần Chí Cương ở bên kia lại khiêu khích. Đừng, đừng đánh nhau. Mà Thư Tịnh ở bên cạnh cũng lựa lời khuyên. Hạ Thiên, cậu hãy đấu với anh ấy một trận rồi tính tiếp, để anh ấy khâm phục khẩu phục, cùng lắm thì. Cùng lắm nếu cậu thắng, tôi sẽ làm vợ cậu, được chưa? Tất cả mọi người chợt ngạc nhiên, ai cũng nhìn về phía Thư Tịnh, đầu óc nhà đầu kia có vấn đề rồi sao? Hạ Thiên nhìn Thư Tịnh, hắn cảm thấy có chút khó khăn, thật ra Thư Tịnh rất xinh đẹp, dù không phải đến mức hắn phải cướp làm vợ nhưng dù sao cũng có lực hấp dẫn, có nên đồng ý không nhỉ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 69, vợ dự khuyết. Thư Tịnh, đừng hồ đồ. Khương Phong nhịn không được phải khuyên nhủ, quan hệ giữa hắn và Thư Tịnh có chút đặc biệt, rất nhiều người cho rằng hai người là tình nhân, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Tư chất không sai, đáng tiếc là tuổi hơi lớn. Hạ Thiên ở bên kia lầm bầm, hắn quan sát Thư Tịnh một cách cẩn thận mà cảm thấy đối phương có tư chất luyện võ, ít nhất cũng mạnh hơn so với một Triệu Thanh Thanh suốt ngày ồn ào làm nữ hiệp. Việc này cứ giải quyết như vậy. Thư Tịnh có chút bất đắc dĩ. Chúng ta là bạn tốt của Trần Chí Cương, cũng không thể không quan tâm. Vậy sao cô dám dùng thân để đặt cược? Khương Phong khẽ nói. Không nghiêm trọng như vậy chứ. Hạ Thiên đã có bạn gái, cậu ấy cũng chỉ nói như vậy mà thôi. Thư Tịnh cũng không cho là đúng, sau đó nàng đi về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên, bây giờ có thể đấu với Trần Chí Cương được chưa? Hạ Thiên có chút chần chừ. Nhưng cô không đẹp bằng chị Hinh. Thư Tịnh lập tức sinh ra một xúc động muốn đánh người, tiểu tử kia rõ ràng dám ghét bỏ nàng. Hừ, cứ coi như đủ tiêu chuẩn để chấp nhận. Hạ Thiên lại nói một câu, điều này làm cho Thư Tịnh thiếu chút nữa đã tức ói máu. Nàng dù sao cũng là cành hoa của trường, cũng không thiếu người theo đuổi, nhưng người này lại miễn cưỡng như vậy, cũng đủ để chấp nhận là sao? Được rồi, Trần Chí Cương, anh muốn đấu sao với Hạ Thiên đây? Thư Tịnh thầm siết chặt nắm đấm để phát tiết bất mãn trong lòng, nhưng biểu hiện của nàng lại điềm nhiên như không. Dù thế nào thì đối phương cũng đã đồng ý, lúc này Trần Chí Cương dù thắng hay thua cũng không còn gì để nói. Rất đơn giản, đấu tay đôi, bên nào ném vào rổ 3 lần thì thắng. Trần Chí Cương đã sớm nghĩ kỹ, vì vậy hắn nói ra không chút do dự. Hạ Thiên, cậu cảm thấy thế nào? Thư Tịnh hỏi ngược lại. Cái gì là một chọi một? Hạ Thiên có chút mơ hồ, trong ấn tượng của hắn thì một chọi một là đánh nhau, nhưng đây là chơi bóng, tình cảnh không giống. Thư Tịnh lại phải chỉ về phía cầu trường rồi giải thích một lượt. Cuối cùng thì Hạ Thiên cũng biết rõ thế nào là quy tắc một chọi một, hắn lại lắc đầu. Điều này rất đơn giản, nhưng nếu tôi thắng mà anh ta không phục nữa thì sao? Vậy anh muốn đấu thế nào? Thư Tịnh hỏi. Tôi nghe nói một đội bóng rổ có 5 người. Vậy thì các người chọn ra 5 người đấu với tôi, bên nào có 3 lần ném bóng vào rổ thì thắng, thế nào? Hạ Thiên thuận miệng nói. Đám cầu thủ bóng rổ của trường đại học nhìn về phía Hạ Thiên, trong mắt là cái nhìn không tốt đẹp gì. Kiêu ngạo, tiểu tử kia quá kiêu ngạo, dám một chọi 5, một người đấu với một đội bóng, dù là cầu thủ chuyên nghiệp cũng không dám như vậy. Hạ Thiên, cậu đừng quá kiêu ngạo. Trần Chí Cương tức giận nói.
Tôi chỉ muốn anh thua tâm phục khẩu phục thôi. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Nếu anh không dám thì nhận thua đi. Hạ Thiên, cậu muốn đấu với chúng tôi như vậy sao? Khương Phong nhíu mày. Đúng vậy, Hạ Thiên, cậu cần phải xem lại, như vậy cậu nhất định sẽ thua. Thư Tịnh cũng khuyên nhủ, giống như nếu hắn thua thì nàng không có cơ hội được làm vợ vậy. Tôn Hình Hình cũng có chút sững sốt, tiểu sắc lang kia làm gì vậy? Dù nàng không biết về bóng rổ cũng biết đây là một môn thể thao đồng đội, một người dù lợi hại cũng không thể đấu lại 5 người. Được rồi, tôi thấy nếu như vậy cũng ức hiếp các anh quá đáng, lát nữa các anh thua sẽ không còn niềm tin khi chơi bóng. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Thế này đi, tôi tìm một người trợ giúp, Thư Tịnh, cô đến giúp tôi, hai người chúng ta đấu với 5 người bọn họ. Sao? Thư Tịnh chỉ vào mũi mình. Tôi sao? Tuy tôi biết chơi bóng nhưng lại là nữ, sao là đối thủ của bọn họ? Này, Trần Chí Cương, bây giờ có đấu không? Nếu muốn thì nhanh lên, nếu không tôi đi đây. Hạ Thiên thầm nghĩ cần phải làm sao cho nhanh gọn, không muốn lề mề. Được, nếu cậu đã nói như vậy thì chúng tôi sẽ thành toàn. Trần Chí Cương cực kỳ tức giận, người này mang theo Thư Tịnh đấu với bọn họ, điều này càng làm cho bọn họ cảm thấy nhục nhã, vì vậy mà hận không thể chà đạp Hạ Thiên một lần trên sân. Đúng vậy, chúng ta phải dạy bảo cho tiểu tử này một bài học. Chỉ cần một mình tôi cũng đủ để tiểu tử kia không đến gần lưới. Tôi cũng vậy, tôi sẽ cho hắn biết tay. Ngoài Trần Chí Cương thì bốn người khác đã nhanh chóng đi vào trong sân, Khương Phong làm trọng tài, mà Hạ Thiên và Thư Tịnh cũng đã đi vào sân bóng. Các người nhận bóng trước. Trần Chí Cương ra vẻ rộng lượng, hắn ném bóng vào trong tay Thư Tịnh. Giao bóng. Khương Phong đưa tay ra tỏ ý bắt đầu trận đấu. Thư Tịnh có chút do dự, nàng ném bóng về phía Hạ Thiên nhưng trong lòng có chút mơ hồ, người kia đứng ở dưới rổ làm gì vậy? Hạ Thiên vừa tiếp xúc với bóng thì Trần Chí Cương đã phóng đến, hắn muốn cướp bóng ngay, nhưng hắn cũng chợt phát hiện Hạ Thiên vừa tiếp xúc bóng đã lập tức ném đi. Có hai người chạy về phía Thư Tịnh, bọn họ đứng đó đánh chặn bóng được ném đến nàng. Trời! Bên cạnh sân bóng vang lên những tiếng hô lớn, Trần Chí Cương đang chạy trên sân cảm thấy có gì đó quái lạ. Hắn vô thức quay đầu, đúng lúc nhìn thấy bóng đang bay về phía rổ sân bên mình. Ném rổ, người này trực tiếp ném rổ sao? Không vào, chắc chắn không vào. Trần Chí Cương thầm cắn răng, hắn cũng không tin đối phương có thể ném rổ chính xác ở vị trí xa như vậy. Rột! Trần Chí Cương nghe thấy âm thanh này mà cảm thấy cơn ác mộng lại xuất hiện, tên khốn kiếp kia có thể ném vào rổ ở khoảng cách xa như vậy sao? Ôi! Thư Tịnh cũng rất hưng phấn. Dù sao thì nàng cũng là đội viên, bên mình ném bóng vào rổ, sao nàng không vui cho được. Trên mặt Khương Phong lộ ra cái nhìn cổ quái, hắn đã hiểu kế hoạch của Hạ Thiên. Không sao, hắn ta có thể ném vào, chúng ta cũng có thể xông lên. Trần Chí Cương vung tay. Chúng ta lên. Trần Chí Cương dẫn đầu tấn công như vào chỗ không người, khoảnh khắc sau đã tiến qua giữa sân tiến vào vùng cấm. Hạ Thiên, cố gắng phòng thủ. Thư Tịnh có chút căng thẳng. Hạ Thiên lúc này đang đứng dưới rổ không nhúc nhích, vì vậy mà nàng nghĩ đến phòng thủ, nhưng bị thế bao vây thì căn bản rất khó thành công. Trần Chí Cương cố lên. Có người hô lớn, Trần Chí Cương cũng nhảy dựng lên, hắn muốn ném rổ. Bóng bay về phía rổ, Trần Chí Cương là tay ném bóng tốt nhất của đội, tất nhiên hắn tin bóng sẽ tiến vào rổ. Hắn nhìn chằm chằm vào quả bóng đang bay trên không mà ánh mắt có chút đắc ý. Nhưng đúng lúc này trên không chợt xuất hiện một bàn tay chụp lấy bóng kéo ra khỏi đường tiến vào rổ. Vẻ mặt Trần Chí Cương lập tức tái nhợt, hắn thấy bóng đã vào trong tay Hạ Thiên. Phòng thủ, nhanh chóng phòng thủ, coi chừng hắn ném xa. Trần Chí Cương la lớn. Hạ Thiên cười hì hì, hắn ném bóng. Rột, bóng lại vào rổ. Hai quả. Thư Tịnh kêu lên hưng phấn. Lại thêm một trái, chúng ta sẽ thắng. Trong lúc vô tình thì Thư Tịnh cũng xem mình là một người trong đội, nàng đã quên mất món đặt cược. Này, huynh đệ, cậu không đổi một cách tấn công khác sao? Một người bất mãn nói. Tuy nói mỗi lần ném đều ăn điểm nhưng cũng không phải lúc nào cũng ném xa chứ. Vợ tôi nói, nếu tôi chơi bóng rổ thì những cầu thủ khác sẽ thất nghiệp, vì tôi sẽ biến bóng rổ thành một môn thể thao rất nhàm chán. Hạ Thiên cười hì hì. Tôi chỉ cần đứng dưới rổ bên mình. Có thể dùng phương pháp nhàm chán này đánh bại các đối thủ. Thư Tịnh cực kỳ tán thành phương pháp này, những người khác cũng hiểu rất rõ. Nếu tiểu tử kia chơi bóng như vậy thì bóng rổ chẳng còn gì là hấp dẫn,
nếu không có người xem thì cầu thủ chẳng thất nghiệp sao? 30 chưa phải là Tết. Trần Chí Cương tức giận nói. Muốn khoác lác thì đợi lúc thắng rồi nói. Vậy các anh cứ tấn công đi, tôi đợi. Hạ Thiên chẳng thèm quan tâm. Trần Chí Cương lại tiếp tục lên bóng tấn công, vẫn giống như vào chỗ không người, không có ai phòng thủ thì đúng là không người. Khi hắn đến dưới rổ thì cũng không trực tiếp ném vào, hắn muốn thả rổ. Đáng tiếc là Trần Chí Cương vừa nhảy lên thì bóng đã bị người ta lấy xuống, bóng lại nằm trong tay Hạ Thiên. Hạ Thiên cầm bóng nở nụ cười sáng lạn nói. Lúc này tôi đổi một phương pháp khác, nếu không các anh lại bảo ép người. Hạ Thiên nhảy dựng lên phóng về phía rổ của đối thủ, tất cả đều trợn tròn mắt, người này xem mình là siêu nhân sao? Siêu nhân cũng nào có trâu như vậy, từ nơi hắn đứng đến vòng rổ là 20 mét, có thể bay qua được sao? Bóng đập vào rổ rất mạnh, bốn phía chợt yên tĩnh, cú bay người này của Hạ Thiên quá lợi hại. Bốp, bốp, bốp. Sau phút giây yên tĩnh thì vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, còn có những âm thanh hô hào hưng phấn. Quá trâu. Đây mới gọi là bay người. Này, đẹp thật. 3 giờ bầu không khí hiện trường rất nhiệt liệt, tất cả mọi người đều bị Hạ Thiên làm cho rung động, lúc này Trần Chí Cương cũng bị bỏ quên, ai cũng chạy về phía Hạ Thiên. Huynh đệ, đây có phải là khinh công không? Đại ca, chiêu này của anh có thể chạy cho em được không? Này, huynh đệ, gia nhập đội bóng chúng tôi nhé. Hạ Thiên không để ý đến những người này, hắn chỉ cười hì hì nhìn Thư Tịnh. Bây giờ chị là vợ dự khuyết của tôi. Thư Tịnh chợt đỏ mặt, người này thật sự muốn lấy mình làm vợ sao? Nhưng Thư Tịnh cũng không nhịn được phải hỏi một câu. Vợ dự khuyết là sao? Chị thua cuộc, đáng lý ra phải làm vợ tôi, nhưng tôi phải khảo nghiệm chị một khoảng thời gian, vì vậy bây giờ chỉ có thể là vợ dự khuyết. Hạ Thiên thuận miệng nói. Một đám người nhìn Hạ Thiên, ánh mắt sùng bái. Những năm gần đây chỉ có người đẹp khảo nghiệm đàn ông. Bây giờ vị đại ca kia lại làm ngược lại, hắn lại khảo nghiệm một người đẹp như Thư Tịnh. Thư Tịnh cũng cảm thấy rất khó hiểu, gần đây nàng rất tự tin nhưng bây giờ phải hoài nghi sức quyến rũ của mình. Này, vậy cậu khảo nghiệm chị đây thế nào? Thư Tịnh có chút không cam lòng. À, đơn giản thôi. Hạ Thiên cười hì hì. Sau này tôi sẽ đến xem, nếu chị đẹp lên một chút, như vậy sẽ trở thành vợ chính thức. Cậu, tôi cũng không muốn. Thư Tịnh tức tối. Người ta còn ngại nàng chưa đủ đẹp. Thư Tịnh nói xong những lời này thì tách đám người mà chạy đi, tức giận phì phò. Chương 70, mua nhẫn. Hạ Thiên cũng không đuổi theo Thư Tịnh, hắn kéo tay Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, chúng ta đi thôi. Còn Trần Chí Cương, hắn ngây ngốc đứng trên sân như tượng gỗ, giống như khó thể tiếp nhận sự thật này, mà Hạ Thiên cũng chẳng quan tâm đến hắn. Tôn Hinh Hinh liếc về phía Trần Chí Cương bằng ánh mắt có chút đồng tình. Thật sự cũng không tốt lắm, biểu hiện của đối phương hôm nay làm nàng thất vọng. Có thể nói Trần Chí Cương bây giờ và Trần Chí Cương năm xưa trong ấn tượng của Tôn Hinh Hinh đã khó thể nào chống đỡ cho nhau được. Hạ Thiên, có thể cho tôi số điện thoại được không? Khương Phong đuổi theo nói. Không có gì. Hạ Thiên đồng ý rất sảng khoái. Hạ Thiên nhìn thời gian, vẫn chưa đến 11 giờ, hắn đề nghị. Chị Hinh, chị có muốn mua điện thoại không? Bây giờ chúng ta đi mua nhé. Được. Tôn Hinh Hinh cũng đồng ý. Vì trường đại học khá gần bên khu mua sắm, vì vậy hai người Hạ Thiên bắt đầu đi đến cửa hàng điện thoại ngày hôm qua. Tôn Hinh Hinh cũng không phải người có nhiều tiền, trước đó có ít tiền dành dụm được thì đã bị trương đại trụ cướp đi hơn phân nữa. Hơn nữa nàng cũng là người tiết kiệm, vì vậy cuối cùng mua một chiếc điện thoại Samsung. Hôm nay không có Trần Chí Cương quấy rầy nên mua điện thoại rất thuận lợi, chỉ mất chưa tới nửa giờ đã có được một chiếc điện thoại. Ngày hôm qua bị cắt đứt cơ hội dạo phố, Tôn Hinh Hinh không muốn về, vì vậy nàng mua xong điện thoại thì trực tiếp kéo Hạ Thiên đi dạo. Mà điều làm cho Hạ Thiên tiếc nuối chính là hôm nay Tôn Hinh Hinh cũng không thử quần áo, mục tiêu của nàng hôm nay là giày và túi sách, nhưng hứng thú của nàng vẫn nằm trên quá trình đi dạo, từ đầu đến cuối không mua món hàng nào. Chúng ta đi ăn chút gì đó nhé, ăn xong sẽ tiếp tục đi dạo. Khi hơn 12 giờ thì Tôn Hinh Hinh cảm thấy bụng biểu tình phản đối. Hai người đi đến khu ăn uống nhưng không phải là quán thịt nướng Brazil như hôm trước, hai người lên lầu 2 gọi hai phần thức ăn nhanh. Tôn Hinh Hinh rất sốt ruột dạo phố, vì vậy cũng không có tâm tình ăn cơm chậm rãi, nàng muốn nhanh chóng bổ sung thể lực để tiếp tục dạo phố. Đúng lúc này thì Hạ Thiên nhận được điện thoại, người gọi đến là Hoàng Hải Đào. Hạ thần y, tôi là Hoàng Hải Đào.
Hoàng Hải Đào rất cung kính. Tôi đã đưa tiền đến cho anh, nhưng anh không có mặt ở cửa hàng hoa, vậy tôi giao tiền cho ai đây? Sau khi xác nhận trong đầu con trai không còn máu bầm thì Hoàng Hải Đào lập tức chuẩn bị tiền cho Hạ Thiên, tuy 1 triệu cũng không phải số tiền nhỏ với Hoàng Hải Đào nhưng cuối cùng cũng có được. Hôm nay Hoàng Hải Đào nhìn thấy con trai công tác cực kỳ bình thường thì cực kỳ vui sướng, trước đó lão có chút thành kiến với Hạ Thiên nhưng bây giờ đã không còn. Thực tế trong vài tháng qua, vì chữa bệnh cho con mà lão tốn rất nhiều tiền, nhưng không có hiệu quả, bây giờ chỉ bỏ ra 1 triệu mà có thể làm con trai hoàn toàn khôi phục, tất nhiên lão cảm thấy rất đáng giá. Hoàng Hải Đào cũng không có ý nghĩ quyệt nợ, cũng không dám quyệt nợ, vì vậy ngay từ sáng sớm đã chuẩn bị sẵn tiền mặt, giữa trưa đưa đến cửa hàng Hoa Hinh Hinh. Nhưng lúc này trong cửa hàng chỉ có một mình Phương Hiểu Như, Hoàng Hải Đào tất nhiên không dám đưa một số tiền lớn như vậy cho một cô gái, vì vậy lão mới điện thoại cho Hạ Thiên. Tôi đang đi dạo ở khu mua sắm, nếu không có gì thì ông cứ đưa đến đây. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tốt, tôi sẽ qua ngay. Hoàng Hải Đào cũng không chối từ, lão cúp điện thoại rồi lái xe về phía khu vực mua sắm. Hạ Thiên cúp điện thoại, hắn có chút hưng phấn, cuối cùng cũng có chút tiền. Chị Hinh, hôm nay tôi mời chị dùng cơm. Hạ Thiên chủ động chạy đi thanh toán tiền cơm. Sau này Tôn Hinh Hinh vẫn còn nhớ rất kỹ, Hạ Thiên mời nàng một bữa cơm, là thức ăn nhanh 1/10 đồng. Sau khi cơm nước xong thì Tôn Hinh Hinh vẫn kéo Hạ Thiên đi dạo phố, nàng muốn kéo vì hắn là máy điều hòa, tuy những ngày nay không quá nóng nhưng bây giờ là lúc giữa trưa, ánh mặt trời chiếu gay gắt cũng làm nàng khó chịu. Mà Hạ Thiên rõ ràng là máy điều hòa trời sinh có thể mang theo bên người. Tôn Hinh Hinh lúc nào cũng không bị ảnh hưởng bởi thời tiết oi bức. Hai người đi qua một cửa hàng vàng bạc, Tôn Hinh Hinh có chút do dự, cuối cùng cũng không tiến vào. Chị Hinh, sao không vào? Hạ Thiên có chút kỳ quái, không phải nghe nói phụ nữ luôn thích vàng bạc kim cương à? Những thứ bên trong rất mắc, cũng không mua được, thôi thì đừng vào hay hơn. Tôn Hinh Hinh khẽ giải thích. Hạ Thiên nghe thấy Tôn Hinh Hinh nói như vậy thì kéo ngay vào. Không sao. Chị Hinh muốn cái gì thì tôi sẽ mua ngay. Cậu nào có tiền? Tôn Hinh Hinh liếc mắt nhìn Hạ Thiên, người khác còn không biết, nàng không biết sao. Bây giờ toàn thân Hạ Thiên cũng chỉ có vài chục đồng. Tôn Hinh Hinh cũng không biết Hạ Thiên sắp có 1 triệu đồng. Tôi có tiền. Hạ Thiên kéo Tôn Hinh Hinh đến khu vực bán kim cương. Chị Hinh, tôi mua tặng chị 1 chiếc nhẫn nhé. Cô bán hàng xinh đẹp ở cửa hàng vàng bạc lập tức nhiệt tình chào hỏi Hạ Thiên. Tiên sinh, anh muốn mua nhẫn cho bạn gái sao? Đúng vậy. Hạ Thiên gật đầu, sau đó hắn chỉ ta vào 1 chiếc nhẫn bắt mắt nói. Lấy cái kia ra xem một chút. Tiên sinh đúng là tinh mắt, đây là nhẫn kim cương tốt nhất trong cửa hàng của chúng tôi, khối kim cương này là 1 carat, hơn nữa phẩm chất cũng thuộc loại tốt. Người bán hàng nhanh chóng giới thiệu, cuối cùng nàng còn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tôn Hinh Hinh. Tiểu thư, chị có muốn đeo thử không? Chị rất đẹp. Cũng chỉ có chiếc nhẫn này mới xứng với chị. Tôn Hinh Hinh không nói gì, có mấy người phụ nữ không thích kim cương. Tôn Hinh Hinh cũng không phải ngoại lệ. Khi nàng nhìn thấy chiếc nhẫn thì cũng rất thích, nhưng nàng cũng hiểu loại nhẫn này chắc mình không mua nổi. Lấy ra xem thử. Hạ Thiên lại mở miệng. Vâng, tiên sinh. Người bán hàng cảm thấy rất vui, tuy với ánh mắt của nàng thì biết Hạ Thiên không đáng tiền, nhưng những năm gần đây kẻ có tiền thường an phận. Nàng cũng không dám vì vậy mà khinh thường đối phương. Nàng cảm thấy đàn ông có bạn gái xinh đẹp thường hơn phân nửa là loại có tiền. Khi người bán hàng định lấy chiếc nhẫn kim cương 1 carat ra đưa ra thì một âm thanh đã vang lên. Tôi muốn mua chiếc nhẫn này. Hạ Thiên lập tức bực bội, kẻ nào muốn gây khó dễ. Hạ Thiên quay đầu lại nhìn và càng chán nản, sao lại là người phụ nữ, bẩn kia. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Mới có mấy giờ, xa cách, mà Hạ Thiên đã gặp người phụ nữ dư diễm dùng, sân bóng của mình chiều một đội bóng rổ. Cô có biết cái gì là thứ tự trước sau không? Đây là chiếc nhẫn tôi nhìn chúng. Hạ Thiên trừng mắt nhìn dư diễm. Cậu có tiền để mua sao? Dư diễm cười lạnh một tiếng. Không có tiền thì nhẫn không phải là của cậu, ai mua mà chẳng được. Hạ Thiên, thôi bỏ đi, chúng ta cũng không mua nổi. Tôn Hinh Hinh kéo tay Hạ Thiên, nàng khẽ nói. Tuy giọng nói của Tôn Hinh Hinh khá nhỏ nhưng Dư Diễm vẫn nghe được, nàng lập tức trở nên đắc ý, vẻ mặt trào phúng. Thì ra không mua nổi, nhìn các người ăn mặc rách nát mà mua được chiếc nhẫn giá hơn 100.000 sao. Không có tiền thì đừng dở thói của người giàu. Ai nói không mua được? Hạ Thiên nhìn người bán hàng.
Chiếc nhẫn này giá bao nhiêu? 60.800 đồng. Người bán hàng trả lời, nàng chỉ là người bán nhẫn, cũng không muốn bị cuốn vào trong tranh chấp. Dù lúc này nàng cũng hoài nghi Hạ Thiên không có tiền nhưng cũng không nói lời ác độc, nàng là một người làm công, nào có tư cách xem thường người khác. Chỉ 60.800 đồng thôi sao? Hạ Thiên bĩu môi. Trước tiên cứ lấy ra cho tôi xem, nếu phù hợp thì tôi sẽ mua. Vâng, tiên sinh. Người bán hàng chuẩn bị lấy nhẫn đưa cho Hạ Thiên, nàng còn giải thích thêm. Nếu không phù hợp thì anh có thể yêu cầu sửa lại. Đợi chút. Một cánh tay duỗi tới cản người bán hàng, đúng là dư diễm, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hạ Thiên. Nếu anh có thể trả được tiền ngay lúc này thì tôi sẽ không tranh giành, nếu không thì cái nhẫn này sẽ là của tôi. Dư diễm lấy ra một tấm thẻ tín dụng nói với nhân viên bán hàng. Bây giờ tôi có thể trả tiền. Cô có muốn ăn đòn không? Hạ Thiên nhìn dư diễm, trong lòng cảm thấy không thoải mái, hắn muốn mua một chiếc nhẫn cho chị Hinh mà người phụ nữ này cũng muốn đến quấy rối sao? Thế nào, không có tiền thì muốn đánh người à? Dư diễm cười chế nhạo. Có phải anh muốn ăn cướp không? Dư diễm cũng không đợi Hạ Thiên trả lời mà hét toáng lên. Có ai không, có người muốn cướp? Bốp! Hạ Thiên lập tức cho dư diễm một bạt tai. Sau đó hắn vươn tay cầm lấy chiếc nhẫn đưa cho Tôn Hinh Hinh nói. Chị Hinh, chị xem có hợp không? Tên khốn, dám đánh tôi sao? Dư diễm vuốt gò má nóng bỏng mà khó thể tin, nàng tức tối đến mức thiếu chút nữa đã nổi điên, nàng lấy điện thoại ra gọi điện, nàng gầm lên. Tên khốn anh chạy đi đâu rồi, bà đây bị người ta ức hiếp, ở tiệm vàng bạc Chu Tiểu Sinh, đến ngay. Lúc này cũng có hai tên bảo vệ chạy đến. Ai cướp? Là hắn. Dư diễm chỉ vào Hạ Thiên. Các anh xem, là hắn ta cướp nhẫn. Hai tên bảo vệ nhìn Hạ Thiên mà có chút nghi hoặc, có kẻ cướp nào như vậy sao? Không mang theo đao búa, cũng có thấy hắn uy hiếp ai đâu. Vị tiên sinh, xin hỏi. Một tên bảo vệ mở miệng nói. Tôi đến mua nhẫn, nếu tôi muốn cướp thì còn đứng đây sao? Hạ Thiên tức giận nói một câu, sau đó hắn mặc kệ đám người, hắn cầm tay Tôn Hinh Hinh nói. Chị Hinh. Thử xem thế nào. Tôn Hinh Hinh nhận lấy nhẫn, nàng có chút bất an. Hạ Thiên, cậu thật sự không nghĩ rằng. Tôn Hinh Hinh nhìn sang đám người bên cạnh mà không nói, nàng thật sự lo lắng Hạ Thiên sẽ cướp. Chị Hinh, tôi có tiền, sẽ có người đưa đến ngay. Hạ Thiên nói thì điện thoại vang lên, đúng là Hoàng Hải Đào, lúc này lão đã đến khu mua sắm. Tôi ở tiệm vàng bạc Chu Tiểu Sinh, đến nhanh. Hạ Thiên nói một câu rồi cúp điện thoại. Hắn nhìn Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, tiền đã được đưa đến, thế nào? Chị thích cái nhẫn này chứ? Tôn Hinh Hinh thấy Hạ Thiên khẳng định như vậy cũng không nói gì hơn, nàng ấn nhẫn vào ngón trỏ, rất vừa và hợp, nàng khẽ gật đầu. Thích, bảo bối, ai dám ước hiếp em? Lúc này một âm thanh vang lên, một người từ cửa tiến vào và đi về phía dư diễm. Chương 71, oan gia ngõ hẹp. Chính là bọn họ. Dư diễm chỉ vào Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh, tuy Tôn Hinh Hinh căn bản chưa nói gì nhưng dư diễm cũng ép nàng vào nhóm, bất kính. Người này nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó hắn nhìn về phía Tôn Hinh Hinh mà ánh mắt chợt sáng rực lên, đúng là người đẹp. Vẻ mặt Tôn Hinh Hinh cũng biến đổi, tại sao lại là tên này? Hạ Thiên cũng nhận ra tên mập này, đây là tên mập khốn kiếp có ý với Tôn Hinh Hinh ở quán karaoke Thịnh Thế. Hắn biết tên mập này tên là Vương Kiếm. Là đội phó đại đội trật tự xã hội ở quận Đông. Đúng là oan gia ngõ hẹp, bây giờ gặp phải hai oan gia một lúc, mà hai oan gia này lại đến cùng nhau, đúng là quá trùng hợp. Nhưng Hạ Thiên cũng bội phục dư diễm, chồng của người phụ nữ này còn nhiều hơn cả vợ mình. Bảo bối, có chuyện gì? Bọn họ đắc tội với em thế nào? Vương Kiếm không nhận ra Tôn Hinh Hinh, đêm đó hắn say khướt, hơn nữa đèn trong quán karaoke cũng khá mờ. Vì vậy hắn cũng không có ấn tượng quá sâu về Tôn Hinh Hinh. Tiểu tử này muốn cướp, anh là cảnh sát, anh bắt hắn lại đi. Dư diễm ra chiêu rất độc, nàng muốn trực tiếp cho Hạ Thiên ăn cơm tù. Cướp sao? Vương Kiếm ngẩn người. Tiểu tử, cậu thật sự là cướp à? Đầu óc anh có vấn đề sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Vương Kiếm. Cậu dám mắng tôi sao? Khoảnh khắc này Vương Kiếm cũng không kịp phản ứng. Từ khi lên làm đội phó đội trị an xã hội thì hắn rất ít khi bị người khác mắng. Có người ngốc như vậy sao? Tôi mắng mà anh cũng không hiểu à? Hạ Thiên cảm thấy Vương Kiếm quá ngu, đúng là ngu có bằng cấp. Tiểu tử,
có phải mày muốn chết không? Vương Kiếm cuối cùng cũng nổi giận. Con bà nói, dám cướp của mà còn kiêu ngạo vậy sao? Nếu tôi mà là cướp thì sợ rằng đã chết từ lâu. Hạ Thiên càng thêm khinh bỉ Vương Kiếm, nếu hắn thật sự là cướp thì đối phương đã rút súng ra rồi. Có chuyện gì xảy ra? Một âm thanh dịu dàng đáng yêu từ bên trong vang lên, một người thiếu phụ mặc sườn xám đi ra. Khi nhìn thấy người phụ nữ này thì Vương Kiếm thiếu chút nữa đã chảy nước miếng, đúng là cực phẩm, thật sự là cực phẩm. Một bộ sườn xám bó quanh người tôn vinh những đường cong lung linh trên người phụ nữ, eo nhỏ chân dài, ngực cao mông nở, hết sức mê người. Mỗi cái nhăn mày một nụ cười của nàng đều cực kỳ phong tình, hơn nữa còn có sức quyến rũ kinh người của phụ nữ trưởng thành, tất cả được biểu hiện vô cùng tinh tế. Nếu so sánh Dư Diễm với người phụ nữ này thì lập tức trở thành vịt con xấu xí, dù là Tôn Hinh Hinh cũng kém nàng về vẻ quyến rũ và phong tình. Quản lý Chu, người bán hàng tranh thủ thời gian dùng giọng nhẹ nhàng giải thích. Vị tiên sinh này muốn mua nhẫn, sau đó vị tiểu thư kia cũng muốn mua, vì vậy hai bên có chút tranh chấp. Tôi muốn mua còn cậu ta chỉ muốn cướp. Dư Diễm dùng ánh mắt oán độc nhìn Hạ Thiên. Bây giờ cậu ta không có xu nào, căn bản không có ý trả tiền. Vị tiên sinh nà quả thật không đưa tiền sao? Quản lý Chu hỏi. Đúng vậy, nhưng anh ấy chỉ mới bắt đầu thử. Người bán hàng giải thích, dù sao dựa theo lẽ thường thì mua nhẫn đều phải thử, cũng không cần trả tiền nhanh như vậy. Một chiếc nhẫn vài chục, có khi vài trăm ngàn, nào có người cầm tiền mua luôn mà không thử. Bây giờ cô ta đã thử, nếu có thích hợp hay không thì đã biết, bây giờ phải có kết quả muốn mua hay không rồi chứ. Dư Diễm nói với bộ dạng muốn gây sự. Tôi mua. Hạ Thiên đón lời. Nhưng phải đợi vài phút, sẽ lập tức có người đưa tiền đến. Có người đưa tiền đến sao? Dư Diễm cười rộ lên. Không phải cậu gọi anh em đến cướp đấy chứ? Tiểu tử, nếu không có tiền thì để lại cho người khác. Vương Kiếm cũng mở miệng nói. Vị quản lý Chu kia lập tức nhíu mày, nhưng nàng không lên tiếng, vì nàng phát hiện ra lúc này bảo trì trạng thái bàng quan là thích hợp nhất. Tôi không để lại. Hạ Thiên liếc mắt, trong lòng có chút căm tức, Hoàng Hải Đào sao chậm đưa tiền đến như vậy? Cậu có tin tôi chỉ cần gọi điện thì lập tức có người đến bắt đi không? Vương Kiếm lấy điện thoại ra, bộ dạng cực kỳ vênh váo. Tôi không tin. Ngoài cửa truyền đến một âm thanh bực bội. Thằng nào? Vương Kiếm đang định mắng người, khi hắn quay đầu lại nhìn thì lại càng hoảng sợ. Hoàng, cục trưởng Hoàng sao? Người đi vào đúng là Hoàng Hải Đào, trên tay lão còn xách theo một chiếc túi rất lớn. Cục trưởng Hoàng, anh, sao anh lại đến đây? Vương Kiếm vội vàng nói, vẻ mặt tràn đầy nụ cười nịnh nọt. Đây chính là lãnh đạo cảnh sát Giang Hải, Vương Kiếm sao không bỡ đỡ cho được? Hừ, Hoàng Hải Đào không quan tâm đến Vương Kiếm, lão hừ lạnh một tiếng. Sau đó vội vàng đi về phía Hạ Thiên với vẻ mặt khách khí. Hạ thần y, tiền đã được đưa đến. Vương Kiếm lập tức choáng váng, sao cục trưởng Hoàng lại khách khí với tiểu tử kia như vậy? Sao bây giờ ông mới đến? Hạ Thiên có chút không vui. Đường hơi đông người, có chút trễ nãi thời gian. Hoàng Hải Đào cười giải thích, lão cũng thấy tâm tình của Hạ Thiên không được tốt cho lắm. Thôi được, lấy tiền ra là được. Hạ Thiên cũng không tiếp tục truy cứu. Hạ thần y, tiền đều ở đây, cậu xem đi, mỗi cọc 100 ngàn, có tổng cộng 10 cọc. Hoàng Hải Đào đưa túi cho Hạ Thiên. Hạ Thiên thuận tay tiếp nhận, hắn kéo khóa, bên trong quả nhiên đều là tiền mặt, hắn tiện tay lấy ra một cọc tiền đưa cho người bán hàng. Này, chị tính đi, thừa thì trả lại. Vâng, tiên sinh. Người bán hàng vội vàng cầm lấy cọc tiền, ngay sau đó bắt đầu đếm tiền để thanh toán. Đám người nơi đây nhìn túi tiền với từng cọc lớn mà hoa mắt. Dư Diễm cũng không tin, thật sự có người đưa tiền tới cho tiểu tử kia, hơn nữa lại đưa tới cả triệu sao. Lúc này Vương Kiếm cũng đổ mồ hôi lạnh khắp toàn thân, xong rồi, lần này coi như xong. Tiểu tử kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, có người đưa tiền đến cũng không phải quá lạ, nhưng đường đường là cục trưởng cục công an lại phải đưa tiền đến cho đối phương, như vậy hắn có thân phận gì? Vương Kiếm, cậu được đấy, tùy tiện cũng có thể điều cảnh sát hình sự đến bắt cướp sao? Hoàng Hải Đào nói một câu, điều này làm cho Vương Kiếm cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Cục trưởng Hoàng, anh hiểu lầm rồi. Vương Kiếm muốn giải thích. Nhưng Hoàng Hải Đào không cho hắn cơ hội giải thích, lão trực tiếp cắt ngang lời. Nếu cậu đã muốn làm cảnh sát hình sự, như vậy ngày mai đến đội cảnh sát hình sự mà báo danh.
Vương Kiếm thiếu chút nữa thì ngã ngay xuống đất, hắn biết rõ chức vụ đội phó đội trị an xã hội phần lớn không có việc gì làm, nếu đến đội cảnh sát hình sự thì sợ rằng phải làm lại từ đầu. Hạ thần y, tôi còn có việc, sẽ không quấy rầy cậu và Tôn tiểu thư dạo phố. Hoàng Hải Đào cũng không dừng lại, lão đưa cho Hạ Thiên một triệu trước mặt mọi người, việc này đối với lão cũng có chút phiền toái, vì vậy quyết định rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. À, ông đi đi. Hạ Thiên cũng không quay đầu, hắn cứ như vậy mà phất tay. Tiên sinh, đây là tiền thừa, còn lại 32.200, mời anh xem lại, đây là giấy chứng nhận, anh cất kỹ nhé. Người bán hàng đi đến nói. Hạ Thiên thu lại tiền, hắn nhét vào trong túi, sau đó cười hì hì với Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, chị còn muốn mua thứ gì nữa không? Bây giờ chúng ta đi mua luôn. Không mua, chúng ta về thôi. Tôn Hinh Hinh khẽ nói, nàng thấy túi tiền quá lớn, nàng cũng không dám cùng Hạ Thiên mang theo túi tiền lớn như vậy để đi dạo phố. Được, Hạ Thiên cũng không có vấn đề gì. Tiểu thư, làm phiền chị cho tôi một chiếc hộp để cất nhẫn. Tôn Hinh Hinh nói rồi muốn gỡ nhẫn ra. Gỡ ra làm gì, chị Hinh cứ đeo như vậy là được. Hạ Thiên có chút không vui. Đeo rất đẹp. Hạ Thiên cũng không quan tâm Tôn Hinh Hinh có đồng ý hay không mà trực tiếp kéo đi. Lúc này Tôn Hinh Hinh cũng có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ biết đeo nhẫn trên tay. Hơn nữa trong lòng nàng cũng hy vọng cứ đeo nhẫn như vậy. Này anh bạn! Vương Kiếm vội vàng đuổi theo, vẻ mặt rất tươi cười. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Vương Kiếm. Ai là anh bạn của anh? À, đại ca, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, anh. Anh đừng để trong lòng. Vương Kiếm nói với vẻ mặt nịnh nọt. Đứng cách xa tôi ra một chút, nếu không tôi sẽ đánh anh. Hạ Thiên kéo Tôn Hinh Hinh ra khỏi cửa hàng vàng bạc, mà Vương Kiếm nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì cũng không dám tiếp tục đuổi theo. Anh sợ nó làm gì? Không phải là... Dư Diễm thấy bộ dạng của Vương Kiếm thì rất bất mãn. Bốp! Vương Kiếm cho Dư Diễm một tát trời giáng. Con điếm, mẹ kiếp, hại chết tao rồi. Dư Diễm bị Vương Kiếm cho một tát thì chợt sững sờ, sau đó lập tức giận dữ. Thằng khốn nạn, dám đánh bà à, bà liều chết với mày. Dư Diễm nhào đến cấu xé Vương Kiếm, vì vậy mà tạo nên một tình cảnh khôi hài trên đường. Hạ Thiên, người đó không phải là cục trưởng Hoàng cục công an sao? Sao ông ấy lại đưa đến cho cậu nhiều tiền như vậy? Sau khi rời khỏi cửa hàng vàng bạc thì Tôn Hinh Hinh cũng không nhịn được phải hỏi. Tôi chữa bệnh tâm thần cho con trai ông ấy trả tôi 1 triệu. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tôn Hinh Hinh nghe Hạ Thiên nói như vậy thì cũng yên lòng, nàng chỉ sợ số tiền kia có lai lịch bất chính. Nhưng một lát sau Tôn Hinh Hinh lại lo lắng, mang theo nhiều tiền như vậy cũng không an toàn. Hạ Thiên, trước tiên chúng ta đi gửi tiền. Tôn Hinh Hinh đề nghị. Gửi tiền ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Gửi trong ngân hàng. Tôn Hinh Hinh có chút bất đắc dĩ. Phía trước có một ngân hàng công thương. Nhưng tôi không có tài khoản ngân hàng. Hạ Thiên lắc đầu. Cậu có thể làm một cái thẻ mới. Tôn Hinh Hinh lại đau đầu. Chị Hinh, tôi không có chứng minh, không thể làm thẻ được. Hạ Thiên giải thích. Đợi thêm vài ngày nữa tôi đi tìm cảnh sát tỷ tỷ làm một cái chứng minh đã. Sao cậu không nhờ cục trưởng Hoàng làm giúp? Tôn Hinh Hinh cảm thấy khó hiểu. Như vậy không phải dễ hơn sao? Thật ra tôi không thích lão già Hoàng Hải Đào kia, tôi thích cảnh sát tỷ tỷ, vì vậy quyết định để chị ấy làm thì tốt hơn. Lý do của Hạ Thiên tương đối đầy đủ. Tôn Hinh Hinh cũng hiểu, tiểu sắc lang này rõ ràng chỉ muốn tìm cớ tiếp cận người đẹp băng giá. Tôn Hinh Hinh dùng tay sờ lên chiếc nhẫn kim cương hơn 60.000 mà thở dài, bây giờ nàng cảm thấy Hạ Thiên càng ngày càng tốt, nhưng người này sao cứ lăng nhăng như vậy? Chưa tính đến vấn đề lăng nhăng, hơn nữa còn rất quang minh chính đại. Đàn ông khác chân đạp vài thuyền đều lén lút, nhưng người này đứng trước mặt nàng cũng dám thu nhận những người đẹp khác làm vợ. Đúng rồi, chị Hinh, chị có thẻ ngân hàng phải không? Hạ Thiên đột nhiên hỏi một câu bên tai Tôn Hinh Hinh. Chương 72, sinh biến. Đúng vậy. Tôn Hinh Hinh thuận miệng lên tiếng, nàng tất nhiên là có thẻ ngân hàng, những năm gần đây chỉ cần là người trưởng thành thì đều phải có vài cái thẻ ngân hàng. Chúng ta vào gửi tiền thôi. Hạ Thiên cũng không sợ có người cướp tiền nhưng cứ xách theo một chiếc túi lớn thế này thì cũng không thuận tiện. Tôn Hinh Hinh còn chưa kịp phản ứng. Cậu không có thẻ, không có chứng minh sao có thể gửi tiền. Chị Hinh, không phải chị có thẻ sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Gửi cho chị là được rồi.
Tôn Hình Hình có chút ngẩn ngơ, sau đó nàng hô lên nghẹn ngào. Hạ Thiên, cậu muốn nói, muốn gửi tiền trong tài khoản của tôi sao? Đúng vậy. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Tôn Hình Hình, bình thường chị Hình rất thông minh, sao hôm nay lại ngốc như vậy? Chẳng lẽ ngực hôm nay lớn ra gấp bội sao? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào bộ vị cao ngất trước ngực của Tôn Hình Hình, sau đó hắn đưa ra một kết luận là vẫn giống như trước. Lúc này Tôn Hình Hình lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cũng không phải nàng bị Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào ngực, mà nàng không ngờ hắn có thể đưa một số tiền lớn như thế gửi trong tài khoản của mình. Hạ Thiên, cậu thật sự muốn gửi tiền vào tài khoản của tôi sao? Tôn Hình Hình không nhịn được phải hỏi một câu, nàng sinh ra một cảm giác khó thể tin. Tất nhiên là thật. Hạ Thiên có chút mơ hồ, hôm nay đầu óc chị Hình làm sao vậy? Cậu không sợ tôi ôm tiền chạy đi mất à? Tôn Hình Hình chợt thốt lên. Không sợ. Hạ Thiên cười hì hì. Chị đi đến đâu thì tôi cũng tìm được. Tôn Hình Hình chợt ngẩn ngơ, nàng vốn tưởng rằng Hạ Thiên sẽ nói những lời dụ dỗ ngon ngọt ví dụ như tiền của tôi cũng là của chị, v.v. Nào biết Hạ Thiên sẽ trả lời như vậy. Điều này làm nàng cảm thấy tức tối vì hắn không biết cách tán tỉnh, trong lòng cũng có chút cảm giác thất lạc, cũng vì thế mà nàng cũng không quá kích động. Chúng ta vào gửi tiền. Tôn Hình Hình bình tĩnh trở lại, nàng kéo Hạ Thiên vào ngân hàng. Gửi tiền rất nhanh, nhưng Hạ Thiên cũng chỉ gửi vào 900.000, còn hơi 30.000 hắn giữ lại để tiêu vặt. Hạ Thiên từ đầu đến cuối đều tỏ ra rất tùy ý, điều này cũng làm Tôn Hình Hình biết được đối phương không quan tâm đến vấn đề này. Nàng lại nghĩ có chút quá, dù sao bình thường nếu có một người đàn ông gửi cho nàng 100.000 vào tài khoản thì chẳng phải là chuyện nhỏ, nhưng Hạ Thiên là ngoại lệ, hắn hoàn toàn không quan tâm. Sau khi gửi tiền vào ngân hàng thì hai người tiếp tục đi đến cửa hàng viễn thông để lấy lại số điện thoại của Tôn Hình Hình, cuối cùng cả hai mới quay về cửa hàng hoa, mà lúc này cũng đã là 2 giờ chiều. Chị Hình, bây giờ mới về sao? Phương Hiểu Như đang nằm úp mặt trên bàn, nàng thấy Tôn Hình Hình thì không khỏi ngáp một cái. Đúng là nhàm chán, hôm nay chẳng buôn bán được gì, tên mập chết tiệt cũng không đến, buồn chết người. Thế nào, em nhớ tên mập rồi sao? Tôn Hình Hình cố ý giễu cợt Phương Hiểu Như. Chỉ có quỷ mới nghĩ đến hắn. Phương Hiểu Như đỏ mặt. Chị Hình, chị cũng không tốt, chị có gian tình với người nào đó, bây giờ còn chạy đến phỉ báng em. Có người nói chuyện như em sao? Tôn Hình Hình đỏ mặt, cái gì mà gian tình? Đối phương giống như nói nàng và Hạ Thiên đang yêu đương vụng trộm vậy. Ôi! Phương Hiểu Như chợt kêu lên một tiếng rất sợ hãi, nàng chụp lấy tay của Tôn Hình Hình. Chị Hình, mua nhẫn từ khi nào vậy? Trời, cho em xem với, đây là kim cương sao? Lớn thế, cái này bao nhiêu tiền vậy? Rất rẻ, chỉ 60.800. Hạ Thiên nói một câu. 60.800 đồng. Phương Hiểu Như chợt lắp bắp. Chị Hình, chị, không phải chị trúng xổ số đấy chứ? Em thấy có khi nào chị mua xổ số không? Tôn Hình Hình trợn mắt nhìn Phương Hiểu Như, sau đó nàng dùng ánh mắt xấu hổ nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên mua cho chị. Cái gì? Lúc này Phương Hiểu Như lại càng khiếp sợ, người này có thể mua được chiếc nhẫn mắt như vậy sao? Phương Hiểu Như chợt ngẩn người rồi nói một câu. Hạ Thiên, không phải anh đi cướp ngân hàng đấy chứ? Đừng nói bậy, Hạ Thiên chữa bệnh cho người ta để kiếm tiền. Tôn Hình Hình vội vàng giải thích. Gian ác, đúng là gian ác, chữa bệnh cho người ta có thể mua được chiếc nhẫn trị giá 60.000, người ta hay nói bác sĩ lòng dạ hiểm độc. Em thấy còn chưa độc bằng Hạ Thiên. Phương Hiểu Như nắm tay Tôn Hình Hình nhìn mãi không chán, nàng ra vẻ yêu thích không muốn buông tay. Nếu ai mua cho em một chiếc nhẫn thế này thì em sẽ gả cho hắn. Vài ngày nữa chị sẽ nói với tên mập, để hắn mua cho em một chiếc nhẫn. Tôn Hình Hình khẽ cười. Hừ, nếu tên mập có thể mua được nhẫn giá 60.000 thì bạn gái sẽ không bị thằng khác hốt mất. Phương Hiểu Như nhìn Tôn Hình Hình, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Chị Hình, em thấy sau này chị không cần mở cửa hàng hoa, chỉ cần để bác sĩ lòng dạ hiểm độc Hạ Thiên này nuôi không là được. Nói bây gì đấy? Tôn Hình Hình rút tay về, nàng có chút mất hứng. Chị không để người khác phải nuôi, tự mình có thể kiếm ra tiền. Chị Hình, lợi nhuận một năm của cửa hàng hoa cũng không bằng một chiếc nhẫn. Phương Hiểu Như nhắc nhở Tôn Hình Hình. Đợi đến khi chị có vốn, chị sẽ mở thêm vài cửa hàng nữa, tất nhiên lợi nhuận sẽ ngày càng nhiều. Sau này có thể mở rộng ra cả nước. Tôn Hình Hình có chút không phục. À, chị Hình,
thì thật sự muốn mở rộng kinh doanh hoa sao? Phương Hiểu Như không nhịn được phải hỏi. Nói nhảm. Tôn Hình Hình trợn mắt nhìn Phương Hiểu Như. Thật ra vài ngày trước tên mập có nói với em, hắn có thể giúp mở trang web cửa hàng hoa, sau đó chúng ta có thể mở nghiệp vụ tặng hoa trên Inte. Như vậy thì phạm vi tặng hoa của chúng ta sẽ được mở rộng, nếu quảng cáo tốt thì nghiệp vụ phát triển mạnh cũng không có gì khó. Phương Hiểu Như nói. Tên mập nói như vậy thật sao? Tôn Hình Hình cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Như vậy thì quá tốt, để cậu ấy giúp chúng ta mở trang web. Trước đó tên mập rất nhàm chán, vì vậy hắn mới nói lập trang web cho chúng ta, bây giờ đối phương đã trở thành đại ca kiêu ngạo, nào có tâm tư giúp chúng ta. Phương Hiểu Như hình như rất bất mãn với tên mập. Cũng có thể. Tôn Hình Hình gật đầu, tên mập dù sao cũng không phải là nhân viên cửa hàng hoa. Hạ Thiên nghe thấy như vậy thì móc điện thoại ra bấm số của Vương Kiệt. Mập, đến cửa hàng hoa ngay. Vâng, đại ca. Tên mập bên kia đồng ý rất sảng khoái. Em đến ngay. Tên mập đúng là đến rất nhanh, hắn rõ ràng đang ở trên đường, chưa đến 2 phút thì chạy một chiếc xe 16 chỗ đến cửa hàng hoa. Vương Kiệt bước xuống xe đầu tiên, sau lưng hắn còn có hai người hầu, đó là Đinh Báo và Hắc Tam. Tên mập mặc một bộ đồ Armani, đeo đồng hồ vàng, trên mặt là kính râm, tóc bóng láng có thể soi gương, bộ dạng như phú ông. Này mập, anh được đấy. Phương Hiểu Như nhìn Vương Kiệt. Toàn thân đều là hàng hiệu, còn mang theo hai tiểu đệ, có phong thái đại ca. Khụ, khụ, không phải tôi phải giữ mặt mũi sao? Tên mập có chút xấu hổ, sau đó hắn tranh thủ thời gian chào hỏi Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh. Đại ca, đại tẩu. Đinh Báo và Hắc Tam cũng nhanh chóng chào hỏi. Thiên ca, thiên tẩu. Thiên ca, thiên tẩu sao? Thiên ca cũng khá tốt, mà thiên tẩu thì rõ ràng có chút quái dị. Này mập, chị Hinh bảo chú làm một trang web, cậu nhanh chóng chuẩn bị cho tốt. Hạ Thiên phân phó một câu. Vâng, đại ca, em nhất định sẽ làm tốt. Tên mập lập tức đồng ý, sau đó hắn ra vẻ nịnh nọt nói với Hạ Thiên. Đại ca, tối nay anh có rảnh không? Làm gì? Hạ Thiên hỏi. Đại ca, là thế này, lần trước tên đầu bóng muốn mua quán karaoke của chúng ta, hắn nói rằng đêm nay sẽ đàm phán với đại ca. Tên mập giải thích. À, để xem sao đã, nếu rảnh thì anh sẽ đi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Được rồi, trước tiên chú thương lượng với chị Hinh về vấn đề lập trang web, anh phải đi tặng hoa. Hạ Thiên nhìn đồng hồ, bây giờ là thời điểm đến nhà Liễu Vân Mạn. Đúng lúc này thì điện thoại của Hạ Thiên chợt vang lên. Hạ Thiên, Hạ Thiên, cậu đang ở đâu? Trong điện thoại vang lên giọng nói hốt hoảng. Mỹ nữ tỷ tỷ, sao vậy? Hạ Thiên nghe thấy giọng nói của Diệp Mộng Oánh thì có chút kỳ quái, có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Hạ Thiên, cậu có thể đến bệnh viện Thánh Tâm ngay bây giờ được không? Ông nội đã xảy ra chuyện. Diệp Mộng Oánh vội vàng nói. Có chuyện gì? Hạ Thiên nghĩ mãi mà không hiểu nổi, không phải ông cụ đã tỉnh rồi sao? Ông đã hôn mê, bây giờ tôi cũng không rõ, tóm lại cậu đến nhanh một chút, được không? Diệp Mộng Oánh có vẻ rất lo lắng. Trong giọng nói đã mang theo chút cầu khẩn. À, mỹ nữ tỷ tỷ chị đừng vội, tôi đến ngay. Hạ Thiên cúp điện thoại sau đó quay đầu nói với Hắc Tam. Đưa anh đến bệnh viện Thánh Tâm. Vâng, Thiên ca. Hắc Tam lên tiếng. Bệnh viện Thánh Tâm, bên ngoài phòng bệnh chăm sóc đặc biệt cho Diệp Thiên Nam, lúc này Diệp Mộng Oánh đang đi tới đi lui ở bên ngoài, có vẻ rất lo lắng. Đáng lý ra ngày hôm qua Diệp Thiên Nam đã tỉnh lại. Hơn nữa tinh thần còn tốt hơn cả trước khi sinh bệnh. Tất nhiên Diệp Mộng Oánh rất vui, sau đó nàng vẫn trông nom cho ông, cùng ông trò chuyện rất lâu, mãi đến nửa đêm nàng mới về nhà nghỉ ngơi. Sau khi trở lại thành phố Giang Hải thì Diệp Mộng Oánh chưa từng một đêm yên giấc, bây giờ ông nội cuối cùng cũng tỉnh lại, nàng cuối cùng cũng thoải mái ngủ một giấc mãi đến xế chiều mới rời giường. Sau đó nàng tắm rửa, ăn uống rồi muốn đến thăm ông, sau đó sẽ đi tìm Hạ Thiên, nhất định phải cảm tạ đối phương. Nhưng khi Diệp Mộng Oánh vào bệnh viện thì nhận được một tin tức như sét đánh giữa trời quang, làm nàng sợ chết ngây người. Lúc này bệnh tình của ông lại chuyển biến xấu, lại rơi vào hôn mê, hơn nữa nghe nói tình huống còn nghiêm trọng hơn cả trước đó. Nhị thúc Diệp Chí Nghĩa của Diệp Mộng Oánh đã báo cảnh sát để bắt tên lang băm Hạ Thiên, đồng thời còn tuyên bố Diệp Mộng Oánh phải chịu trách nhiệm. Nhưng bây giờ Diệp Mộng Oánh cũng không còn tâm tình để khắc khẩu với Diệp Chí Nghĩa, trước tiên nàng lập tức điện thoại cho Hạ Thiên, sau đó đợi hắn đến. Tiểu muội,
người đến trước lại là Diệp Thiếu Hùng, hắn cũng vừa mới nhận được tin. Đại ca, ông nội lại. Diệp Mộng Oánh nói mà hai mắt đỏ hồng. Tối qua anh về không phải tinh thần của ông còn rất tốt sao? Diệp Thiếu Hùng cau mày, trực giác nói cho hắn biết có vấn đề xảy ra. Đúng vậy, tối qua em nói chuyện với ông đến nửa đêm, lúc đó ông còn muốn xuất viện, em nói ông ở lại hai ngày xem xét tình hình, nào ngờ. Diệp Mộng Oánh cố gắng để chính mình không khóc. Hạ Thiên đang chạy đến, cũng hy vọng cậu ấy có thể cứu ông tỉnh lại. Chương 73, một luồng sinh cơ. Khi Hắc Tam còn chưa dừng xe thì Hạ Thiên đã mở cửa nhảy xuống, sau đó hắn nhanh chóng chạy vào bệnh viện. Vài chục giây sau hắn đã nhìn thấy Diệp Mộng Oánh đang cực kỳ lo lắng đứng bên cạnh Diệp Thiếu Hùng cũng rất ngưng trọng. Hạ Thiên, cậu đến rồi, nhanh. Diệp Mộng Oánh còn chưa nói xong thì Hạ Thiên đã phóng vào phòng bệnh. Phòng bệnh cũng đầy người như ngày hôm qua, ngoài đám người Diệp ra còn có một đám bác sĩ. Cậu còn dám tới sao? Khi nhìn thấy Hạ Thiên thì Diệp Chí Nghĩa ra vẻ cực kỳ tức giận. Hạ Thiên không quan tâm đến Diệp Chí Nghĩa, hắn vung tay lên đẩy đám người đứng chắn trước mặt ra rồi lách mình đến giường bệnh, hai ngón tay lại áp lên cổ tay ông cụ, bắt đầu bắt mạch. Lúc này làn da của ông cụ đã trở nên cực kỳ khô héo, đã không còn cảm nhận được sức sống. Điều này làm cho Hạ Thiên nghĩ mãi vẫn không ra, hắn rất có lòng tin với y thuật của mình, dựa theo những gì hắn đã xem xét thì ông cụ còn sống được nửa năm, không thể nào trở nên tình trạng thế này sau một đêm. Buồn cười, người đâu, ném tên lang băm hại người này ra ngoài cho tôi. Diệp Chí Nghĩa ở bên cạnh dùng giọng hung hăng nói. Kẻ nào dám? Diệp Thiếu Hùng quát lớn một tiếng, đám đàn ông đang dục dịch lập tức khôi phục lại bộ dạng điềm nhiên như không. Tốt, hai anh em chúng mày. Một đứa ngày hôm qua kéo lang băm đến hại chết ông, một đứa khác sợ ông không chết ngay mà vẫn kéo tên lang băm này đến để cho ông tắt thở mới thỏa mãn, có phải vậy không? Diệp Chí Nghĩa cực kỳ tức tối. Tôi đã báo cảnh sát sẽ đến ngay. Nhị thúc, đến lúc đó cảnh sát bắt ai còn chưa rõ. Diệp Thiếu Hùng hừ lạnh một tiếng. Bây giờ thì yên tĩnh một chút. Cậu! Diệp Chí Nghĩa càng tức tối. Cậu còn biết tôi là nhị thúc không? Có đứa cháu nào nói chuyện với chú như vậy không? Tôi gọi ông là nhị thúc vì ông cũng mang họ Diệp. Diệp Thiếu Hùng cười lạnh một tiếng, hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến, nhị thúc hờ này. Vẻ mặt Hạ Thiên trở nên ngưng trọng, tình hình của ông cụ bây giờ rất xấu, đã vượt xa dự đoán của hắn, chỉ sau một đêm mà bây giờ ông cụ đã đến ranh giới sắp tắt thở. Diệp Chí Nghĩa và Diệp Thiếu Hùng khắc khẩu với nhau cũng không tạo ra ảnh hưởng gì với Hạ Thiên, trên tay hắn xuất hiện một cây ngân châm. Sau đó hắn đâm xuống người ông cụ. Băng hỏa linh khí thông qua ngân châm truyền vào trong người ông cụ, ngưng tụ lại những luồng sinh cơ cuối cùng. Sau 3 phút thì Hạ Thiên mới rút ngân châm ra, hắn chậm rãi thở phào một hơi, nếu hắn đến muộn hơn nửa giờ thì chắc chắn ông cụ sẽ đứt thở mà chết. Hạ Thiên, ông nội thế nào? Diệp Mộng Oánh vội vàng hỏi. Tạm thời chưa thể chết. Hạ Thiên có chút ngượng ngùng. Nhưng tạm thời cũng khó tỉnh. Vậy khi nào ông nội mới tỉnh lại? Diệp Mộng Oánh hỏi. Tôi cũng không biết. Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ. Tôi tạm thời cũng không có biện pháp cho ông cụ tỉnh lại. Sao lại như vậy? Diệp Mộng Oánh khó thể tiếp nhận. Ngày hôm qua không phải anh nói ông có thể sống thêm được nửa năm sao? Ngày hôm qua là chuyện của ngày hôm qua, tình huống bây giờ đã khác biệt. Hạ Thiên quét mắt nhìn đám người trong phòng bệnh, hắn hỏi. Mỹ nữ tỷ tỷ. Tối qua có người nào ở trong phòng với ông cụ không? Tối hôm qua sao? Diệp Mộng Oánh chợt sững sờ. Có lẽ là không, nhưng 12 giờ tôi đã về nhà, sau đó tôi cũng không biết. Hạ Thiên, sao cậu lại hỏi như vậy? Diệp Thiếu Hùng nhạy cảm phát hiện được vấn đề. Có phải cậu nghi ngờ tối qua có ai ra tay với ông cụ? Hạ Thiên lấy điện thoại ra nhìn thời gian, sau đó hắn thản nhiên nói. Bây giờ là 3 giờ. Nói chung là hơn 11 giờ rưỡi trước đó, cũng chính là 3 giờ rưỡi sáng nay có người đã thi châm với ông cụ, nếu tôi không tới kịp thì nửa giờ nữa ông cụ sẽ mất. Đúng là buồn cười, y thuật của chính mình không tinh đã hại chết ông cụ, bây giờ lại đổ lên người kẻ khác. Diệp Chí Nghĩa cười lạnh. Hạ Thiên, cậu chuẩn bị ngồi tù đi. Nhị thúc, theo tôi biết thì tối qua người ở cùng với ông là chú thì phải. Diệp Thiếu Hùng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Chí Nghĩa. Ông nội gặp phải chuyện không may thì người biết rõ tin tức đầu tiên chính là chú, tôi cũng muốn biết, 3 giờ rưỡi sáng nay có phải chú cũng đang ở bệnh viện hay không? Đáng cười,
2 giờ tối qua tôi đã về, cũng chỉ còn y tá ở lại chăm sóc ông. Vẻ mặt Diệp Chí Nghĩa tràn đầy tức tối. Hai anh em chúng mày đưa đến một tên lang băm, bây giờ sinh ra náo loạn lại muốn đổ lên trách nhiệm lên đầu cha chú, chúng mày có ý nghĩ như vậy sao? Đúng vậy. Đây rõ ràng là vấn đề của hai anh em chúng nó. Sao cảnh sát còn chưa đến, đợi cảnh sát đến điều tra rõ ràng rồi nói. Đám người Diệp gia khác cũng phụ họa, tất cả đầu mâu chĩa về phía Diệp Thiếu Hùng và Diệp Mộng Oánh. Trong lúc ồn ào chợt có hai người đi đến. Xin hỏi Diệp Chí Nghĩa tiên sinh có ở đây không? Có tôi. Diệp Chí Nghĩa vội vàng tiến lên nghênh đón. Diệp tiên sinh, tôi là cảnh sát hình sự Lý Bình của Cục Công an thành phố, đây là đồng sự phó chuẩn của tôi, xin hỏi anh đã báo cáo ai là người hành y phi pháp dẫn đến chết người ở đây? Người mở miệng chính là Lý Bình đã quen biết Hạ Thiên từ khá lâu. Đúng vậy, cảnh sát Lý, là tôi báo cảnh sát. Diệp Chí Nghĩa vội vàng trả lời, sau đó lão tức giận chỉ về phía Hạ Thiên. Cảnh sát Lý, đây chính là tên khốn hành y phi pháp, làm hại cha tôi phải hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói ông ấy có thể qua đời bất cứ lúc nào, tôi mong các anh có thể bắt ngay tên khốn này để nghiêm trị theo pháp luật. Lý Bình nhìn theo hướng tay của Diệp Chí Nghĩa mà nhìn thấy Hạ Thiên, ngay sau đó hắn chợt sinh ra cảm giác dở khóc dở cười. Người này đúng là chuyên gây chuyện, tối qua cũng gặp hắn, bây giờ cũng gặp hắn. May mà đội trưởng không đến, nếu không thì đội trưởng chắc chắn sẽ tức chết. Diệp tiên sinh, sự việc có hiểu lầm gì không? Lý Bình tất nhiên không thật sự chạy đến bắt người nhưng cũng phải dùng giọng cẩn thận để hỏi. Dù hắn là một đội trưởng cảnh sát hình sự nhưng cũng không dám đắc tội Diệp Chí Nghĩa. Cảnh sát Lý, Hạ Thiên được tôi mời đến chữa bệnh cho ông, bây giờ ông nội tôi rơi vào hoàn cảnh này cũng không liên quan đến Hạ Thiên, các anh về đi. Diệp Mộng Oánh tiến lên giải thích. Cái gì mà không liên quan? Diệp Chí Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Sau khi hắn chữa bệnh thì ông cụ mới trở nên như vậy. Nhị thúc, trước khi Hạ Thiên chữa bệnh thì ông cũng đã hôn mê, bây giờ ông cũng hôn mê, dù chú có nói thế nào thì Hạ Thiên cũng không liên quan. Diệp Mộng Oánh thản nhiên nói. Tốt lắm, bây giờ tôi không truy cứu cậu ta đã trị bệnh làm hại ông cụ, nhưng hắn hành y phi pháp là sự thật. Diệp Chí Nghĩa cười lạnh. Hắn có giấy hành nghề sao? Hạ Thiên, cậu có giấy hành nghề y không? Lý Bình nhìn không được phải hỏi. Không. Hạ Thiên trả lời rất kiên quyết, hắn ngay cả chứng minh còn không có, lấy đâu ra chứng nhận chứng nhiếc gì. Nếu đã như vậy thì mời cậu về cục một chuyến. Lý Bình nháy mắt với Hạ Thiên. Được rồi, dù sao tôi cũng không còn việc gì ở đây. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cảnh sát Lý, anh ấy do tôi mời đến. Diệp Mộng Oánh thấy người sắp bị đưa đi thì không khỏi có chút bối rối. Diệp tiểu thư, Hạ Thiên không có giấy chứng nhận hành y là thật, dù không sinh ra hậu quả nghiêm trọng thì cũng phải mang về điều tra. Lý Bình dùng giọng khách khí nói. Diệp Mộng Oánh đang định nói thêm vài lời thì Diệp Thiếu Hùng đã hiểu, hắn tranh thủ kéo tay Diệp Mộng Oánh nói. Tiểu muội, cứ để Hạ Thiên đi theo cảnh sát Lý. Khi thấy Diệp Thiếu Hùng nói như vậy thì Diệp Mộng Oánh cảm thấy có lỗi với Hạ Thiên. Nàng cũng không nói thêm điều gì. Cứ như vậy mà đám người Diệp Chí Nghĩa thực hiện âm mưu và rất đắc ý, Hạ Thiên đi theo Lý Bình ra khỏi phòng bệnh. Khi đi ra khỏi bệnh viện Thánh Tâm thì Lý Bình nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên, cậu về hay đi đâu? Tôi tiễn cậu về nhé. Hạ Thiên có chút buồn bực. Không phải đến cục cảnh sát sao? Đến cục cảnh sát làm gì? Lý Bình cười cười. Nếu hành y phi pháp không sinh ra hậu quả thì chẳng tính là phạm tội. Có lẽ Bộ Y tế sẽ phạt ít tiền nhưng không liên quan gì đến cảnh sát hình sự chúng tôi kéo cậu ra cốt để giải vây mà thôi. Nếu vậy thì cảm ơn Lý đại ca. Hạ Thiên cũng hiểu ra. Nhưng không cần anh đưa về, tôi có xe rồi. Như vậy thì được, tôi quay về phục mệnh cục trưởng Hoàng. Lý Bình cũng không kiên trì. Cậu đã trị tốt cho con trai cục trưởng Hoàng, nếu trước đó cục trưởng biết là cậu thì sẽ không phái tôi đến. Nếu nói người khác là lang băm thì cục trưởng Hoàng có thể tin, nhưng nếu là cậu thì đúng là khó thể tin. Lý Bình và phó chuẩn bỏ đi rất nhanh, Hạ Thiên lập tức đi về chiếc xe 16 chỗ dừng cách đó không xa, Hắc Tam vẫn còn ở đó chờ hắn. Thiên ca, phải về sao? Hắc Tam cung kính hỏi, khi thấy bộ dạng quen thuộc giữa Hạ Thiên và Lý Bình thì hắn càng bội phục ánh mắt của báo ca, vị thiên ca này có quan hệ rất tốt với cảnh sát. Hạ Thiên! Giọng nói của Diệp Thiếu Hùng chợt vang lên, hắn cũng biết Hạ Thiên không bị bắt đi nên đi theo. Cậu chờ chút, tôi cần bàn chút chuyện. Hạ Thiên đi về phía Diệp Thiếu Hùng,
chính hắn cũng cần phải nói vài lời. Diệp đại ca, anh nói với mỹ nữ tỷ tỷ, đừng cho người khác tùy tiện tiếp cận ông cụ. Nếu người kia còn cơ hội ra tay thì ông cụ sẽ chết chắc. Hạ Thiên mở miệng nói. Hạ Thiên, cậu nói rõ chi tiết xem sao, rốt cuộc tình huống là thế nào. Vẻ mặt Diệp Thiếu Hùng rất ngưng trọng. Hạ Thiên bắt đầu giải thích. Thật ra ông của anh không có bệnh, chẳng qua đã quá già yếu, tinh thần đã suy kiệt, đã đến giai đoạn dầu hết đèn tắt, vì vậy mà khó tránh khỏi cái chết. Nhưng thực tế trên người ông ấy vẫn còn có chút thần khí tản ra ở khắp kinh mạch, tôi lợi dụng châm cứu mà tập trung chúng lại, như vậy có thể làm cho ông nội của anh sống thêm nửa năm, nhưng sau nửa năm thì chắc chắn phải chết. Hạ Thiên khựng lại một chút rồi bổ sung. Đáng lý ra ông ấy có thể sống được thêm nửa năm nhưng tối qua có người đâm một châm đó đã chính thức xua tất cả thần khí còn sót lại ra ngoài cơ thể. Nếu tôi đến chậm nửa giờ thì chắc chắn sẽ không còn thần khí, mà bây giờ cũng miễn cưỡng lưu lại một chút thần khí cuối cùng, bảo trì một luồng sinh cơ của ông nội anh, nhưng nếu muốn tỉnh lại thì hơi khó. Hạ Thiên, cậu biết ai làm sao? Trong mắt Diệp Thiếu Hùng bùng lên cái nhìn tức tối, đám khốn nạn kia vì tiền mà chuyện gì cũng có thể làm được. Chương 74, hỗn loạn. Diệp đại ca, tôi cũng không biết là ai. Hạ Thiên lắc đầu. Tôi chỉ biết đối phương là một trung y rất cao minh, am hiểu sâu thuật châm cứu. Trung y cao minh sao? Diệp Thiếu Hùng gật đầu. Bây giờ trung y cao minh cũng không nhiều, vì vậy khá dễ tìm. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Này, Diệp đại ca, nếu anh phát hiện ra một người họ Âm thì nên chú ý đặc biệt. Họ Âm sao? Diệp Thiếu Hùng chợt kinh ngạc. Không sai, chính là Âm trong Âm Dương. Hạ Thiên nói. Nếu Diệp đại ca phát hiện ra đối tượng hoài nghi thì nên nói cho tôi biết. Được, đến khi tôi tìm ra mục tiêu hoài nghi thì sẽ lập tức thông báo cho cậu. Diệp Thiếu Hùng gật đầu đồng ý. Tôi vào trước, cậu cũng đi đi, nếu không nhị thúc tôi biết cậu còn lêu lổng ở bên ngoài, sợ rằng sẽ gây náo loạn. Tuy tôi không sợ ông ta nhưng rất phiền phức. Hạ Thiên nói vài câu đơn giản với Diệp Thiếu Hùng rồi ngồi lên xe 16 chỗ cho Hắc Tam chạy về cửa hàng hoa. Trên đường về hắn nhận được điện thoại của Liễu Vân Mạn, tất nhiên là thúc hắn đi qua, vì vậy mà Hạ Thiên cũng không dừng lại ở cửa hàng hoa, hắn ôm một bó hoa bách hợp rồi đi đến khu dân cư Danh Điền. Vì bận rộn qua lại nên khi đến nhà của Liễu Vân Mạn thì đã hơn 4 giờ, sau khi tặng hoa cho Liễu Vân Mạn như ngày thường thì Hạ Thiên phát hiện trong nhà có thêm một thiếu niên 17-18 tuổi. Thiếu niên này rất lịch sự, có đeo một cặp kính, cao ngang với Hạ Thiên nhưng hơi gầy, thiếu chút nữa thì có thể so sánh với em gái gầy như cây sậy của Liễu Vân Mạn. Hạ Thiên, đây là em họ Liễu Lập Chí của tôi. Liễu Vân Mạn giới thiệu với Hạ Thiên, sau đó nàng nhanh chóng quay sang nói với Liễu Vân Chí. Mau chào hỏi anh ấy đi. Chào anh rể. Liễu Lập Chí chào Hạ Thiên một cách khá thận trọng. Liễu Vân Mạn đỏ mặt. Tiểu Chí, ai nói cậu chào Hạ Thiên như vậy? Là chị hai nói. Liễu Lập Chí rõ ràng vẫn còn là thiếu niên, hắn lập tức bán rẻ tiểu anh. Rất tốt, anh thích cách gọi đấy. Hạ Thiên rất vừa lòng với cách xưng hô như vậy. Được rồi, trước tiên tôi chữa bệnh cho cậu cái đã. Trước lạ sau quen, có tình cảnh vui vẻ trước đó nên Hạ Thiên càng dễ dàng ra tay, cộng thêm vấn đề bệnh tình của Liễu Lập Chí còn nhẹ hơn tiểu anh, vì vậy Hạ Thiên còn chưa mất một phút đồng hồ đã giải quyết xong. Cảm ơn anh rể. Sau khi ba người quay lại phòng khách thì Liễu Lập Chí nói lời cảm tạ với Hạ Thiên. Tiểu Chí, bây giờ cũng đã tan học rồi phải không? Liễu Vân Mạn hỏi. Vâng, chị lớn, em về nhà trước. Liễu Lập Chí lập tức đứng lên. Tiểu Chí, đợi một lát nữa chị đưa em về. Liễu Vân Mạn vội vàng nói. Không cần, chị lớn, chị cứ ở lại với anh rể, em ngồi xe buýt về là được. Liễu Lập Chí lắc đầu nói. Được rồi. Liễu Vân Mạn cũng không muốn cưỡng cầu. Liễu Lập Chí đi rất nhanh, mà lúc này Hạ Thiên lại rất thỏa mãn biểu hiện của đối phương, đúng là một cậu bé hiểu ý, biết sáng tạo thế giới cho Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn. Bầu không khí trong phòng khách chợt trở nên yên tĩnh, hơn nữa còn yên tĩnh đến mức dị thường. Liễu Vân Mạn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, vì ánh mắt Hạ Thiên cứ nhìn chòng chọc vào người nàng, ánh mắt như muốn lột trần người khác. Tuy nàng đã có suy tính ủy thân cho hắn, nhưng dù sao hai người cũng chỉ quen biết một thời gian ngắn, hai bên cũng không có cảm tình gì nhiều, vì thế hắn nhìn chằm chằm làm nàng không thích ứng. Hạ Thiên, tối nay ở lại dùng cơm nhé. Liễu Vân Mạn đã không chịu nổi ánh mắt nóng rực của Hạ Thiên, nàng lập tức mở miệng đánh tan bầu không khí quái dị lúc này. Được,
Hạ Thiên lập tức đồng ý. Tôi ra ngoài mua thức ăn, cậu ở nhà chờ nhé. Liễu Vân Mạn lập tức muốn thoát khỏi nhà. Chị Vân Mạn, tôi cùng đi với chị. Hạ Thiên cũng không muốn buồn bực ngồi ở nhà một mình. Vì vậy mà kế hoạch của Liễu Vân Mạn lập tức thất bại, nàng phải cùng đến siêu thị với Hạ Thiên. Bên cạnh khu dân cư có một siêu thị, lúc này Liễu Vân Mạn cảm thấy khó khăn, vì nàng đột nhiên nhớ ra mình chỉ biết pha mì mà chẳng biết nấu món gì. Liễu Vân Mạn nhìn qua hai kệ mì ăn liền mà cảm thấy dở khóc dở cười, mình đúng là điên khùng, sao lại muốn giữ Hạ Thiên lại dùng cơm? Chẳng lẽ muốn nấu mì cho hắn sao? Đúng lúc Liễu Vân Mạn khó xử thì chuông điện thoại chợt vang lên, Liễu Vân Mạn lấy điện thoại ra xem mà không khỏi thở phào một hơi, cô ơi là cô đúng là người tốt. Cô à, cô muốn tìm cháu nói chuyện sao? Liễu Vân Mạn lập tức nhấn nút nghe và nói ngay, đây là cô đã hôn mê hơn vài chục năm, bây giờ có hơi tách rời khỏi xã hội, sau khi học được cách dùng điện thoại thì rảnh rỗi sẽ điện thoại tám chuyện với nàng. Đúng vậy. Liễu Mộng cười khẽ trong điện thoại. Cô đang ở trước cửa, sao cháu không có nhà? Sao? Liễu Vân Mạn lập tức kinh hoàng. Cô đang ở đâu? Cô đang ở khu dân cư danh điển đây này. Liễu Mộng trả lời. À, cô chờ một chút, cháu sẽ quay lại ngay. Liễu Vân Mạn lập tức kinh ngạc, đã nhiều năm cô nàng chưa ra khỏi cửa, sao bây giờ lại chạy được đến đây? Liễu Vân Mạn cúp điện thoại mà kéo Hạ Thiên chạy đi. Chúng ta về nhà, cô đang đợi trước cửa, lát nữa chúng ta ra ngoài dùng cơm. Liễu Vân Mạn chỉ lo chạy về phía trước mà không thấy vẻ mặt vui sướng của Hạ Thiên ở phía sau. Một lúc sau thì Hạ Thiên đã gặp lại Liễu Mộng, lúc này nàng không mặc đồ ngủ, trên người là một bộ váy dày màu trắng khá giống như kiểu mà Liễu Vân Mạn thường mặc. Bộ váy dài đến cẳng chân, Liễu Mộng cũng không trang điểm mà vẫn cực kỳ xinh đẹp thoát tục giống như tiên nữ. Gương mặt của Liễu Mộng và Liễu Vân Mạn có 7 phần tương tự, hai người đứng chung một chỗ, nếu chỉ đơn thuần nhìn gương mặt thì Liễu Mộng trông còn trẻ hơn, tất nhiên người ta sẽ cho rằng nàng là em của Liễu Vân Mạn. Nếu xem dáng người thì Liễu Mộng lại càng trưởng thành hơn, vài chục năm hôn mê nhưng thân thể không ngừng phát dục, tất nhiên cực kỳ trưởng thành. Hai người đều mặc váy trắng, khí chất có chút tương đương, đều xuất trần thoát tục. Tất nhiên nếu so sánh kỹ lưỡng thì Liễu Mộng nhìn qua có vẻ không nhuốm khói lửa nhân gian làm người khác cảm thấy không thực tế, mà Liễu Vân Mạn thì chân thật hơn. Tiểu Bại Hoại, cậu cũng ở đây sao? Liễu Mộng thấy Hạ Thiên thì rất vui sướng. Chị Mộng, chị đến tìm tôi sao? Hạ Thiên tiến về phía Liễu Mộng, khí tức trên người nàng thu hút hắn, hắn nhịn không được phải ôm nàng vào lòng rồi hôn lên môi. Tiểu Bại Hoại, không được lén hôn chị. Liễu Mộng lại hờn dỗi, nàng cũng ôm lấy Hạ Thiên, tất nhiên khí tức trên người Hạ Thiên cũng hấp dẫn nàng. Liễu Vân Mạn ở bên cạnh thiếu chút nữa đã hóa đá. Cô, Hạ Thiên, hai người thế nào? Tiểu Bại Hoại, có phải tối đến cậu ngủ lại ở đây không? Liễu Mộng lại hỏi, chị muốn ngủ với cậu. Liễu Vân Mạn nghe thấy Liễu Mộng nói như vậy thì lảo đảo thiếu chút nữa té xuống đất. Trời ạ, rốt cuộc là có chuyện gì? Chị Mộng, tôi không ngủ ở đây, nhưng chị có thể theo tôi sang bên kia ngủ. Hạ Thiên thật ra cũng muốn ngủ với Liễu Mộng, chỉ cần hai người bọn họ ở cùng một chỗ thì tốc độ tu luyện băng hỏa linh khí sẽ được thúc đẩy nhanh hơn. Sao cũng được, dù sao thì cậu đi đâu chị sẽ theo đó, chị muốn theo cậu. Liễu Mộng cười hì hì nói. Tiểu Bại Hoại, sau này cậu phải nuôi chị nhé. Không có vấn đề. Hạ Thiên lập tức đồng ý, đây là vợ hắn, phải nuôi chứ. Này, cô, Hạ Thiên, hai người vào nhà trước đi. Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng mở cửa ra, nàng dùng giọng mất hết sức lực nói. Liễu Mộng cười hì hì kéo Hạ Thiên vào phòng, Liễu Vân Mạn đóng cửa lại, sau đó ngồi trên ghế salon mà dùng tay xoa đầu, đúng là đau đầu. Cô có thể nói cho cháu biết, khi Hạ Thiên chữa bệnh cho cô thì có chuyện gì xảy ra? Liễu Vân Mạn khẽ xoa đầu hỏi, nàng biết rõ sau khi cô tỉnh lại thì đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt Hạ Thiên, nói cách khác thì trước đó bọn họ chỉ tiếp xúc một lần duy nhất. Nhưng sau khi Hạ Thiên chữa bệnh thì bây giờ quan hệ giữa hai người đã thân mật như vậy, chắc chắn có liên quan đến lần chữa bệnh trước đó. Khi hỏi vấn đề này thì Liễu Vân Mạn cũng không nhịn được phải nhìn Hạ Thiên, trong lòng có chút tức giận. Trách không được vì sao hắn bắt mọi người chạy ra và đóng cửa lại, thì ra muốn làm bậy với cô, sắc lang này đúng là quá đáng. Cũng không có gì, Tiểu Bại Hoại này thừa dịp cô không thể phản đối mà biến cô thành vợ, sau đó cô cũng chỉ biết chấp nhận mà thôi. Liễu Mộng hời hợt nói.
Cái gì? Liễu Vân Mạn dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Sao cậu có thể như vậy? Cô hôn mê bất tỉnh mà cậu dám làm bậy, cậu. Cậu, đây rõ ràng là cưỡng dâm. Cưỡng dâm? Hạ Thiên cảm thấy rất oan uổng, hắn chỉ hôn Liễu Mộng mà thôi, có nghiêm trọng như vậy sao? Phì. Liễu Mộng chợt cười thành tiếng. Tiểu Mạn, cháu hiểu lầm rồi, tiểu bại hoại này tuy xấu nhưng cũng còn chưa hư hỏng như vậy. Cô nói Hạ Thiên đã làm gì mình? Liễu Vân Mạn có chút chóng mặt. Cô có thể nói rõ một chút, rốt cuộc có chuyện gì phát sinh? Được rồi, để cô nói cụ thể. Liễu Mộng cười hì hì, sau đó nàng nói rõ những gì đã xảy ra. Cuối cùng Liễu Mộng lại hỏi. Tiểu Mạn, cháu nói xem tiểu bại hoại này có phải là xấu lắm không? Biết rõ cô không thể lắc đầu mà cứ nói như vậy, cô sao có thể tránh khỏi tình cảnh làm vợ hắn? Liễu Mộng nghe những chuyện đã xảy ra mà trong lòng cuối cùng cũng có chút dễ chịu, nhưng nàng vẫn không hiểu. Cô, cậu ấy chỉ hôn cô mà thôi, cần gì phải làm vợ cậu ấy? Nhưng cô thích mùi của hắn. Liễu Mộng cười hì hì. Thật ra tiểu bại hoại nói không sai, cô và cậu ấy có cùng thể chất, hai chúng ta ở cùng một chỗ là điều đương nhiên, vì vậy cô quyết định sau này sẽ làm vợ cậu ấy. Liễu Vân Mạn không còn gì để nói, nhưng nàng cũng cảm thấy có chút khó khăn. Cô làm vợ Hạ Thiên, còn nàng. Nàng phải làm người tình của hắn sao? Không biết có nên nói với cô về hiệp nghị giữa mình và hắn không nhỉ? Trong lòng Liễu Vân Mạn bùng lên ý nghĩ này, nhưng nàng cảm thấy với tác phong sắc lang của Hạ Thiên thì cơ hội xoay chuyển là quá nhỏ. Đúng rồi, cô, sao cô đi đến đây được? Liễu Vân Mạn quyết định không quan tâm đến vấn đề đau đầu kia nữa. Mai là ngày vui của ta thêm chương cho các bé này, 61. Chương 75, người đẹp muốn nhờ. Tiểu Anh nói cho cô biết. Liễu Mộng cười hì hì. Đúng rồi, tiểu bại hoại, chỉ mượn Hàm Hàm 100 đồng tiền đi xe, cậu phải trả đấy. Hàm Hàm sao? LVM không thể nói thêm được gì, cô sao không tìm ai mà lại vay của Hàm Hàm mới chỉ mười mấy tuổi. Đúng rồi, cô còn đồng ý trả lại 1.000 thì Hàm Hàm mới cho mượn. Liễu Mộng còn bổ sung một câu. Liễu Vân Mạn cũng bó tay. Dù là vay nặng lãi cũng không thái quá như vậy chứ. Hạ Thiên lại có lý do để mình không thích các cô gái nhỏ, cô bé Hàm Hàm kia đúng là phiền phức lớn, rõ ràng dám cho vợ mình vay nặng lãi. Tiểu bại hoại, chị nằm trên giường 20 năm đã buồn muốn chết, cậu có trò gì vui không? Liễu Mộng hỏi Hạ Thiên. Tôi cũng không biết. Hà Minh cảm thấy rất mù mờ. Tôi cũng ở trên núi 16 năm, cũng chỉ biết bắt báo và gấu để đùa cho vui, không có gì hay cả. Bắt báo, bắt gấu. Hai mắt Liễu Mộng chợt tỏa sáng. Chắc chắn là rất vui, mau đưa chị đi chơi. Muốn mấy thứ đó thì phải lên núi. Hạ Thiên bây giờ cũng không muốn về núi. Sau này tôi sẽ đưa chị đi chơi sau. Liễu Vân Mạn ở bên cạnh khó thể chen miệng, nàng bắt đầu cảm thấy cô và Hạ Thiên rất xứng đôi. Một người hôn mê 16 năm, một người ở trên núi 16 năm, rõ ràng đều là phần tử bị ngăn cách với xã hội. Tất nhiên Liễu Vân Mạn cảm thấy vướng mắc vì quan hệ giữa cô và Hạ Thiên, nàng cảm thấy mình nên tìm cơ hội nói chuyện với Hạ Thiên. Với quan hệ giữa hắn và cô thì nàng sao có thể thực hiện hiệp nghị. Vì người nhà khỏe mạnh thì nàng tình nguyện làm người tình của hắn, nhưng khó khăn ở chỗ là nàng khó thể chia sẻ chung, hàng, với cô của mình. Liễu Vân Mạn đang nghĩ nên giải quyết vấn đề thế nào thì điện thoại lại vang lên. Tiểu Mạn, là gì, là Mai Tam Thẩm. Đầu dây bên kia chợt vang lên một giọng nói nhu hòa. Mai Tam Thẩm, dì tìm cháu có chuyện gì? Liễu Vân Mạn có chút bất ngờ, nàng có 5 vị Tam Thẩm, cũng may 5 vị Tam Thẩm không cùng họ, vì thế khi xưng hô Tam Thẩm thì chêm thêm họ ở phía trước. Mai Tam Thẩm này chính là mẹ của Hàm Hàm, thường ngày Liễu Vân Mạn cũng thường rất ít khi tới lui với Mai Tam Thẩm, bây giờ nhận được điện thoại thì tất nhiên nàng sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu Mạn, là thế này. Dì muốn mời Hạ Thần Y một bữa cơm, có một số việc cần thương lượng với cậu ấy, cháu có thể giúp dì liên lạc với cậu ấy được không? Mai Tam Thẩm trực tiếp nói rõ nguyên nhân tìm Liễu Vân Mạn. Mai Tam Thẩm, dì muốn mời Hạ Thiên dùng cơm vào lúc nào? Liễu Vân Mạn hỏi. Tối nay, dì đã đặt cơm ở quán ăn mà bà ngoại của cháu thường đến, cách nhà cháu không xa. Mai Tam Thẩm trả lời. Vậy thì được, cháu sẽ đưa Hạ Thiên đến. Liễu Vân Mạn lập tức đồng ý, dù sao tối nay nàng cũng phải cùng Hạ Thiên ra ngoài dùng cơm. Nàng không trưng cầu ý kiến của Hạ Thiên,
vì nàng biết Hạ Thiên có thể đã gặp mặt Mai Tam Thẩm một lần rồi, nàng biết rõ Mai Tam Thẩm muốn gặp hắn có hơn phân nửa là vì chữa bệnh. Liễu Vân Mạn cúp điện thoại mà quay sang hai người Hạ Thiên. Cô, Hạ Thiên, chúng ta đi ăn cơm thôi. Tốt, đúng lúc cô cũng thấy đói. Liễu Mộng vui vẻ nhảy dựng lên, sau đó nàng lại sờ lên bụng. Quái lạ, gần đây ăn cơm cảm thấy bụng rất lớn, chẳng lẽ có cục cưng, rồi à? Liễu Vân Mạn chợt sinh ra một xúc động muốn đập đầu vào tường, cô không hiểu hay là giả vờ đấy. Đừng nói cô không có gì với Hạ Thiên, dù thật sự có gì đó cũng không thể có mang nhanh như thế được. Mai Tam Thẩm tên là Mai Nhược Đình, nàng vốn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường trong công ty của Liễu Kỳ, sau đó bị Liễu Kỳ nhìn trúng, vì vậy mà trở thành vợ thứ năm. Tất nhiên làm vợ như vậy sẽ không có danh phận, nhưng may mà Liễu Kỳ đối xử với năm vợ đều như nhau, đều không có giấy hôn thú, vì vậy nếu xét trên pháp lý thì đến bây giờ Liễu Kỳ vẫn còn là trai tân, chưa lập gia đình. Điều kiện gia đình của Mai Nhược Đình rất kém, có thể tìm được một người đàn ông như vậy nàng cũng cảm thấy quá đủ. Nhưng Liễu Kỳ cũng có nổi niềm khó nói, nàng cũng thầm hiểu, một người đàn ông với sức khỏe không quá tốt lại lấy 5 người vợ đẹp, mỗi ngày đều chinh phạt, tinh lực tất nhiên sẽ tiêu hao qua độ. Bây giờ dù Liễu Kỳ mượn thuốc để chống đỡ nhưng cũng khó thể dựng lại uy phong, bây giờ Mai Nhược Đình muốn gặp mặt Hạ Thiên vì có 7 phần tin tưởng vào y thuật của đối phương. Hơn nữa ngay cả cô em chồng đã hôn mê vài chục năm cũng được Hạ Thiên cứu tỉnh, cháu gái cũng được xác định là được chữa hết bệnh. Điều này làm Mai Nhược Đình hoàn toàn tin tưởng Hạ Thiên là thần y. Nhưng vấn đề là chồng nàng đã đắc tội Hạ Thiên, hơn nữa nàng từ miệng mẹ chồng mà biết được điều kiện của người ta, muốn một nửa tài sản của chồng mình, nếu không sẽ chẳng chữa bệnh. Thật ra Mai Nhược Đình cũng thấy điều kiện này dù có chút quá đáng nhưng cũng không phải khó thể tiếp nhận. Một nửa tài sản là 20 triệu là khá nhiều, nhưng người ta đã giúp chữa bệnh cho hơn 11 người trong nhà, nếu chia trên đầu người thì chỉ là 2 triệu. Mà 2 triệu để chữa một bệnh nan y, sợ rằng sẽ có rất nhiều người tình nguyện. Hơn nữa Mai Nhược Đình cũng thấy nếu chỉ còn một nửa cộng với lợi ích hiệu quả công ty của chồng là không tệ, dù thiếu hơn 20 triệu thì nhà bọn họ vẫn không thiếu tiền, không có gì là không được. Nhưng chồng Mai Nhược Đình là Liễu Kỳ thì không nghĩ như vậy, hắn cho rằng Hạ Thiên thần túy là xảo trá, vì thế mà không đáp ứng điều kiện. Khi rơi vào đường cùng thì Mai Nhược Đình cũng chỉ biết lén tìm Hạ Thiên để nói chuyện. Hy vọng Hạ Thiên có thể hạ thấp điều kiện xuống một chút. Khi Mai Nhược Đình gọi điện thoại cho Liễu Vân Mạn thì cũng đã ở trong nhà hàng, nhưng nàng cũng không đợi quá lâu, nói chung chưa đến 15 phút thì Hạ Thiên đã đến. Khi nhìn thấy Liễu Mộng nép vào người Hạ Thiên như một chú chim nhỏ thì Mai Nhược Đình cũng lắp bắp kinh hãi, em chồng mình sao lại ở cùng một chỗ với Hạ Thần Y? Không phải nói Hạ Thần Y là bạn trai của Tiểu Mạn à? Tuy trong lòng rất nghi ngờ nhưng Mai Nhược Đình cũng không biểu hiện ra vẻ mặt. Nàng trang thủ thời gian đứng dậy chào hỏi mọi người. Hạ Thần Y, cậu đến rồi, mời ngồi. Tiểu Mộng, Tiểu Mạn, hai người cũng ngồi đi. Nếu so về độ tuổi thì thật ra Liễu Mộng còn lớn hơn cả Mai Nhược Đình, nhưng nếu xét về vai vế thì Mai Nhược Đình là tam tẩu của Liễu Mộng, Mai Nhược Đình gọi Liễu Mộng là Tiểu Mộng theo cách gọi của chồng, điều này cũng không có vấn đề gì. Liễu Mộng cũng thỏa mãn với cách xưng hô của Mai Nhược Đình, nàng nằm trên giường vài chục năm. Tất nhiên tâm lý của nàng lúc này cũng chỉ là cô gái mười mấy tuổi mà thôi. Hi hi, tam tẩu, chị cũng ngồi đi. Liễu Mộng chào hỏi Mai Nhược Đình. Hạ Thần Y, ngày đó chồng tôi nói lời bất kính, tôi ở đây xin lỗi anh. Mai Nhược Đình cũng không ngồi xuống mà đứng trước mặt Hạ Thiên rồi cúi người thật sâu. Mai Nhược Đình cúi chào làm Hạ Thiên hầu như có thể nhìn thấy tất cả quang cảnh trong quần áo, nịt ngực màu đen có hơi nhỏ nhưng vẫn che đủ hai quả cầu to lớn. Mà khe núi thật sâu cũng rất mê người, điều này làm hắn không muốn rời mắt. Tiểu bại hoại, không được phép nhìn. Liễu Mộng lập tức nhìn thấy ánh mắt mờ ám của Hạ Thiên, vì vậy nàng duỗi bàn tay trắng nõn che mắt hắn. Mai Nhược Đình không khỏi đỏ mặt, dù nàng có ngốc cũng biết mình vô ý phô bày xuân cảnh, vì thế tranh thủ đứng thẳng người rồi lui về phía sau vài bước, sau đó mới ngồi xuống. Liễu Vân Mạn có chút đau đầu, cô này cũng thật là, người ta nhìn thấy thì nói ra làm gì. Như vậy không phải sẽ rất xấu hổ sao? Tiểu thư, bắt đầu dọn thức ăn được chưa? Nhân viên phục vụ đến rất đúng lúc, điều này cũng xem như giải vây cho mọi người. Được rồi. Mai Nhược Đình vội vàng nói, sau đó lại hỏi Hạ Thiên. Hạ Thần Y, cậu có uống rượu không? Không uống rượu. Liễu Vân Mạn vội nói, nàng không muốn Hạ Thiên say rượu rồi đến tối làm bậy với cô. Được rồi, xin chờ chút. Nhân viên phục vụ bỏ đi rất nhanh.
Mai Tam Thẩm, hôm nay dì mời Hạ Thiên dùng cơm là vì chuyện của Tam Thúc sao? Liễu Vân Mạn chủ động nhắc đến vấn đề. Đúng vậy, đúng là chuyện Tam Thúc của cháu. Mai Nhược Đình dùng ánh mắt cảm kích nhìn Liễu Vân Mạn, lúc này tất nhiên nàng biết Liễu Vân Mạn đang giúp mình. Hạ Thần Y, không biết anh có thể chữa tốt bệnh tình cho chồng tôi không? Tất nhiên là có thể. Hạ Thiên trả lời không cần suy nghĩ lâu. Hạ Thần Y, chúng tôi cũng biết điều kiện của cậu. Mai Nhược Đình có chút do dự. Nhưng không biết có thể thương lượng lại hay không? Không thương lượng, nếu chồng cô không trả thù lao thì tôi còn cầu chẳng được. Hạ Thiên cũng nói hết lời. Dù sao tôi cũng không muốn chữa bệnh cho ông tao. Điều này, Hạ Thần Y, thật sự không có gì để thương lượng sao? Trên mặt Mai Nhược Đình xuất hiện vẻ cầu khẩn. Đây là quy củ do sư phụ tôi đặt ra, không thể thương lượng. Hạ Thiên lắc đầu. Vẻ mặt Mai Nhược Đình lập tức có hơi trắng bệch, nàng không ngờ đến khả năng Hạ Thiên không cho cơ hội thương lượng điều kiện. Mai Tam Thẩm, Tam Thúc không đồng ý điều kiện kia sao? Liễu Vân Mạn không khỏi mở miệng hỏi. Mai Nhược Đình thở dài, nàng khẽ gật đầu. Tam Thúc rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Tiền quan trọng như vậy sao? Vì tiền mà cũng không muốn mạng sống của mình sao? Liễu Vân Mạn có chút tức giận. Tiểu Mạn, Tam Thúc của cháu là như vậy, tiền đối với ông ấy chính là thứ quan trọng nhất. Trong lời nói của Mai Nhược Đình mang theo chút đau khổ. Liễu Vân Mạn cũng rất bất đắc dĩ, nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên, quy củ của sư phụ cậu không thể sửa đổi được sao? Tiểu bại hoại, đó là quy củ gì? Liễu Mộng có chút hiếu kỳ. Chính là cứu sống 1 triệu, cứu chết thua 1/2. Ví dụ như bệnh tâm thần không chết người, khi cứu sẽ lấy 1 triệu, mà những căn bệnh nan y trong mắt người thường thì sẽ phải thua 1/2 gia sản. Hạ Thiên giải thích, nếu người ta không có tiền thì 1/2 chẳng phải là rất ít sao? Liễu Mộng có chút khó hiểu. À, đại sư phụ nói người nghèo không lấy tiền, nhưng tam sư phụ nói đại sư phụ cũng không phải người tốt, sư phụ rất ít khi chữa bệnh cho người nghèo. Hạ Thiên thuận miệng nói, cuối cùng hắn còn bổ sung thêm một câu. Thật ra quy củ cũng không phải không thể sửa, bây giờ tôi đã xuất sư, chính tôi cũng có thể đặt ra quy củ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 75.